chương 1001, chắc hẳn là chơi trò chơi gọi hồn như bút tiên. Cuối cùng, Thiệu Quý Khương thở dài một hơi, nói, mặc dù thắng mà không vẻ vang gì, nhưng cũng chỉ đành vậy. Thấy Thiệu Quý Khương lại không biết xấu hổ như thế, một đám người hiệp hội y học cổ truyền không khỏi căm phẫn sục sôi, trợn mắt nhìn anh ta. Một với không, nếu hội trưởng thua thêm một ván thì thật sự phải chắp tay nhường vị trí này, đến lúc đó cũng sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đối với hiệp hội bọn họ dối rít nhìn sang đường Tuấn, hoàn toàn không hiểu tại sao đường Tuấn làm vậy. Thiệu Quý Khương lại làm như không thấy thái độ của họ, nói, vậy tiếp theo do tôi chọn người. Đường Tuấn vừa định gật đầu. Audio điện tử võ tấn bền. Bỗng nhiên, trong năm người bệnh còn lại bỗng nhiên có người ngã xuống đất, phát ra tiếng ngã trầm thấp. Ngay lập tức, mọi người đều bị thu hút về phía đó. Người ngã xuống đất là một cô gái trẻ mới 20 tuổi sắc mặt của cô gái có phần tái nhợt, hô hấp yếu ớt, xem ra có vẻ là mắc bệnh nặng, trong miệng liên tục phát ra tiếng nói mớ kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì, mấy người hạ văn thanh, mặc thiên ngữ vội vàng hỏi. Mất hồn, Đường Tuấn và Thiệu Quý Khương gần như đồng thời nói ra. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc từ trong ánh mắt của nhau. Mất hồn là gì? Mặc dù xuất thân của Hạ Văn Thanh và Mạc Thiên Ngữ có liên quan đến y học cổ truyền, nhưng vẫn thấy lạ lẫm đối với từ này vương tấn lợi đứng bên cạnh sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi thất thanh nói mất hồn mất vía ừ sắc mặt của đường tuấn nghiêm nghị gật đầu người có ba hồn bảy vía thiếu một thứ cũng không được đột nhiên hoảng sợ hoặc bị người ta dùng thủ đoạn tà ma gây tổn thương ba hồn bảy vía thì sẽ xuất hiện tình trạng mất hồn người mất hồn người nhẹ thì suy nhược tinh thần tinh thần thể lực không phấn chấn người nặng thì hôn mê sâu trở thành người thực vật chết đi trong lúc say giấc nồng mà không hề hay biết. Nếu là trước kia thì Đường Tuấn cũng sẽ không tin, anh sẽ cho rằng đó là học thuyết sằng bậy. Nhưng bây giờ tầm mắt của anh rộng mở, biết rằng đúng thật có tồn tại cách nói, mất hồn. Khoảng thời gian trước, hai người cổ sáng bị anh giết và xích luân chạy trốn đều là đại vu sư tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Nam Á, trong tay họ nắm giữ một hai thủ đoạn khiến cho người ta mất hồn. Đương nhiên thủ đoạn này nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến người bình thường và võ giả nội kinh. Theo võ đạo tinh tiến, hồn phách và thân thể kết hợp càng thêm chặt chẽ, thậm chí có một số võ giả thần hải cảnh tu thành pháp tướng tinh thần bảo vệ hồn phách, nên thủ đoạn mất hồn đã không đủ để làm dao động hồn phách. Vậy tại sao cô ấy lại mất hồn? Mấy người Hạ Văn Thanh nghe như lọt vào trong sương mù, thiếu điều xem đường tuấn như tên lừa đảo. Chắc hẳn là chơi trò chơi gọi hồn như bút tiên, thiệu quý khương nghe tiếng nói mớ trong miệng cô gái, giải thích. Trường 1002 thuật trúc do anh nhìn sang thiệu quý khương ở một bên muốn xem suy nghĩ của anh ta đối phương đã có thể nhìn ra thì chắc hẳn có cách chữa trị hơn nữa người bệnh này cũng là của thiệu quý khương trước khi đối phương bỏ cuộc anh không muốn nhúng tay đương nhiên nếu thật sự đến lúc có nguy hiểm cho sự an toàn của người bệnh anh sẽ buộc phải tham gia dù sao sự an nguy của bệnh nhân mới là thứ quan trọng nhất thiệu quý khương tách mí mắt của cô gái trẻ ra quan sát một lát rồi thở dài nói quả thật là mất hồn Mặc dù anh ta chưa từng thấy ca bệnh, nhưng triệu chứng của cô gái không khác những gì ghi trên sách là mấy. Khi Lư Thế Giang đứng bên cạnh nghe thấy hai chữ, mất hồn, cũng thay đổi sắc mặt, lông mày trắng tuyết hơi nhíu chặt, lộ ra sự bất an sâu sắc. Mặc dù phái Phủ Dương Lưu có kế truyền từ xa xưa, trong đó có 10 thậm chí trên trăm loại sách cổ liên quan tới thuật châm cứu đông y và phương pháp dùng thuốc, nhưng không có một loại nào có thể chữa chứng mất hồn. Chứng mất hồn liên quan đến mặt tinh thần của cơ thể người, trong y học cổ truyền có một loại bí pháp có thể trị mất hồn, thuật trúc do. Nhưng thuật trúc do đã thất truyền từ ngàn năm trước. Nghe nói ngàn năm trước có một thời kỳ nước Việt Nam phát triển thuật trúc do đến đỉnh cao, nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì, thuật trúc do đột nhiên biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng cho dù không biến mất thì thế nào, theo Lư Thế Giang thấy, thuật trúc do là tà thuật phu thuật, hoàn toàn không xứng mang danh mấy chữ y học cổ truyền. Điều thật sự khiến ông ta lo lắng là một chuyện khác ván này chúng ta lưu thế giang đang chuẩn bị mở miệng thay thiệu quý khương bỏ ván này bệnh này cho dù ông ta tự mình ra tay cũng bó tay toàn tập huống chi thiệu quý khương chỉ là đệ tử được ông ta chân truyền tám chín phần sao anh ta có thể thắng nhưng lần này thiệu quý khương lại có vẻ hơi vô lễ ngắt lời thầy mình thầy con muốn thử một lần thử một lần anh lấy cái gì mà thử tôi hỏi anh phái phủ dương lưu chúng ta có y thuật hoặc sách cổ nào có thể trị liệu chứng mất hồn đâu lý thuyết y học chân truyền, y pháp viên thông, hay là thiên chân luận. Người làm nghề y kỹ nhất là làm loạn không biết tự lượng sức mình, đó là không chịu trách nhiệm với người bệnh và bản thân. Lư Thế Giang trầm giọng quát, vẻ mặt giận dữ. Chẳng ai ngờ rằng, người đứng đầu phái phủ dương lưu này lại đột nhiên nổi giận, hơn nữa còn nổi giận với đệ tử mà ông ta yêu thích coi trọng nhất. Nhưng dường như Thiệu Quý Khương đã dự đoán từ trước, anh ta bình tĩnh nói, những thứ mà thầy nói đều không thể trị chứng mất hồn vậy anh còn có bản lĩnh gì bản lĩnh trên người anh đều đến từ tôi anh được mấy phân mấy lượng tôi không biết sao nếu anh dám làm loạn làm hỏng thanh danh của phù dương tôi thì đừng trách tôi trục xuất anh ra khỏi sư môn lư thế giang nói với giọng lạnh lùng cả đời ông ta xem trọng nhất là y học cổ truyền và thanh danh của môn phái phù dương vô cùng yêu quý danh dự của mình tuyệt đối không cho phép nó bị đệ tử của mình làm hỏng cho dù người này là đệ tử mà ông ta thương yêu nhất cũng không được chương 1003, hồn về đây. Đây chính là bí thuật y học cổ truyền trong truyền thuyết, ngàn năm chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, vậy mà Thiệu Quý Khương lại nói anh ta đã tập được. Lưu Thế Giang là người nghiêm minh rõ ràng, cả đời đều theo đuổi đông y chính thống và thuần túy, Phù Dương sẽ không có bí thuật như thế, làm sao Thiệu Quý Khương lại tập được. Anh, anh dám, nghịch đồ, dường như Lưu Thế Giang nhớ ra điều gì đó, đột nhiên thay đổi sắc mặt, sợi dâu trắng như tuyết lay động, lửa giận trong mắt như muốn dâng trào mà ra. Đối mặt với lửa giận của thầy, thiệu quý khương trái lại càng bình tĩnh hơn trước, mặt như hồ nước lặng, anh ta chậm rãi nói thầy, có thể chữa bệnh cứu người đều là y thuật. Tây y là y thuật, đông y là y thuật, thuật trúc do so cũng là y thuật. Nếu như đông y còn tiếp tục giữ khư khư như thế, không muốn tiếp nhận thời đại này, sớm muộn gì cũng sẽ bị thời đại này đào thải. Đệ tử bất hiếu, giấu giếm người và cũng mô học tập thuật trúc do, so, đây là lỗi của con nhưng con không hối hận, nguyên nhân của hôm qua là kết quả của ngày hôm nay, giờ phút này, đệ tử sẽ dùng thuật trúc do để cứu người, chứng minh cho ân sư. Thiệu Quý Khương càng nói, đôi mắt càng sáng rực, khi nói xong hai chữ cuối cùng, trong mắt anh ta đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng, như là mặt trời mới mọc dâng lên mặt biển. Anh ta chợt tiến về phía trước một bước, một khí tức cực kỳ yếu ớt nhưng lại mang theo sức mạnh kỳ diệu được phóng ra từ trên người anh ta. Một ngón tay anh ta chỉ về bầu trời minh mông, một tay đặt trên trán cô gái trẻ tuổi, nghiêm nghị nói, hồn về đây. Lư Thế Giang thấy thế, mặt ra vặn vẹo, lại nhất thời không nói nên lời. Còn những người khác bao gồm Đường Tuấn đều nhìn chằm chằm Thiệu Quý Khương. Đối với phần lớn trong số họ, đây là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy thuật trúc do. Trong lòng Đường Tuấn sao động, anh từng giao thủ với Thác Huy Hoàng ở chùa Bái Đính, đối phương từng dùng thuật phù lục trong thuật trúc do. Bây giờ, Thiệu Quý Khương lại thể hiện thuật trúc do so lần nữa. Anh có thể cảm ứng được cả hai sức mạnh có cùng nguồn gốc, nhưng lại khác biệt không nhỏ. Thuật phù lục của Thác Huy Hoàng mang theo năng lượng vô cùng hùng mạnh, lấy sức mạnh tích tụ trong bùa chú lấp đầy bản thân, thể hiện sự mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Mà thuật trúc do so của Thiệu Quý Khương lại có vẻ càng huyền diệu thần thánh và phức tạp, tựa như ngựa thần lướt gió tung mây, không thể nắm bắt khởi nguồn của lực lượng. Về lượng, Thiệu Quý Khương chỉ mới đạt tới cảnh giới tông sư, tất nhiên sau so ra thì kém thác huy hoàng đã tiến vào thần cảnh. Nhưng về chất thì không hề thua kém. Một người giết người, một người cứu người, tựa như hai mặt âm dương. Đường Tuấn than nhẹ trong lòng, thầm nghĩ, mặc dù chỉ là gọi hồn người bình thường, nhưng sẽ phải chịu phản vệ cũng không nhỏ, anh thiệu chỉ có tinh thần và thể xác tông sư bình thường, không biết có thể chịu được không. Nếu không chịu nổi, không chỉ hồn của cô gái sẽ hoàn toàn thất lạc trong trời đất, rốt cuộc không tìm được nữa, ngay cả chính anh ta cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí bỏ mình. Sau khi gặp thuật trúc do của Thác Huy Hoàng, anh từng thử suy diễn tuyệt kỹ y học cổ truyền bị thất truyền này, biết rất rõ mối nguy hiểm mà Thiệu Quý Khương sẽ phải đối mặt. Chẳng qua anh có phần bội phục Thiệu Quý Khương, vì chứng minh suy nghĩ của mình với thầy, anh ta cũng dám dùng tính mạng để đặt cược. Ván so tài y thuật này đã không phải là trận đấu giữa Đường Tuấn và Thiệu Quý Khương nữa, mà là Thiệu Quý Khương và Lưu Thế Giang so tài, từ ý nghĩa của một phương diện sâu hơn nào đó, đây chính là cuộc đọ sức giữa đông y truyền thống cố giữ cái cũ và đông y tân phái. chương 1004, đừng bỏ cuộc. Hy vọng anh thật sự có thể làm được, đường Tuấn thầm nghĩ. Chỉ thấy trên mặt thiệu quý khương phát ra ánh sáng trắng bạc thần thánh, anh ta vươn một ngón tay ra không chung vẽ vòng tròn, như là kim thu lôi. Dẫn hồn. Một khoảng thời gian rất dài sau khi thiếu hồn, hồn sẽ đi theo bên cạnh chủ nhân, lúc này Thiệu Quý Khương muốn dẫn hồn về. Nếu không thì dẫn hồn từ trong trời đất minh mông, cách khoảng cách và không gian vô tận, dù là võ giả ở cảnh giới võ đạo cao nhất thì triển thuật trúc do cũng không làm được, làm vậy là muốn nhận toàn bộ sức phản phệ từ đất trời. Xác xác mặt đất dưới chân Thiệu Quý Khương đột nhiên nứt ra, khóe miệng của anh ta tràn ra máu tươi, chậm rãi chảy xuống, khiến anh ta tăng thêm mấy phần khí chất bi tráng. Sức mạnh bắt đầu phản phệ rồi. Lư Thế Giang lộ vẻ bất an hồi hộp, nắm đấm yên lặng siết chặt. Cho dù Thiệu Quý Khương giấu ông ta học tập thuật trúc do, so, nhưng anh ta vẫn là đồ đệ do ông ta dốc lòng dạy bảo hơn 20 năm, còn thân thiết hơn cha con mấy phần. Theo thời gian trôi qua từng giờ, máu trên mặt Thiệu Quý Khương càng chảy càng nhiều, thậm chí nhuộm đỏ phần lớn trường bào trên người anh ta. Sắc mặt của anh ta càng tái nhợt hơn, thân hình lảo đảo sắp ngã. Đường Tuấn nhìn về phía ba thước hư không trên đỉnh đầu Thiệu Quý Khương vận chuyển thần tàng quyết, anh nhìn thấy một thứ trong suốt tỏa ra ánh sáng nhạt lơ lửng trong hư không. Trong trùng sáng mơ hồ hiện ra diện mạo của cô gái trẻ tuổi nằm dưới đất. Nhưng lúc này rõ ràng là thiệu quý khương đã hết sức, mặc dù chỉ kém một bước về hồn nhưng lại tựa như khoảng cách trời đất, với trạng thái hiện tại của anh ta thì chắc chắn không làm được. Mặc cho anh ta thúc giục chân khí ít đến đáng thương trong cơ thể ấy như thế nào, anh ta cũng không thể khiến linh thể ấy nhúc nhích chút nào giữa ba thước chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết khóe miệng thiệu quý khương lộ ra một nụ cười vô cùng thê thảm lẩm bẩm nói chỉ có thể làm đến bước này ư anh ta nhìn sang đám người hiệp hội y học cổ truyền xung quanh còn có thầy của mình và những người bệnh đang mong đợi ấy trong lòng có hổ thẹn có không cam lòng có lẽ thuật trúc do thật sự không nên xuất hiện trên thế gian thiệu quý khương cảm nhận được thời khắc sinh tử lần đầu tiên sinh ra sự nghi ngờ đối với suy nghĩ của mình Đúng lúc này, một bàn tay dày rộng ấm áp đặt trên đầu vai anh ta. "Đừng bỏ cuộc." Sau ba chữ đơn giản, một sức mạnh còn hùng hồn mạnh mẽ hơn anh ta mấy chục lần tràn vào trong cơ thể của anh ta từ bàn tay ấy. Dòng chân khí đó sáng rực hùng mạnh, lại tựa như gió xuân mưa phùn, chân khí vốn dĩ khô kiệt trong cơ thể Thiệu Quý Khương lại một lần nữa bừng bừng phấn chấn. Về, tinh thần của Thiệu Quý Khương chấn động, đè xuống sự dao động trong lòng, khẽ quát một tiếng lần nữa trường 1005 nhưng lúc này đã không còn ai quan tâm những điều đó. Khuôn mặt thanh tú của đường Tuấn Ánh vào mắt của anh ta. Là anh ấy, thế mà anh ấy cũng biết thuật trúc do. Trong đầu thiệu quý Khương hiện lên suy nghĩ cuối cùng, sau đó cả người ngã sắp xuống, hoàn toàn không còn hơi thở. Đường Tuấn đỡ thiệu quý Khương, giơ tay nhấn một cái ở giữa cổ của anh ta, nhìn về phía Lư Thế Giang, chán nản nói, cụ Lư nén bi thương hai tay lư thế giang run rẩy tiếp nhận thiệu quý khương y thuật của ông ta cũng đạt đến cảnh giới xem khí xem sinh tử lúc này ông ta lại không cảm nhận được khí của thiệu quý khương thiệu quý khương đã chết thật rồi tại sao có thể như vậy lư thế giang chảy nước mắt tiếng nói run rẩy khóc không thành tiếng cô gái trẻ tuổi vẫn luôn nằm đó phát ra một tiếng ưm, rất nhỏ sau đó dần dần tỉnh lại một người sống một người chết tại sao Cô ta đã về hồn thành công, tại sao Quý Khương lại chết? Lư Thế Giang gầm nhẹ. Vừa rồi anh thiệu thi triển thuật trúc do đã vượt quá mức chịu đựng của anh ấy. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Lư Thế Giang khẽ giật mình, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt. Cả đời ông ta trung thành với y đạo, chưa từng lấy vợ sinh con. Ngoại trừ y học cổ truyền, thiệu Quý Khương là người quan trọng nhất của ông ta. Tôi không nên như thế. Lư Thế Giang không trách người khác, chỉ tự trách mình. Từ ngày chuyện thụ y đạo, ông ta đã dạy Thiệu Quý Khương lấy người bệnh lấy y học cổ truyền làm thứ quan trọng nhất. Cho dù Thiệu Quý Khương lấy mạng đổi mạng, ông ta vẫn không hối hận mình đã dạy bảo đồ đệ như thế. Ông ta chỉ tự trách mình vô tình, nếu không có những lời nói tàn nhẫn vừa rồi của mình, nói không chừng Thiệu Quý Khương sẽ không lấy cái chết để khuyên bảo, chỉ vì chứng minh bản thân. Cụ Lư, anh Thiệu dùng mạng sống để chứng minh với ông, hy vọng ông có thể hiểu được. Đường Tuấn thở dài trong lòng lư thế giang vô cùng mù mờ mình sai rồi ư sai ở chỗ nào trung thành với y đạo là sai ư kiên trì y học cổ truyền cứu đời chẳng lẽ là sai ư cho rằng đông y thuần ví chẳng lẽ là sai hay sao lư thế giang không ngừng đặt câu hỏi cho mình đáng tiếc không ai có thể cho ông ta đáp án Đường tuấn than nhẹ một tiếng đi đến chỗ bốn người bệnh ở một bên lư thế giang đã chữa trị hai người bệnh còn lại cần anh kết thúc Tình trạng của bốn người bệnh khác không nghiêm trọng lắm, dựa vào y thuật và mắt nhìn của Đường Tuấn, chỉ cần 20 phút đã chữa trị xong bệnh của bốn người, cũng đưa ra cách xử lý phương thuốc hợp lý nhất. Nhưng lúc này đã không còn ai quan tâm những điều đó. Vào thời khắc này thắng thua đã không còn quan trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1006, ổn thỏa rồi. Linh hồn của y học cổ truyền, cuối cùng, Vương Trọng Quang hơi ngửa đầu hốc mắt của ông cụ ửng đỏ, đưa ra đánh giá của mình. Nếu mọi thầy thuốc đều giống thiệu quý khương, lo gì y học cổ truyền không thịnh hành. Thầy thuốc là như thế. Ông Lư, đời này thành tựu lớn nhất của ông không phải là y thuật của ông, không phải sự kiên trì của ông đối với trung y, mà là đồ đệ này của ông. Vương Trọng Quang khẽ thở dài, chậm rãi nói. Có tác dụng quái gì? Người đã chết rồi, ông nói những lời này có ý nghĩa quái gì? Ông cụ hơn nửa đời người đều nghiêm khắc kiềm chế bản thân, đối xử với mọi người mặc dù không tính là hiền hòa nhưng rất lịch sự, lần đầu tiên nói tục. Cụ Lư, sự kiên trì của ông không sai, anh Thiệu làm cũng không sai. Đường Tuấn kêu người đưa mấy bệnh nhân đi, chậm rãi nói, thuận thế mà làm không có nghĩa là thông đồng làm bậy, y học cổ truyền là truyền thống quốc quý của nước Việt Nam, nhưng bây giờ thời đại đã khác, nó cũng cần thay đổi, biển chứa trăm sông có dung nạp mới to lớn thánh nhân trong những sách được truyền lại đời sau cũng biết nên tự kiểm điểm bản thân, dung nạp nhiều trường phái. Tôi hy vọng cụ Lư cũng có thể hiểu đạo lý này. Anh Thiệu đã chứng minh với ông, nếu cứ tiếp tục giữ gìn cái đã có, thứ ngã xuống tiếp theo rất có thể sẽ là y học cổ truyền. Chẳng lẽ nhất định phải hoàn toàn thay đổi y học cổ truyền mới có thể sống sót được ư? Y học cổ truyền như vậy vẫn là y học cổ truyền sao? Lư Thế Giang trầm giọng nói, nhưng lần này giọng điệu lại không thể chắc địch hùng hồn như trước đó, ngược lại mang theo vài phần nghi ngờ. Đường Tuấn lắc đầu, tiếp thu sở trường của người khác cũng không phải là đánh mất bản thân, mà là hoàn thiện y học cổ truyền, để nó càng có thể phù hợp với nhu cầu của thời đại này. Hoàn thiện y học cổ truyền, Lư Thế Giang thì thảo đọc từ này. Trong sảnh lớn yên tĩnh một hồi, không ai nói chuyện. Sau một hồi lâu, Lư Thế Giang bỗng nhiên cười lớn, tôi sai rồi. Quý Khương, thầy sai con đã đúng. Ông cụ này được xưng là người bướng bỉnh, hơn nửa đời người cũng chưa hề thỏa hiệp, lần đầu tiên cúi đầu, mà người đó là đệ tử của ông ta. Trước kia chuyện này tuyệt đối là chuyện phi lý, nhưng bây giờ lại xảy ra thật. Ổn thỏa rồi. Đường Tuấn khẽ thở phào trong lòng, thanh danh uy vọng của Lưu Thế Giang trong giới y học cổ truyền không hề thua ông nội của anh và Vương Trọng Quang, có thể dùng hành động lần này giúp ông cụ hoàn toàn tỉnh ngộ là biện pháp tốt nhất. Nếu như thiệu quý khương có thể nhìn thấy một cảnh này, anh ấy sẽ hết sức vui mừng. Mặc thiên ngữ nói nhỏ. Khổ khổ khổ. Một tiếng ho kịch liệt bỗng nhiên truyền ra từ trong lòng của Lư Thế Giang. Lư Thế Giang đột nhiên chấn động, cúi đầu nhìn thiệu quý khương trong lòng mình với vẻ không dám tin. Chỉ thấy thiệu quý khương vốn đã tắt thở, đôi mắt nhắm chặt lại chậm rãi mở hai mắt ra. Khóe miệng của anh ta vẫn còn vết máu, lúc này lại lộ ra nụ cười sán lạn thầy. Quý Khương, con, Lưu Thế Giang ngạc nhiên nghi ngờ nói. Thiệu Quý Khương nhìn sang Đường Tuấn, nói cảm ơn. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Trường 1007 anh học thuật trúc do từ chỗ nào? Thầy, y học cổ truyền mãi mãi sẽ là y học cổ truyền. Thiệu Quý Khương nói như là cam đoan. Lưu Thế Giang im lặng một lát, rốt cuộc cũng hiểu ra, gật đầu con không sao là tốt rồi. Con đã học hết rồi, thầy không có gì để dạy con nữa hai thầy trò đỡ nhau đứng dậy. Thiệu Quý Khương khom người nói với Đường Tuấn, tôi thua rồi. Vừa rồi rõ ràng sư huynh Quý Khương đã cứu sống cô gái đó, anh nên thắng chứ, sao lại tính là thua? Mấy đệ tử khác của phái Phủ Dương Lưu khó hiểu hỏi. Thiệu Quý Khương nói, nếu như vừa rồi không có hội trưởng đường ra tay, tôi không thể cứu sống cô gái đó, chính tôi cũng không sống nổi. Có người còn muốn khuyên nữa, so tiếp một ván, dù sao nếu có thể thay mặt nước Việt Nam xuất chiến, thanh danh của phái Phủ Dương Lưu sẽ càng hưng thịnh, cũng có khả năng rất lớn sẽ trở thành người đứng đầu giới y học cổ truyền nước Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, một câu của Thiệu Quý Khương khiến bọn họ không thể có suy nghĩ đó được nữa. Nếu như tôi không đoán sai, y đạo của hội trưởng Đường đã nhập thần, hơn nữa chắc hẳn anh cũng từng tu tập thuật trúc do, thậm chí thành tựu ở phương diện này mạnh hơn nhiều so với tên gà mờ là tôi." Thiệu Quý Khương chậm rãi nói giọng điệu bình tĩnh lòng giả thẳng thắn vô tư cũng không thấy xấu hổ khi nhận mình không bằng người khác anh ta vừa dứt lời tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn sang đường tuấn ngay cả hai ông cụ lư thế giang và vương trọng quang đều thay đổi sắc mặt đây chính là cảnh giới nhập thần bao nhiêu năm rồi giới y học cổ truyền chưa từng xuất hiện mười năm hai mươi năm hay là lâu hơn bọn họ đã không nhớ rõ nhưng bọn họ rất rõ ràng cho dù đặt ở thời kỳ y đạo cường thịnh nhất, cảnh giới nhập thần chính là truyền thuyết, là thần y chân chính. Ừ, đối với lời này, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Y đạo hưng thịnh, mọi người đều giật mình. Sau khi im lặng một hồi lâu, hai ông cụ Vương Trọng Quang và Lưu Thế Giang nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng to lớn từ trong ánh mắt của nhau. Có Đường Tuấn, có Thiệu Quý Khương, có thế hệ trẻ tuổi dấn thân vào y học cổ truyền như Vương Tấn Lợi và Hạ Văn Thanh, y học cổ truyền không hưng thịnh mới là chuyện lạ. Ông Lư, hôm nay ông cũng đừng đi, lão già tôi cũng lâu lắm rồi không uống rượu, đêm nay chúng ta uống thật sảng khoái, lâu rồi không vui vẻ như vậy. Vương Trọng Quang cười ha ha, ôm vai Lư Thế Giang như một đứa trẻ. Khóe miệng của Lư Thế Giang run lên, dường như có phần không thích tư thế này, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Đám người lần lượt tản đi, hai ông cụ cũng tìm nhau ôn chuyện. Đêm nay ở lại, Đừng uống quá nhiều rượu, khơi thở của Lý Ngọc Mai như hoa lan, nói một câu bên tai Đường Tuấn rồi cất bước thước tha đi ra ngoài, hoàn toàn không cho Đường Tuấn từ chối. Cuối cùng chỉ còn lại hai người Đường Tuấn và Thiệu Quý Khương ăn ý ở lại trong sảnh lớn. Đường Tuấn, anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Dường như Thiệu Quý Khương đã nhìn ra nghi vấn trong lòng Đường Tuấn. Trường 1008 tôi đã so tài châm cứu với ông Ngô, Đến tận bây giờ mọi người mới giải tán, Đường Tuấn mới đưa ra câu hỏi của mình với Thiệu Quý Khương. Chỉ vì thuật trúc do có tầm quan trọng lớn lao, liên quan đến nhà họ Đường và Thánh Thủ Tông ở ngàn năm trước, thậm chí còn có liên quan tới vu môn, cho nên anh bắt buộc phải thận trọng. Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Đường Tuấn cùng với sức mạnh cường đại đang mơ hồ dao động toát ra từ trong cơ thể anh, Thiệu Quý Khương chỉ khẽ thở dài rồi nói, đây vốn là bí mật của phái Phủ Dương Lưu Tôi, nhưng chuyện của ngày hôm nay có thể thành công hay không, tất cả đều nhờ vào công lao của hội trưởng đường tôi không thể giấu diếm anh quả thật thuật trúc do không phải là đồ vật thuộc phái phủ dương lưu tôi khi thiệu quý khương kể ra mọi chuyện từng chút một đường tuấn dần biết được nguồn gốc anh ta học được thuật trúc do từ đâu khoảng nửa năm trước một ông cụ họ ngô đã đến gặp hai thầy trò lư thế giang và thiệu quý khương muốn so tài y thuật với họ còn đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn bất kể thắng hay thua đều sẽ truyền lại thuật trúc do thuật trúc do là một truyền thuyết trong giới y học cổ truyền, trong đó cũng ẩn giấu chân lý võ học, đừng nói là y học cổ truyền, ngay cả các võ giả đều không chống lại được sự cám dỗ của nó. Đáng tiếc là Lưu Thế Giang không phải là một y sư bình thường. Ông ta là một người nổi tiếng nóng tính, chưa kể đến việc theo quan điểm của ông ta thì thuật trúc do này cũng chỉ là tà thuật, thậm chí những bí truyền của các môn phái khác, với tính cách của ông ta e rằng cũng đều khinh thường liếc nhìn. Lưu Thế Giang đã từ chối ông cụ họ ngô kia, nhưng Thiệu Quý Khương không thể từ chối. Mặc dù y thuật của anh ta đã được Lưu Thế Giang truyền dạy, nhưng tư tưởng lại cởi mở hơn. Cùng với việc anh ta ngày một trưởng thành, càng học thêm được nhiều y thuật và kỹ năng ngày càng tinh thông, từ tận đáy lòng, anh ta bắt đầu không tán đồng với những quan điểm về y học cổ truyền của Lưu Thế Giang. Anh ta tự mình đi tìm ông cụ họ ngô kia, sau đó hai người đã so tải y thuật. Thiệu Quý Khương nhớ lại, đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy kinh ngạc rõ ràng lần so tài đó anh ta bị đả kích rất lớn. Anh ta nhìn đường Tuấn chậm rãi nói, tôi đã so tài châm cứu với ông Ngô, anh có biết ông ấy đã sử dụng phương pháp châm cứu nào không? Đường Tuấn sửng sốt không đoán ra được, phương pháp châm cứu hiện nay quá nhiều, không đến nghìn thì cũng phải có trăm, chẳng hạn như tứ tượng châm pháp bí truyền của nhà họ đường hay 13 kim châm quỷ môn do quỷ y tự nghĩ ra, ngũ long châm pháp của nhà họ vương. Thái ất thần châm được lưu truyền qua thế hệ của dược y cốc, đều là những châm pháp mà hiện tại đường Tuấn Am hiểu, cũng đều không dám nói chính mình đã học được hết. Đối với bất kỳ ngành nào cũng vậy, đều phải học tập suốt đời. Thiệu Quý Khương lại không muốn để đường Tuấn phải suy đoán, anh ta dừng lại dây lát sau đó thở dài nói, là tứ tượng châm pháp, là châm pháp độc đáo của y thánh nhà họ đường các anh. Không thể nào. Khi Thiệu Quý Khương vừa thốt ra câu này, trong đầu đường Tuấn đột ngột nảy ra suy nghĩ này. Đường Hạo là người cởi mở hơn rất nhiều so với Lưu Thế Giang, cả đời ông cũng chỉ thu nhận mấy vị đệ tử và gần như đã truyền dạy hết tất cả những gì mình biết cho họ mà không hề giấu giếm điều gì. Nhưng suy cho cùng Đường Hạo cũng chỉ người trần mắt thịt, ông có thể dạy kỹ thuật châm cứu và cách kê đơn sáng suốt của mình, nhưng lại vô cùng coi trọng tứ tượng châm pháp của Đường gia. Ngoại trừ một mình Đường Tuấn gia, ông không hề truyền dạy cho châm pháp này cho bất kỳ người nào nữa. Đây chính là căn cơ giúp y thánh nhà họ Đường đứng vững như hiện nay, Đường Tuấn là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Chương 1009, tên họ đầy đủ của ông ta là gì? Sau khi ông nội Đường Hạo qua đời, có thể nói trên thế giới này chỉ còn lại mình Đường Tuấn mới biết sử dụng tứ tượng châm pháp. Nhưng bây giờ Thiệu Quý Khương lại nói rằng có một người thứ ba biết đến châm pháp này. Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ của Đường Tuấn, Thiệu Quý Khương lại mở miệng nói, 10 năm trước ông cụ đường và ân sư của tôi đã cùng nhau so tải y thuật. Tôi đã từng may mắn được đứng bên cạnh chứng kiến, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tứ tượng châm pháp. Từ đó về sau tôi vẫn không thể nào quên được. Đường Tuấn không hề nghi ngờ về tầm hiểu biết của Thiệu Quý Khương, nhưng anh vẫn cảm thấy khó hiểu. Tứ tượng châm pháp là bí truyền của nhà họ đường, ông cụ họ ngô kia lại học được bằng cách nào. Đường Tuấn từ từ thở ra một hơi, tâm trạng mới đỡ hơn đôi chút, sau đó nói thuật trúc do của anh là do ông ta truyền lại hả ừ thiệu quý khương gật đầu nói y thuật của ông ngô thật sự hiếm thấy trên đời ông ấy không chỉ truyền lại thuật trúc do cho tôi còn chi ra những khiếm khuyết còn tồn tại trong y thuật của tôi gần như ông ấy am hiểu y thuật của trăm họ đưa ra rất nhiều dẫn chứng thiết thực khiến tôi được lợi không ít tên họ đầy đủ của ông ta là gì đương tuấn hỏi thiệu quý khương lắc đầu nói ông ấy chỉ nói mình họ ngô Tôi đã từng nhờ bạn bè điều tra về ông ấy giúp mình. Nhưng dường như ông ấy đột nhiên xuất hiện vậy, tôi không hề tìm thấy bất cứ thông tin nào. Theo lý mà nói, y thuật ông ấy cao siêu như thế chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường không chút tiếng tăm, nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Vu Môn. Ông cụ họ Ngô kia rất có thể đến từ Vu Môn. Khi Thiệu Quý Khương nói xong những chuyện này, trong lòng Đường Tuấn đã đoán được khả năng này. Biết được bí thuật tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường, lại còn biết thuật trúc do, so, hơn nữa hành tung bí ẩn, tất nhiên cũng chỉ có Vu Môn môn phái đã tiêu diệt Thánh thủ tông mới có thể làm được những việc này cùng lúc. Thánh thủ tông là tiền thân của nhà họ Đường, nên việc Vu Môn tiêu diệt Thánh thủ tông và đoạt lấy tứ tượng châm pháp cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc Đường Tuấn nói ra suy đoán của mình cho Thiệu Quý Khương nghe, vẻ mặt anh ta chỉ tỏ ra ngạc nhiên đôi chút, chứ không phải vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên Đường Tuấn đã giấu giếm mối quan hệ giữa nhà họ Đường và Thánh thủ tông mối quan hệ này liên quan đến quá nhiều bí mật nếu đúng là như thế vậy có lẽ còn có thể giải thích được thiệu quý khương nói tôi đã từng nghe thầy kể về lịch sử của vu môn đây là một môn phái y võ đan sen có căn cơ sâu xa từ hơn ngàn năm trước cho đến nay họ đã biến mất giờ lại xuất hiện còn không biết là tốt hay xấu ánh mắt đường tuấn chợt lóe lên nhưng trong lòng suy nghĩ xoay vần không chỉ vu môn mà ngay cả những môn phái võ thuật cùng với các thế gia đã sống ẩn giật không biết bao nhiêu năm giờ lại sao động, chuẩn bị xuất thế, tranh đoạt cơ hội làm hồi sinh mảnh thiên địa này. chương 1010, Công ty Dược phẩm Đức Long Qua lời kể của Trần Tùng Ân Anh mới biết được cái gì gọi là trời đất thay đổi. Có lẽ ông ta còn biết được một vài chuyện. Sau đó Đường Tuấn thu lại những suy nghĩ của mình, rồi trao đổi y thuật với Thiệu Quý Khương sự hiểu biết của Thiệu Quý Khương về y học cổ truyền quả thực là xuất sắc, nếu không anh ta sẽ không thể học thuật trúc do chỉ trong vòng 6 tháng ngắn ngủi. Lư Thế Giang đã đặt nền móng vô cùng vững chắc cho Thiệu Quý Khương, không chỉ về y học mà còn cả võ thuật nữa. Khi cả hai trao đổi, Thiệu Quý Khương càng lúc càng ngạc nhiên. Tuy nói là trao đổi, nhưng hầu như đều là Thiệu Quý Khương đưa ra câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi khiến anh ta phải đau đầu bấy lâu nay, thậm chí ngay cả thầy của anh ta Lưu Thế Giang cũng đều không trả lời được, nhưng qua cách giải thích của Đường Tuấn lại trở nên vô cùng đơn giản. Buổi trao đổi kéo dài 2 giờ đồng hồ, cho đến khi sắc trời đã tối, những vì sao tô điểm trên bầu trời đêm. Khi buổi trao đổi kết thúc, Thiệu Quý Khương không người thật sâu cúi chào Đường Tuấn, hành lễ coi anh như nửa người thầy của mình. Cuối cùng Đường Tuấn tự mình mời Thiệu Quý Khương gia nhập vào Hiệp hội Y học Cổ truyền một mình anh không thể nào xây dựng lại và phát triển hiệp hội y học cổ truyền. Sao anh có thể bỏ qua những nhân tài như Thiệu Quý Khương được? Có thể, thầy tôi tuổi tác đã cao, thỉnh thoảng khám bệnh cho người ta thì còn được, nhưng nếu như làm mấy chuyện quá sức vất vả, sức khỏe của ông ấy sẽ không chịu nổi, tôi sẽ thay mặt ông ấy ở lại hiệp hội y học cổ truyền. Thiệu Quý Khương nghiêm túc nói, con đường gian nan và chắc trở, chỉ có thể dốc sức tiến lên. Đường Tuấn cực kỳ tán thành, Đường Tuấn không lập tức quay lại thành phố Vinh, mà là ở lại Hiệp hội Y học cổ truyền. Nhưng tin tức anh trở về vẫn bị truyền ra. Hôm sau Ninh Đình Trung đưa Âu Dương Hồng Phượng đến gặp anh, sau khi thấy anh bình an vô sự, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy tập đoàn Thiên Thanh Trông có vẻ tiền đồ rộng mở, nhưng xét cho cùng căn cơ quá yếu, cần có thời gian tích lũy. Dương Lộc, Ninh Đình Trung cùng với các quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh đều hiểu rằng Đường Tuấn mới là trụ cột và nòng cốt của công ty. Chỉ cần Đường Tuấn không có chuyện gì, thì việc tập đoàn Thiên Thanh trở nên lớn mạnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng nếu như anh xảy ra chuyện, tập đoàn Thiên Thanh sẽ nhanh chóng bị các tập đoàn và các công ty lớn khác nuốt trọn đến xương cũng chẳng còn. Mặc dù căn cơ của tập đoàn Thiên Thanh không đủ, nhưng nguồn vốn và thị trường họ đang nắm giữ và nhất là triển vọng đáng kinh ngạc như hiện tại cũng đủ để khiến hầu hết các công ty cùng ngành phải phải ghen tị đến đỏ mắt. Khoảng thời gian này công ty dược phẩm Đức Long thường xuyên cử người đến bàn chuyện hợp tác. Mấy ngày nay Dương Lộc bận liên lạc và trao đổi với họ, không thể bớt thời gian đến thăm anh được. Đang tán gẫu, Ninh Đình Trung đột nhiên nói. Công ty dược phẩm Đức Long, trong lòng đường Tuấn hơi động. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1011, mong rằng là như thế. Hiện tại ngoài hai sản phẩm chính được đẩy mạnh tiêu thụ là bột tuyết cơ và thuốc thông thần của tập đoàn Thiên Thanh Gia, đường Tuấn lại cung cấp thêm một số đơn thuốc khác mỗi một loại đều được làm từ các loại thuốc đông y, có khả năng cạnh tranh thị trường mạnh mẽ. Nếu chúng có thể được đẩy mạnh tiêu thụ trong nước hoặc thậm chí là ở nước ngoài, sẽ có những lợi ích không ngờ đối với sự phát triển của y học cổ truyền. Ninh Đình Trung lắc đầu nói, không xuôn sẻ cho lắm, yêu cầu của Đức Long đã vượt quá điểm mấu chốt của chúng ta. Dương Lộc cũng bận tối tăm mặt mũi vì chuyện này. Anh ta thở dài rồi nói, Dương Lộc rất không dễ dàng. Đường Tuấn nghĩ tới cô gái kia, có hơi đau lòng gật đầu nói, nếu chúng ta đàm phán không được không cần phải bàn nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày họ sẽ đến cầu xin chúng ta tiến vào thị trường. Tôi đã hiểu. Không lâu sau, Ninh Đình Trung và Âu Dương Hồng Phượng rời khỏi. Mặc dù Đường Tuấn dặn dò bọn họ không cần phải miễn cưỡng, nhưng họ vẫn muốn cố gắng một chút. Như vậy liệu có nhanh quá hay không? Sau khi Ninh Đình Trung rời đi, Đường Tuấn hỏi Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo không chút tì vết, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ rồi nói, đàn ông mà nhanh quá thì không phải là chuyện tốt. Nhưng với nguồn vốn tập đoàn Thiên Thanh đang nắm bây giờ, cùng với những kế hoạch trong tương lai của anh mau một chút cũng không hẳn là điều xấu. Nói xong, cô vẫn bày ra vẻ mặt anh và em đều hiểu. Đường Tuấn đột nhiên nhớ tới đêm qua hai người triền miên bên nhau, chợt cảm thấy có hơi xấu hổ. Tuy hiện tại tập đoàn Thiên Thanh đang phát triển rất nhanh, nhưng mỗi bước đều rất vững chãi, anh đừng lo lắng. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai xoay chuyển rồi nói, hơn nữa cô gái nhỏ kia thật sự rất không tồi, tuy vẫn còn thiếu hụt kinh nghiệm nhưng lại có tài năng kinh doanh tuyệt vời, cũng rất nỗ lực. Chỉ cần mục tiêu chính không xảy ra vấn đề, tương lai nói không chừng sẽ trở thành một hoàng phủ ngọc tiếp theo. Mong rằng là như thế, Đường Tuấn khẽ nói. Buổi tối anh có đến không? Lý Ngọc Mai đặt cây bút trên tay xuống, khóe mắt long lanh bày ra tư thế cực kỳ quyến rũ ngon miệng. Đường Tuấn vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua, khóe miệng không khỏi giật giật, chợt cảm thấy thắt lưng mơ hồ đau nhức, vội vàng xua tay từ chối. Ha ha ha, Lý Tuyết Mai cười lớn không màng hình tượng thuộc nữ, như thể tướng quân đại thắng. Nửa tháng tiếp theo, Đường Tuấn mở các khóa học tại Hiệp hội Y học Cổ truyền. Cứ cách 2-3 ngày, anh sẽ tự mình lên lớp giảng dạy, chỉ dẫn về y thuật cho các y sư trong hiệp hội, với y thuật như hiện nay của anh đã được vinh danh bậc thầy y học cổ truyền. Tuy rằng anh chỉ hướng dẫn đơn giản nhưng vẫn mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người. Rất nhiều người nghe tiếng mà tới, muốn gia nhập vào hiệp hội. Ngoài ra Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai cũng sắp xếp và điều chỉnh lại nhân sự. Những người một lòng với y học cổ truyền, không đáng ngại về phẩm chất đạo đức, bất kể có tài năng hay không, về cơ bản đều được xếp vào danh sách đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Hiệp hội y học cổ truyền sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai, có được một nhóm nhân tài như vậy thì sau này sẽ không xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhân lực nữa. Trường 1012 quả nhiên mình không đoán sai. Mặc dù nói là giao lưu trao đổi với các nhà y học của nước Yên và Hàn Quốc, nhưng chỉ cần đầu óc hơi tinh tường một chút cũng đều biết, đại hội giao lưu lần này sẽ đưa ra rất nhiều những câu hỏi liên quan đến y học cổ truyền chính thống, cùng với nền y học nước nào càng mạnh hơn đây mới là điều mà các y sư của các nước thật sự quan tâm y đạo không phải là võ đạo nên không thể nào chỉ dựa vào năng lực của một mình đường tuấn áp đảo quần hùng khiến người ta phải cúi đầu mà những bậc tiền bối có tiếng tăm vang dội trong ngành y như lưu thế giang và vương trọng quang sẽ đóng một vai trò cực kỳ then chốt ngoài những điều này ra đường tuấn ở lại trong hiệp hội y học cổ truyền là vì vẫn còn một việc chỉ dẫn cho hàn bảo long tu luyện võ thuật lần đầu tiên đường tuấn gặp hàn bảo long hoàn toàn không hề nhận ra sự khác biệt của cậu ta. Sau đó Hàn Bảo Long đến tìm anh, không biết có phải là vì mẹ cậu ta qua đời mà quá đau buồn hay không, anh cảm nhận được một luồng khí tức huyết dịch khác thường toát ra từ trên người cậu ta. Khí tức này cực kỳ yếu ớt, nếu không phải là do thần tàng quyết vô cùng kỳ diệu, cộng thêm hiện tại anh đã đạt tới trình độ thiên nhân giao cảm, e rằng các cao thủ thần hải bình thường cũng đều không thể phát hiện ra. Sau một thời gian quan sát, Đường Tuấn quyết định truyền thụ võ công cho Hàn Bảo Long hàn bảo long hoàn toàn không am hiểu về võ thuật chân chính thậm chí còn cảm thấy hơi khinh thường từ tận đáy lòng nhưng khi đường tuấn thi triển chiêu thức khinh công của thần cảnh hàn bảo long trực tiếp phục sát đất muốn tôn anh làm thầy và theo anh học võ đường nhiêu suy nghĩ một chút liền đồng ý hàn bảo long trở thành vị đệ tử đầu tiên của đường tuấn tuy hàn bảo long học võ muộn nhưng tài năng và ý chí lại rất tốt trong khoảng thời gian này đường tuấn còn kết hợp với nước thuốc sử dụng chân khí tái tạo lại cơ thể cho cậu ta, thậm chí còn nhỏ thêm một giọt máu của mình vào trong nước thuốc. Đánh thức huyết dịch của đạo thể đã không khác với thuốc quý là bao. Hàn Bảo Long cố chịu đựng sự đau đớn tột cùng trong quá trình tái tạo lại xương cốt, chỉ mất 10 ngày đã vượt qua cấp nội kinh, đạt đến cảnh giới chân khí tông sư. Trong một sân viện độc lập của Hiệp hội Y học Cổ truyền, Hàn Bảo Long cầm một thanh kiếm sắt chưa được mài sắc đang luyện múa, vừa thi triển chiêu thức, khí thế bừng bừng, chứa đựng ánh kiếm sắc bén lạnh lẽo. Kiếm khí vô hình được bắn ra, tạo thành một vòng kiếm khí khoảng một mét xung quanh cậu ta. Một khi có lá vàng rơi vào vòng kiếm khí ngay lập tức bị kiếm khí cắt thành những mảnh vụn. Quả nhiên mình không đoán sai, huyết mạch và năng lực cảm nhận của Hàn Bảo Long rất thích hợp để luyện kiếm. Dưới mái hiên trong sân, Đường Tuấn nhìn cơ thể lanh lẹ của Hàn Bảo Long khẽ gật đầu. Sau khi phát hiện ra tài năng kiếm đạo của Hàn Bảo Long, Đường Tuấn đã truyền dạy cậu ta một bộ bích lạc kiếm quyết. Bộ kiếm pháp này cũng được sinh ra từ một trong 99 chữ cổ trong thức hải của anh, không phải là vật tầm thường. Tạ Nam đã nhiều lần nhắc tới vị kiếm đài thiên tài trong kiếm môn kia, không biết nếu so tài năng kiếm đạo của Hàn Bảo Long với người đó, thì hai người họ ai giỏi hơn nhỉ? Trong mắt đường Tuấn chợt lóe sáng. Bên ngoài sân bay Lai Châu, một ông lão mặc áo choàng màu trắng bạc chắp hai tay sau lưng đang chậm rãi bước ra tuy đầu đầy tóc bạc nhưng lưng thẳng như súng, tinh thần dạng dỡ không hề già nua. Ông cụ nhìn về phía hiệp hội y học cổ truyền rồi tự lẩm bẩm, mong rằng quyết định này của mình là đúng. Chương 1013. Nếu hai thầy trò Lư Thế gian và Thiệu Quý Khương nhìn thấy ông lão này, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là ông cụ họ Ngô đã dạy thuật trúc do kia. Đường Tuấn đang trao đổi về y thuật với mọi người trong phòng học của hiệp hội, mấy ngày nay danh tiếng và sức ảnh hưởng của anh cực kỳ cao trong nhóm y sư. Anh vừa trả lời xong câu hỏi của một cậu nhóc chừng 16, 17 tuổi, đang định nghỉ giải lao thì đột nhiên vẻ mặt thay đổi. Một lúc sau mới khôi phục lại bình thường, sau đó nói với mọi người, "Buổi trao đổi ngày hôm nay đến đây thôi, mọi người cứ về trước đi." Mọi người nghe xong, tuy không hiểu tại sao hôm nay lại kết thúc sớm như vậy, nhưng không ai nói gì đều trật tự rời đi. Đường Tuấn dẫn theo Hàn Bảo Long rời khỏi phòng họp, đi lên sân thượng. Trên sân thượng gió nhẹ thổi qua, một ông cụ đang đứng chắp tay sau lưng, quay mặt về phía sông Lai Châu. Bộ áo choàng kiểu thời đường màu trắng bạc phần phật tung bay, khí tức uy nghiêm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người ông cụ. Ông cụ đứng ngược gió, cơ thể không hề nhúc nhích. Xoạt, Hàn Bảo Long rút thanh kiếm sắt ra, rồi đâm một nhát kiếm. Trên không trung xuất hiện một vệt trắng nhỏ dài, giống như chim nhạn vút qua, kiếm khí kia mạnh mẽ khuấy động không trung. Hừm, một tiếng bất mãn trầm thấp phát ra mũi của ông cụ kiếm khí lập tức bị chặn lại, Hàn Bảo Long bị hất văng ra ngoài, cơ thể lảo đảo một lúc, gần như cố hết sức mới đứng vững được. Một cảm giác nguy hiểm không gì sánh được trào dâng trong lòng Hàn Bảo Long, tuy cậu ta mới luyện võ được một thời gian ngắn, nhưng cũng biết ông cụ trước mặt này nhất định là kẻ địch cường đại, đập tan kiếm khí của cậu ta chỉ bằng một tiếng, cảnh giới của ông cụ có lẽ đã đạt tới cảnh giới thần hải. Nhưng dù vậy Hàn Bảo Long vẫn không muốn lùi bước, bởi vì đường tuấn ở sau lưng cậu ta. Được rồi, Bảo Long, cậu vừa mới đạt tới tông sư, không phải là đối thủ của ông ta. Đường Tuấn giữ lấy vai Hàn Bảo Long sau đó nói đùa, đây là một võ giả thần hải cảnh trung kỳ. Cậu không phải là đối thủ của ông ta cũng là chuyện bình thường. Ngay khi anh vừa mới dứt lời, Hàn Bảo Long chợt sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhưng sự thù địch trong mắt càng đậm hơn. Cơ thể ông cụ khẽ động một chút, lúc này mới từ từ xoay người lại. Công pháp mà ông ta tu luyện có hơi đặc biệt, Kết hợp với y đạo ngay cả võ giả cùng cảnh giới cũng đều rất khó nhìn ra được tu vi võ thuật thâm sâu của ông ta, nhưng bây giờ lại bị người ta vạch trần chỉ bằng một câu nói. "Cậu họ Đường sao?" ông cụ hỏi. "Đúng vậy." Đường Tuấn nhìn ông cụ rồi nói, "Ông là người đã dạy thuật trúc do cho Thiệu Quý Khương đúng không?" Ông cụ không trả lời ngay, khóe miệng nở một nụ cười rồi nói, "Để tôi xem thử liệu cậu có xứng với cái họ này không." Ông ta vừa dứt lời, tay áo phất lên, chân khí dâng trào, lần lượt chia đều bốn phía, hóa thành bốn con thú biến dị kỳ lạ. chương 1014, tứ tượng ra tới. Một con chu tước có hình dáng khổng tước, nhưng cả người lại tắm mình trong lửa đỏ vô cùng cao quý. Thiên địa tứ tượng, hơn nữa mỗi một con thú đều vô cùng sống động, và mọi con thú ngoài hành tinh đều sống động như thật, trông rất có thần. Uy lực đáng sợ tỏa ra từ trên người bốn con thú này, khiến cho không khí không có cách nào lưu truyền. Giờ phút này thậm chí Hàn Bảo Long còn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cơ thể lùi lại. Chân khí từ trong tay của ông cụ hóa hình, hơn nữa còn hóa thành bốn con thú, quả thật hiếm thấy trên đời. Ít nhất hai vị võ giả thần hải cảnh trung kỳ từ vũ và vũ quân mà Đường Tuấn đã từng gặp này chắc chắn không làm được. Đường Tuấn kéo Hàn Bảo Long lại để tránh bị thương bởi khí kinh. Anh hít một hơi thật sâu, thấp giọng quát lớn, tứ tượng ra tới. Giây tiếp theo, bốn con thanh long, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Chu Tước đều đồng loạt xuất hiện ở trước mặt anh, khí tức của mỗi con thú chỉ yếu hơn ông cụ một chút, nhưng thần vận mà chúng bày ra lại càng hoàn hảo hơn. Tám con thú được tạo ra từ chân khí lần lượt xuất hiện, không trung vang lên từng tiếng nổ ầm ầm như thể tiếng pháo nổ. Hàn Bảo Long đứng quan sát ở nơi xa vô cùng kinh ngạc, nguồn năng lượng này thật sự quá mạnh, cậu ta sợ mình ngay cả một chút cũng không đỡ nổi. Ông cụ thấy vậy gật đầu tán thưởng, sau đó phất ông tay áo, hổ gầm rồng ngâm huyền vũ khẽ gào chu tước thét dài tứ tượng cùng nhau xuất hiện tấn công về phía đường tuấn bằng uy áp dao động cường đại vẻ mặt đường tuấn thản nhiên tứ tượng trước người cũng lao ra dạ y hệt âm um, tiếng nổ nặng nề vang lên đột nhiên vang lên trong không trung như tiếng sấm trên chín tầng trời giáng xuống nhân gian khoảnh khắc này mọi người trong hiệp hội y học cổ truyền đều ngước nhìn lên trời đường tuấn lùi về phía sau ba bước ông cụ cũng lùi lại hai bước lúc này hai người đối mặt với nhau nhưng đều không có ý định tiếp tục ra tay. Vừa rồi giao chiến cả hai người đều nương tay, không hề dồn đối thủ vào chỗ chết. Nhưng mặt đất chẳng chịt những vết móng cào xước cùng với vết cháy đen trên mặt đất, chứng minh mấy giây ngắn ngủi vừa rồi đã diễn ra trận chiến khốc liệt ra sao. Tứ tưởng châm pháp, rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại biết được tứ tượng châm pháp của nhà họ đường tôi? Vạt áo của đường Tuấn bị cháy xém một chút, đó là vết tích do ngọn lửa của Chu Tước gây ra. Lúc này, anh nhìn chằm chằm vào ông cụ, chân khí ngưng tụ thành một chiếc cung đầy tên, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra một phát mạnh nhất. Vừa rồi tứ tượng võ đạo mà hai người hóa thành, vốn đều là tứ tượng châm pháp bí truyền của nhà họ đường. Hơn nữa tứ tượng châm pháp của ông cụ mạnh mẽ không kém, không hề có dấu vết sao chép, rõ ràng đều cùng nguồn gốc. Trường 1015, tôi vốn là con cháu nhà họ ngô nên tự nhiên biết được. Ông ta có thể cảm nhận được sự thù địch trên người đường tuấn, Thản nhiên cười nói, chờ tôi nói xong, cậu lại quyết định ra tay cũng không muộn. Ông cụ khẽ ho một tiếng, sắc mặt có hơi tái nhợt. Mặc dù ông ta tu luyện y đạo và võ đạo cùng lúc, nhưng dù sao võ đạo chỉ là phụ trợ, dưới sự va chạm kịch liệt vừa rồi, tuy ông ta chiếm ưu thế nhưng cơ thể lại có phần không chống đỡ nổi. Mặc dù tôi đến từ Vu môn, nhưng tôi cũng là con cháu của Thánh thủ tông của ngàn năm trước. Ngàn năm trước, nhà họ Đường làm chủ Thánh thủ tông, được sáu đại gia tộc còn phò tá khi ấy nhà họ ngô tôi cũng là một trong sáu đại gia tộc. Vẻ mặt ông ta đượm buồn, sau đó nói, đáng tiếc ngàn năm trôi qua, Thánh Thủ Tông đã bị chôn vùi trong khói bụi của lịch sử, lúc đó bảy đại gia tộc thịnh vượng ra sao thì bây giờ lụi bại bấy nhiêu, cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Làm sao chứng minh, Đường Tuấn lạnh lùng nói. Mới đầu anh biết được chuyện của Thánh Thủ Tông qua lời kể của Tôn Vân Hoa, tự nhiên cũng hiểu biết về tổ chức của Thánh Thủ Tông. Khi ấy y đạo chia làm ba tông môn lớn, đúng là được tạo nên từ rất nhiều thế gia theo y đạo, mới thịnh vượng như vậy. Những chuyện này là những chuyện cũng được giấu kín đối với rất nhiều người, nhưng lại chẳng phải là bí mật gì đối với những kẻ chủ mưu của vu môn. Bởi vậy Đường Tuấn chắc chắn sẽ không thể tin tưởng đối phương chỉ bằng mấy câu nói của ông cụ đang đứng trước mặt này. Dường như Ngô Trí Khải cũng đã đoán trước được điều này từ lâu, ông ta vươn một ngón tay ra, vẽ vào trong không trung. Dây tiếp theo một ngọc trụ vuông vắn hiện lên, trên thân cột rồng phượng quấn quanh. Đường Tuấn thấy vậy, con người đột nhiên co rút lại, trái tim gần như ngừng đập. Ngọc trụ bí ẩn được ông cụ vẽ ra, thế nhưng là ngọc trụ mà anh đã thấy trong mộ sơn dược y cốc kia, đến bây giờ vẫn còn đang nằm trong thức hải của anh. Chuyện này cùng với 99 chữ cổ thần bí kia chính là bí mật lớn nhất của Đường Tuấn, chưa từng kể với ai. Trong thoáng chốc trong lòng Đường Tuấn cuồn cuộn sát khí, ông cụ nhìn thấy vẻ mặt của Đường Tuấn, nghiêm nghị nói, bằng chứng này đã đủ chưa? nếu tôi đoán đúng, cậu hẳn đã lấy được ngọc trụ rồi. Làm sao ông biết được? Đường Tuấn hỏi. Ngô Chí Khải thu ngón tay lại, bức tranh bằng chân khí chậm rãi tan biến, ông ta nhớ lại rồi nói, ngọc trụ này vốn là ấn ký của tông chủ thánh thủ tông, lúc đó đường phong. Tông chủ của thế hệ cuối cùng của thánh thủ tông tu võ và y cùng một lúc, thậm chí còn nhìn trộm cảnh giới cao nhất của võ đạo. Tuy rằng thân xác đã chết, nhưng lại dùng sức lực cuối cùng khiến lão tổ của vu môn bị trọng thương. Nghe nói y đạo và võ đạo của ông ta đều có liên quan mật thiết đến ngọc trụ này, khi ấy hầu như không có mấy người đứng đầu trong thánh thủ tông biết được chuyện này. Tôi vốn là con cháu nhà họ ngô nên tự nhiên biết được. Ông cụ khẽ nói, không cần đường tuấn hỏi, ông ta đã tự mình giải thích, năm ấy trận chiến đó thật sự quá khốc liệt, cả một thánh thủ tông khổng lồ đã biến mất chỉ sau một đêm, hơn chục gia tộc bị tiêu diệt, hàng trăm y sư chết trận, gần một ngàn thuộc hạ bị tàn sát giết chết. Khi tổ tiên họ Ngô tôi vẫn còn nhỏ, được một ông cụ tốt bụng trong Vu Môn Liều Mạng đưa về Vu Môn, nhà họ Ngô tôi mới có thể giữ được chút huyết mạch còn sót lại này. Ngô Chí Khải tuôn trào hai dòng nước mắt đục ngầu, biểu cảm vô cùng bi thương. Tuy rằng ông ta không hề tận mắt chứng kiến trận chiến năm đó, nhưng tổ tiên nhà họ vẫn truyền miệng từ đời này qua đời khác, ký ức này gần như khắc sâu vào trong mạch máu của họ, khiến người ta không dám quên. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 1016, không thể nào. Nhưng có số việc không liên quan gì đến huyết mạch. Ngô Chí Khải lau nước mắt rồi nói, tôi chủ động dạy thuật trúc do, chẳng qua muốn tìm được con cháu nhà họ đường. Ông ta nhìn đường Tuấn rồi nói, cậu thật sự không phụ cái họ này, ngọc trụ kia ở trong tay cậu, tôi cũng yên tâm rồi. Ông tìm tôi để làm gì, lại có liên quan gì đến trụ ngọc kia, đường Tuấn khó hiểu hỏi. Vẻ mặt ông cụ không giống như đang giả vờ, anh cũng đã tin một chút rồi. Tôi rất xin lỗi về chuyện của ông nội cậu và nhà họ Đường." Ngô Chí Khải ăn năn nói, nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc để đau buồn. Vị lão tổ kia của Vu Môn đã bị thương nặng trong trận chiến năm đó, chỉ đành quay trở lại quê hương. Nhưng cùng với sự thay đổi của thế giới này, có một số người trong Vu Môn lại bắt đầu muốn hành động. Nhà họ Đường chỉ là trận đầu tiên, sự trả thù của Vu Môn mới chỉ bắt đầu. Vậy thì đã sao? tôi sẽ không để thảm kịch một ngàn năm trước lại xảy ra lần nữa. Đường Tuấn tự tin nói. Ngô Chí Khải lắc đầu nói, tôi biết với tuổi này của cậu có được thực lực như vậy đã vô cùng hiếm thấy, nhưng vu môn hoàn toàn không hề đơn giản như cậu nghĩ. Cậu có biết ban cơ người đã chiếm lấy nhà họ đường của cậu hiện đã đạt tới cảnh giới gì không? Thân cảnh trung kỳ, thực lực của ông ta còn mạnh gấp hai ba lần thân già tôi đây. Nhưng ngay cả như vậy, ông ta cũng chỉ được xếp thứ 20 trong những người đứng đầu của vu môn cường giả của vu môn vẫn còn chưa xuất thế là vì họ đang chờ một cơ hội hoàn hảo lần này tôi tới đây chủ yếu là để nhắc nhở cậu hai chuyện thứ nhất năm đó vị lão tổ dẫn dắt vu môn kia không phải hoàn toàn chết đi mà là tự phong ấn mình bằng bí pháp của vu tộc những năm gần đây thỉnh thoảng vu môn sẽ cử người đi ra ngoài tìm kiếm nhiều loại linh dược thuốc quý để có thể làm vị lão tổ kia sống lại giọng nói ngô trí khải khẽ run lên cùng với ánh mắt kinh hoàng không thể nào giọng điệu của đường Tuấn hoàn toàn không tin. Anh có hậu thiên đạo thể, hiện giờ càng phá vỡ được lồng giam xác thịt, nhưng cũng chỉ sống được 150 tuổi, cố sống đến 200 tuổi đã là cực hạn rồi. Thậm chí cao thủ của thần cảnh còn không bằng. Lão Tổ Vu Môn là nhân vật sống cách đây 1.000 năm trước, tuy rằng đã đạt tới võ đạo cực hạn trong truyền thuyết. Nhưng 1.000 năm dài đằng đẵng, cho dù có tài năng vô song hay tài mạo xuất chúng, đều sẽ biến thành cát bụi trong dòng thời gian. Đường Tuấn không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc làm sao một người sẽ có thể sống tới một ngàn năm. Ngô Chí Khải nhìn Đường Tuấn thật sâu rồi nói: Tu vi của vị lão tổ Vu Môn không hề đơn giản. Nghe nói năm đó ông ta đã phá vỡ được giới hạn của võ đạo, đạt tới cảnh giới võ đạo mà trước nay chưa từng có. Nếu không khi ấy e rằng sắc thịt cô còn mà đạo cũng mất. Mấy trăm năm nay Vu Môn đã dốc hết toàn lực tìm kiếm đủ loại linh dược thuốc quý, hơn nữa còn sử dụng các bí pháp để duy trì sự sống cho lão tổ. Nghe nói cậu đã từng đến bộ tộc người mèo, không biết đã đi qua kho tàng bí mật của họ chưa?" Ngô Chí Khải đột nhiên hỏi. Đường Tuấn gật đầu, anh vẫn còn ấn tượng sâu sắc với những gì mà mình nhìn thấy trong kho tàng bí mật của dân tộc mèo. Nghĩ đến cảnh trống rỗng bên trong, Đường Tuấn chợt nảy ra một ý nghĩ kinh hãi trong đầu, hốt hoảng nói, "Lẽ nào Vu Môn đã cướp đoạt một nửa kho tàng bí mật của dân tộc mèo?" Ngô Chí Khải thở dài, "Đúng vậy, lần hành động năm đó" Một người trong nhà họ Ngô chúng tôi cũng đã tham gia, cho nên tôi mới có thể biết được bí mật này. Đường Tuấn nghe xong, trong lòng bỗng ngập tràn sát khí. Chương 1017, nghiền nát tất cả. Nếu như chỉ là chuyện kho tàng bí mật của dân tộc mèo bị cướp sạch thì anh cũng không bận tâm lắm. Nhưng cha mẹ của Hoa Tiểu Nam đã bị người của Vu Môn giết hại bằng những thủ đoạn vô cùng độc ác. Cho đến tận bây giờ, Đường Tuấn vẫn chưa nói cho Hoa Tiểu Nam biết sự thật này chính là sợ cô ấy không thể tiếp nhận nổi, nhưng bây giờ Ngô Chí Khải lại nói với anh rằng hết thảy mọi thứ đều do vô môn làm. Ngô Mô Chí Khải thở dài nói, không phải chỉ có dân tộc mèo, mà mấy năm nay Vu môn còn làm rất nhiều chuyện, đều là vì chuẩn bị và sắp xếp cho khiến vị lão tổ kia sống lại. Thế lực của Vu môn còn lớn hơn rất nhiều so với những gì mà cậu nghĩ, cậu cho rằng những thế gia và môn phái ẩn giật kia không muốn suốt thế sao. Chẳng qua họ sợ thực lực của lão tổ, lại không muốn làm hòn đá kê chân cho người khác, vì vậy mới luôn ở ẩn cho đến nay. Tiềm lực của cậu rất lớn, nhưng ít nhất hiện tại cậu chỉ giống như một giọt nước mà vu môn lại là cơn lũ dễ dàng nuốt chừng cậu một cách sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Đường Tuấn nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở ra, sát ý dần biến mất. Lão tổ vu môn sao? Quả thật đường Tuấn cảm thấy áp lực như núi, những gì mà Ngô Chí Khải vừa nói quá sốc. Một vị cường giả không có địch thủ từ ngàn năm trước sắp sửa sống lại, thật quá đáng sợ. Sở dĩ ban cơ lật đổ nhà họ Đường hẳn là vì ngọc trụ kia. Cách đây không lâu, các thế hệ đệ tử con cháu của lão tổ Vu Môn đều lần lượt bị gọi quay lại gia tộc, nghe nói họ đều nhận được mệnh lệnh của lão tổ, muốn tìm kiếm ngọc trụ này. Nếu như ai có thể tìm thấy ngọc trụ, lão tổ sẽ tự mình trao quyền cho người đó. Đây là một cơ hội hiếm có. Ngô Chí Khải chậm rãi nói, đây là chuyện thứ hai tôi muốn nói với cậu. Lần này Vu Môn sẽ không chỉ có con cháu của lão tổ, mà nhiều thế hệ trẻ cũng sẽ hành động tranh giành cơ hội này, nếu để cho người ta biết được Ngọc trụ đang ở trong tay cậu thì cậu sẽ rất nguy hiểm. Tôi biết cậu muốn trả thù cho người nhà họ Đường, nhưng chuyện này không thể nóng vội, ban cơ đang chờ cậu tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó tóm được cả cậu và Ngọc trụ. Vậy ý của ông là gì?" Đường Tuấn hỏi. "Đừng trực tiếp va chạm với Vu Môn." Trong đám con cháu của lão tổ Vu Môn cũng có những tài năng dị bẩm, cảnh giới thần hải có thể thiên nhân giao cảm, cũng rất mạnh trong Vu Môn. Trong đại hội giao lưu y thuật giữa các nước sắp diễn ra trong thời gian tới cũng có người của Vu Môn, tôi mong rằng cậu đừng tham gia. Ngô Chí Khải mở miệng khuyên nhủ. Trong khoảng thời gian này, ít nhiều tôi cũng đã biết một vài chuyện của cậu. Dù là hiệp hội y học cổ truyền hay tập đoàn Thiên Thanh tiềm năng đều rất lớn. Trong tương lai nói không chừng còn có thể có thể đối đầu với Vu Môn. Nhưng Vu Môn sẽ không cho cậu thời gian này, tôi có thể tìm thấy cậu thì họ cũng vậy. Dù bị xã hội hiện đại ràng buộc, khiến họ không dễ dàng hành động trên diện rộng, nhưng họ vẫn sẽ sử dụng mọi cách mà cậu không tưởng tượng ra được, đến lúc đó chỉ dựa vào sức lực của một mình cậu, gần như nhất định phải chết. Ha ha, Đường Tuấn cười chế giễu một tiếng, kể cả như vậy, lẽ nào tôi không tham gia đại hội giao lưu y thuật, họ sẽ không tới tìm tôi ư? Ngô Chí Khải sững sờ. Nếu như tôi nhượng bộ, họ lại thật sự tưởng rằng tôi đang sợ hãi. Đường Tuấn cười chế nhạo. Tuy nhiên, thực lực của vua môn không phải là những gì cậu có thể tưởng tượng, Ngô Trí Khải vội vàng nói. Nghiền nát tất cả, trong mắt đường Tuấn hiện lên sát ý, chương 1018, ông Vương và ông Lư thật sự ở đây. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, trông rất giỏi giang có năng lực. Người đàn ông mặc vest và đeo kính gọng đen, đôi mắt sắc lạnh không giận tự uy, tuy rằng trên người anh ta không có dao động võ công, nhưng bất giác mang lại cho người ta một loại áp lực, đó là khí thức thường hay thấy trên người của những lãnh đạo hàng năm giữ chức vụ cao với thân phận cao quý. Khi Vương Trọng Quang và Lưu Thế Giang nhìn thấy người này, lập tức đứng dậy khẽ cúi người kính cẩn nói, bí thư tiêu. Người đàn ông trung niên bí thư tiêu kia khẽ gật đầu rồi nói, ông Vương và ông Lưu thật sự ở đây. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta liếc nhìn về phía đường Tuấn vẫn đang ngồi bên cạnh uống trà, đôi mắt khẽ ngheo lại trong lòng vương trọng quang khẽ xoay chuyển vội vàng giới thiệu bí thư tiêu vị này là hội trưởng đường tuấn của hiệp hội y học cổ truyền rồi ông ta lại nói với đường tuấn đường tuấn vị này là bí thư tiêu hoàng của cục vệ sinh là người phụ trách cho đại hội giao lưu y thuật sắp diễn ra đường tuấn nghe xong cũng chỉ gật đầu với tiêu hoàng tỏ vẻ mình đã biết tiêu hoàng hơi tức giận trong lòng tuy chỉ là chức danh bí thư nhưng người đứng sau anh ta lại là một trong những lãnh đạo của cục vệ sinh. Có lẽ Vương Trọng Quang và Lưu Thế Giang không sợ anh ta, nhưng lại phải tôn trọng ông lớn sau lưng anh ta. Thái độ coi thường như vậy của Đường Tuấn khiến anh ta không vui. Ông Vương, ông Lư lẽ nào anh ta chính là thiên tài y học cổ truyền mà hai người cùng giới thiệu kia? Tiêu Hoàng vừa âm thầm đánh giá Đường Tuấn, vừa khẽ cau mày nói, người này cũng quá trẻ đi, có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao kia được không? Nếu như làm hỏng chuyện lần này, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với danh tiếng giới y học cổ truyền của nước Việt Nam, đến lúc đó đừng nói là tôi ngay cả hai vị cũng không thoát tội." Vương Trọng Quang và Lưu Thế Giang thầm nói một câu không xong trong lòng. Tiêu Hoàng là người phụ trách đại hội giao lưu y thuật, mà Đường Tuấn là đại diện y học cổ truyền của đại hội. Vương Trọng Quang có kinh nghiệm dày dặn vội vàng nói, "Y thuật của Đường Tuấn đã vượt xa mấy ông già chúng tôi." cậu ấy là ứng cử viên sáng giá nhất để tham gia đại hội giao lưu lần này. Còn một khoảng thời gian nữa mới tới đại hội, bí thư tiêu đến sớm như vậy là có chuyện gì sao? Lúc này tiêu hoàng mới bỏ qua thái độ bất lịch sự của đường Tuấn sang một bên, vẻ mặt nặng nề lấy một sấp ảnh từ trong cặp tài liệu mang bên người ra. Anh ta đặt bức ảnh lên bàn, giọng điệu nặng như trì, y thuật của hai vị đều được xếp hạng cao nhất trong giới y học cổ truyền, liệu có thể nhìn ra người trên bức ảnh mắc bệnh gì không? Vương Trọng Quang và Lưu Thế Giang thấy vậy, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Năng lực làm việc của Tiêu Hoàng không tồi, nếu không cũng không thể ngồi lên vị trí như bây giờ, chuyện có thể khiến anh ta coi trọng như vậy e rằng không phải là chuyện nhỏ. Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên bức ảnh, vẻ mặt không khỏi thay đổi. Trong tấm ảnh là một cô gái chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ quần áo rách dưới, trên khuôn mặt non nớt lấm lem bùn đất, con người của cô gái co lại nhỏ như mũi kim, lộ ra một màu xanh biếc kỳ lạ như thể mắt rắn. Trên miệng là dính đầy vết máu, hai tay đang cầm một con gà rừng không ngừng dùng răng cắn xé, máu tươi và lông gà nhuốm đầy bờ môi cô gái. Con gà rừng vẫn còn sống, bức ảnh được tình cờ được chụp khi nó vẫn còn đang dẫy ruộng. Cô gái nhỏ thực sự đang ăn tươi nuốt sống, ăn cả lông uống máu tươi, không khác một người rừng. Trên những bức ảnh khác đều là những thi thể, xác đã bị phân hủy, đủ loại bỏ kỳ lạ khiến người ta ghê tởm lúc nhúc bò ra từ trong đó. Thậm chí chỉ cần nhìn ảnh thôi, Vương Trọng Quang và Lư Thế Giang đều cảm thấy dạ dày co thắt từng đợt, sắp sửa nôn ra. chương 1019, thôn này ở đâu vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Đây chắc chắn không phải là chết tự nhiên. Vương Trọng Quang và Lư Thế Giang đặt ảnh trong tay xuống, bình tĩnh lại tâm trạng một chút, không khỏi mở miệng hỏi. Tiêu Hoàng lắc đầu nói, tôi không rõ tình hình cụ thể lắm, những bức ảnh này là do một nhóm du khách tình cờ chụp được ở một ngôi làng nhỏ cách đây 10 ngày trước. Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ đó là một trường hợp cá biệt, không gây ra được sự chú ý. Mãi đến mấy hôm nay những cái chết tương tự như vậy liên tục xảy ra, đã dẫn tới sự chú ý của lãnh đạo. Tôi đã cho người đi mời bác sĩ Trang của bệnh viện số 1 Hà Nội rồi. Bác sĩ Trang bệnh viện số 1 Hà Nội, Vương Trọng Quang khẽ nhíu mày nói, lẽ nào là Trang Minh Mẫn chuyên nghiên cứu về virus lây lan? Tiêu Hoàng gật đầu nói, "Đúng là ông ấy. Ông ấy là chuyên gia nghiên cứu virus hàng đầu trong nước chúng ta. Chúng tôi nghi ngờ rằng cái chết này là do nhiễm phải virus lây lan, cho nên ngay lập tức thông báo cho ông ấy." "Không phải virus?" Đúng lúc này một giọng nói vang lên phía sau mấy người họ. Không biết Đường Tuấn đã đi tới phía sau mấy người họ từ lúc nào, tình cờ nhìn thấy những bức ảnh đó. "Không phải virus?" Tiêu Hoàng khẽ cau mày, không nhịn được hỏi, "Vậy là cái gì?" ngay cả giáo sư Trang Minh Mẫn cũng đều nói rằng 8 đến 90% là do virus gây ra. Đường Tuấn nhìn những bức ảnh với vẻ mặt nặng nề, nhất là bức ảnh cô gái có con người màu xanh biếc như mắt rắn kia, sau đó thản nhiên thốt ra một từ, độc. Độc, độc gì vậy? Tiêu Hoàng hỏi. Đường Tuấn lắc đầu nói, trong lòng tôi chỉ có một suy đoán chung chung, còn cần phải tới hiện trường điều tra tìm hiểu tình hình cụ thể, mới đưa ra được kết luận. Anh nhìn về phía Tiêu Hoàng rồi nói, thôn này ở đâu vậy? Tiêu Hoàng có hơi không vui trước giọng điệu ra lệnh của Đường Tuấn nhưng vẫn đè nén không nổi báo, nói thôn này ở trong một thung lũng rất hẻo lánh, lần này tôi tới đây muốn đưa ông Vương và ông Lư cùng đi qua đó xem một chút, máy bay trực thăng đang chờ ở sân bay Lai Châu rồi. Bác sĩ Trang Minh Mẫn và đoàn đội của ông ấy chắc hẳn cũng đã tới. Vậy chúng ta đi thôi, Đường Tuấn có vẻ hơi sốt sắng, trực tiếp nói. Nhưng, Tiêu Hoàng cau mày, lần này anh ta đến chỉ để đưa Vương Trọng Quang và Lư Thế Giang đi qua đó, chứ không định dẫn đường tuấn theo. Trang Minh Mẫn và đoàn đội của ông ta đi cũng vô ích mà thôi, có thể không cần đi theo. Đường Tuấn nói, cuối cùng Tiêu Hoàng không kìm được tức giật, nói, lẽ nào anh đi thì có ích sao? Đường Tuấn nhìn anh ta chăm chú rồi nói đầy chắc nịch đúng vậy. Tiêu Hoàng suýt chút nữa thì muốn lật bàn đánh người, anh chàng trước mắt này cũng quá tự tin đi. Trình độ nghiên cứu về virus của Trang Minh Mẫn không chỉ được coi là một chuyên gia chân chính ở trong nước mà còn khắp thế giới. Nếu như ngay cả ông ta cũng đều không có cách nào giải quyết được vậy Đường Tuấn có thể sao? Trường 1020, tôi cũng có ý này. Ngoài Lư Thế Giang và Vương Trọng Quang gia, Đường Tuấn còn dẫn theo Ngô Trí Khải. So với hai ông lão kia, khí chất của Ngô Chí Khải phiêu giật hơn, giống như cao nhân đắc đạo không vướng bụi trần, hai tay cắm trong ống tay áo rộng rãi, mi mắt khẽ khép rồi lại mở, thỉnh thoảng trong mắt lại thoáng hiện lên tia sáng. Hai người Vương Trọng Quang và Lưu Thế Giang cũng đã đạt đến cảnh giới vọng khí, họ rất kiêng kỵ sen lẫn định ý với ông lão bất ngờ xuất hiện vào ba ngày trước này. Trước kia Lưu Thế Giang từng có duyên gặp mặt Ngô Chí Khải một lần, đã lờ mờ đoán ra được thân phận của đối phương. Mối quan hệ đối đầu giữa vu môn và y học cổ truyền đã kéo dài hàng ngàn năm, đến tận bây giờ vẫn chưa được xóa bỏ. Mặc dù ngoài miệng Lưu Thế Giang không nói gì, nhưng qua một vài biểu hiện rất nhỏ của ông ta đã chứng tỏ được suy nghĩ mình. Khi Đường Tuấn đề nghị dẫn theo Ngô Chí Khải cùng đi, Lưu Thế Giang là người đầu tiên phản đối. Tuy rằng cuối cùng ông ta vẫn bị Đường Tuấn thuyết phục nhưng điều này không có nghĩa ông ta đã nhượng bộ. Đường Tuấn đều biết cả nhưng anh cũng không có ý định làm người đứng giữa. Trên thực tế, ngay cả anh cũng chưa thể nắm bắt được ý định tới đây của Ngô Chí Khải. Cả nhóm đều ngồi lên xe chuyên dụng của Tiêu Hoàng, nhanh chóng đến sân bay Lai Châu. Một chiếc trực thăng quân sự đang đậu trên bãi đất trống rộng lớn, phía trước máy bay trực thăng có một nhóm người đang thì thầm trao đổi. "Giáo sư Trang." Tiêu Hoàng bước đến trước mặt nhóm người kia rồi hô lên với một ông cụ khoảng 50-60 tuổi trong số họ. "Bí thư Tiêu." Lúc này ông cụ mới ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Hoàng rồi khẽ nói, "Sau khi chúng tôi đã trao đổi với nhau, tình huống ở thôn Thanh Thủy lần này rất có thể là một chủng loại virus mới, rất dễ lây lan hơn nữa còn sẽ lấy đi tính mạng của cơ thể mà nó ký sinh trong một thời gian ngắn. Tôi đề nghị chúng ta nên nhanh chóng đến thôn Thanh Thủy ngay lập tức. Chúng ta chậm chế mỗi giây thì sẽ có thêm một người chết. Tiêu Hoàng cũng gật đầu tán thành rồi nói, tôi cũng có ý này. Ông cụ trước mặt này chính là Trang Minh Mẫn, chuyên gia nghiên cứu virus hàng đầu của nước Việt Nam. Bí thư Tiêu, họ là ai vậy? Lúc này Trang Minh Mẫn cũng trông thấy bốn người đường Tuấn đang đứng phía sau Tiêu Hoàng, không khỏi cất tiếng hỏi. Ồ, để tôi giới thiệu, Tiêu Hoàng cười hờ hứng, sau đó giới thiệu bốn người đường Tuấn và Vương Trọng Quang một lượt. Sau khi giới thiệu xong, Trương Minh Mẫn không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói tôi đã từng nghe qua tên của ông Vương và ông Lư. Y thuật của hai người cũng được coi có chút tiếng tăm trong giới y học cổ truyền. Nhưng xin phép cho tôi nói thẳng, tình huống của thôn Thanh Thủy lần này không thể xử lý bằng y thuật đông y của các ông được. Tôi đã nghiên cứu về mảng virus này đã gần 40 năm nhưng cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Y học cổ truyền chữa trị một số bệnh vật còn được, nhưng đối với những dịch bệnh khó xử lý, các ông khó mà can thiệp được, tôi thấy tốt hơn mọi người vẫn nên trở về đi. Đúng đấy, nhớ đâu các vị cùng đi, đến lúc đó chúng tôi còn phải chăm lo cho mọi người, chúng tôi không rảnh để bận tâm đến mọi người, mau trở về đi y học cổ truyền đã lỗi thời từ lâu rồi e rằng mấy vị ngay cả kháng nguyên kháng thể là gì còn không biết thế mà lại muốn cùng chúng tôi đi chống lại virus khi nào thì y học cổ truyền lại có bản lĩnh lớn như vậy thế đúng là nực cười chết mất thôi trang minh mẫn nói còn khá lịch sự và có chừng mực nhưng tính tình mấy sinh viên và trợ lý trẻ tuổi của ông ta lại không được tốt cho lắm trực tiếp nói thẳng vốn dĩ nếu họ xử lý tốt chuyện của thôn thanh thủy lần này tương lai của những người này sẽ rất tươi sáng nhưng bây giờ vô duyên vô cớ có thêm bốn người nữa muốn đến giành công lao với họ tự nhiên không thể nhịn nổi Trang Minh mẫn nhướng mày nhưng không hề ngăn cản bản thân ông ta đã học Tây y từ khi còn nhỏ nên ông ta cũng rất chán ghét y học cổ truyền vừa rồi chẳng qua còn ngại với thân phận của mình nên không nói thẳng bây giờ họ đã nói đến mức này rồi nếu như mấy người Vương Trọng Quang vẫn nhất quyết ở lại thì họ chỉ có thể tự dước lấy nhục nhã Audio điện tử võ tấn bền trương 1021, bí thư Tiêu nói rất đúng. Thật nực cười, đúng lúc này, Đường Tuấn bỗng lên tiếng. Anh nhìn Trang Minh Mẫn cùng với đám sinh viên trẻ và trợ lý phía sau ông ta, diễu cợt nói, một đám người chưa từng học qua bất kỳ y thuật nào của y học cổ truyền nhưng lại dám chất vấn về nó. Thấy có người đứng ra, một trong những nữ sinh của Trang Minh Mẫn có khuôn mặt xinh đẹp chợt trở nên lạnh lùng khinh bỉ nói chẳng qua y học cổ truyền cũng chỉ là châm cứu bắt mạch mà thôi, có gì mà cao siêu chứ. Đường Tuấn khinh thường liếc nhìn cô gái rồi hỏi, vậy cô có biết bát cương bát pháp là gì không? Cô gái sửng sốt đưa mắt nhìn đám bạn đi cùng. Mấy người bạn đó cũng tỏ ra bối rối không kém, ngay cả Trang Minh Mẫn cũng không thể trả lời được. Vậy ngũ vận là gì? Lần này cuối cùng có một học trò của Trang Minh Mẫn đứng ra, suy nghĩ dây lát rồi nói, ngũ vận là chỉ kim vận, mộc vận, thủy vận, hỏa vận, thổ vận. Anh ta trả lời xong chợt thở vào nhẹ nhóm, sau đó nói thầm, mẹ kiếp, may mà ông đây đã tìm được một cô bạn gái của học viện y học cổ truyền, ít nhiều gì ngày thường còn nghe được một chút. Nhưng anh ta còn chưa kịp tỏ vẻ đắc ý thì đường Tuấn lại hỏi, vậy lục khí là gì? Lần này anh ta không trả lời được. Ngũ hành tương ứng với năm cơ quan nội tạng nào của cơ thể con người? Phủ kỳ hằng lại chỉ cái gì? Đường Tuấn không ngừng nêu ra câu hỏi, liên tiếp hỏi gần 10 câu. Ngoại trừ người kia trả lời được câu hỏi về ngũ khí, thì không ai trả lời được những câu hỏi còn lại. Ngay cả Trang Minh Mẫn cũng mặt mày ngơ ngẩn, cuối cùng khuôn mặt của đám người bao gồm cả Trang Minh Mẫn đều tái mét, tức giận nhìn Đường Tuấn. Những thứ này của anh thì được coi là bản lĩnh gì chứ? Nếu như tôi hỏi anh về các kiến thức Tây Y, thì anh tự nhiên cũng không trả lời được. Cô gái trẻ tức giận nói. Đúng vậy, Đường Tuấn gật đầu không hề phủ nhận anh trực tiếp nhìn thẳng vào cô gái rồi nói, nhưng tôi không hề khinh thường hay nhục mạ những gì mọi người học, vậy tại sao mọi người lại xúc phạm đến y học cổ truyền chứ? Đừng tưởng học mấy năm Tây y thì coi thường tất cả. Mấy trăm năm trước nếu như không có đồng y thì bây giờ cũng không có các người đâu. Cô gái vừa xấu hổ lại vừa tức giận nhưng không thể cãi lại được. Được rồi, tiêu hoàng lên tiếng. Anh ta lườm đường tuấn một cái rồi nói, trung y đúng mà tây y cũng chẳng sai. Chuyện ở thôn Thanh Thủy lần này quá kỳ lạ, đã gây ra hoảng loạn không nhỏ, cần thiết phải nhanh chóng giải quyết. Với sự giúp đỡ của hiệp hội y học cổ truyền thì xử lý chuyện này càng suôn sẻ hơn. Ánh mắt Trang Minh mẫn lóe sáng rồi nói, bí thư Tiêu nói rất đúng. Tiêu Hoàng đã nhắc nhở, ông ta muốn phản đối cũng vô ích. Chương 1022, đúng là một đám kiêu ngạo mù quáng. Tiêu Hoàng nói xong cũng trèo lên máy bay trực thăng. Đúng là một đám kiêu ngạo mù quáng. Lúc này Ngô Chí Khải mới khẽ nói, Đường Tuấn qua tay, không để cho ông ta nói tiếp. Sau khi mấy người Đường Tuấn leo lên trực thăng, máy bay cất cánh bay thẳng tới thôn Thanh Thủy nơi bùng phát dịch bệnh. Trên đường đi, các học trò và trợ lý của Trang Minh Mẫn nhìn Đường Tuấn với ánh mắt thù địch, dáng vẻ như thể chỉ ước gì xé nát anh ra. Đáng tiếc Đường Tuấn dường như không hề bận tâm, anh nhắm mắt dưỡng thần suốt cả chặng đường khiến họ chỉ có thể đè lửa giận ở trong lòng. Khoảng 5 giờ sau, Tốc độ của chiếc trực thăng bắt đầu chậm lại. Tiêu Hoàng vỗ tay, khi tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào mình anh ta mới mở miệng nói, "Các vị bên dưới chính là thôn Thanh Thủy. Chuyện lần này xảy ra quá đột ngột và dịch bệnh lây lan nhanh chóng, tôi đã cho cho người đến kéo dây cách ly bên ngoài thôn Thanh Thủy. Một khi mọi người vào trong muốn rời khỏi sẽ không dễ dàng nữa." Ngay khi Tiêu Hoàng vừa dứt lời, vẻ mặt của đám học trò và trợ lý của Trang Minh Mẫn chợt thay đổi lần đầu tiên họ nhận ra sự nguy hiểm của chuyến đi này, không hề giống với mấy những hoạt động tham gia mấy buổi tiệc rượu trước kia. Nữ sinh đối đầu với Đường Tuấn lúc trước tên là Lục Tiểu Uyên, nghe nói là học trò cưng được Trang Minh Mẫn coi trọng nhất, cô ấy ngẩng chiếc đầu nhỏ nhắn lên rồi cười nói, bí thư tiêu cứ yên tâm, trước khi đến đây chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu đã chọn nghề bác sĩ thì vẫn có nhận thức về điều này. Những người khác đều sướng sờ một chút rồi lần lượt phụ họa theo, tất cả đều tràn đầy tinh thần, nguyện cống hiến hết mình cho y học. Tiêu Hoàng thấy vậy, thầm gật đầu trong lòng. Trang Minh Mẫn không chỉ đứng đầu trong y thuật, mà dạy dỗ học trò cũng không tồi. Tuy mấy người Lục Tiểu Uyên trông có vẻ còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, nhưng chắc chắn có thể trở thành những nhân vật xuất sắc theo thời gian. Anh ta không khỏi đưa mắt nhìn về phía Đường Tuấn. Trong những người có mặt tại đây, chỉ có Đường Tuấn và mấy người Lục Tiểu Uyên là cùng một thế hệ, tự nhiên trong lòng anh ta chợt đem ra so sánh ưu nhược điểm của họ. Mấy người Lục Tiểu Uyên cũng nhìn về phía Đường Tuấn, muốn xem thử anh chàng lúc trước khiến họ xấu hổ kia sẽ có phản ứng ra sao. Nếu như bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn thì họ sẽ không ngần ngại mà cười nhạo đôi câu, chút lửa giận trong ngực một chút. Ai ngờ Đường Tuấn dường như không hề để ý tới những ánh mắt này, anh đứng bên cạnh cửa sổ, từ cửa sổ của máy bay nhìn xuống, ánh mắt trở nên hơi nặng nề. Anh chàng này đúng là chẳng có bản lĩnh gì, chỉ mới một câu mà đã dọa anh ta sợ tới mức này trong lòng Lục Tiểu Uyên không khỏi khinh bỉ một câu, trong mắt cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc bây giờ của Đường Tuấn chính là đã bắt đầu căng thẳng, tố chất tâm lý kiểu này thì sao đủ tư cách trở thành một vị bác sĩ chứ? Hừ, còn là hội trưởng hiệp hội y học cổ truyền cơ đấy, tôi xem cũng chỉ biết ăn to nói lớn mà thôi. Tương tự như vậy, có người mở miệng trước Lục Tiểu Uyên cười chế nhạo khinh thường. Những người khác cũng đều cho là vậy, tâm trạng lúc trước bị Đường Tuấn làm cho căng thẳng chợt xoa dịu đi đôi chút chương 1023, nói không chừng người ta còn thật sự biết bay đâu. Đám lục tiểu huyên không khỏi tức giận. Ngay cả trang minh mẫn cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ, muốn mở miệng khiển trách đường Tuấn bất lịch sự. Nhưng anh lại giành lên tiếng trước bọn họ, nói với viên phi công đang lái trực thăng, làm phiền anh dừng lại ở đây một chút. Viên phi công sừng sốt nói, chỗ này không thích hợp dừng và hạ trực thăng. Đường Tuấn lắc đầu nói, không phải kêu anh hạ cánh ở đây mà là tạm dừng trong giây lát, chúng tôi muốn rời đi trước. Vừa rồi anh mới nhìn thấy một vài thứ qua cửa sổ máy bay, có lẽ liên quan đến sự bùng phát dịch bệnh lần này. Rời khỏi, rời đi như thế nào? Viên phi công cười mỉa mai nói, từ đây còn cách mặt đất gần 100 mét, cho dù có nhảy dù rất khó đáp xuống đất một cách an toàn, lẽ nào các anh còn có thể bay sao? Nói không chừng người ta còn thật sự biết bay đâu. Lục Tiểu Huyên không khỏi chế nhạo nói. Nhưng Tiêu Hoàng lại khẽ cao mày, chức vụ anh ta đang làm khá đặc biệt, anh ta đã từng nhìn thấy rất nhiều nhân viên đặc vụ vô cùng cường đại, trong đó cũng có người rơi từ độ cao 100 mét xuống đất mà không chết. Nghe nói còn có những vị cường giả thần bí biết bay, nhưng những người đó không phải là người mà anh ta có thể tiếp cận được. Nghĩ tới đây, Tiêu Hoàng lên tiếng không giống ngày thường, để viên phi công dừng máy bay ở giữa không trung. Tuy rằng người đó cảm thấy khó hiểu, nhưng không dám không nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng. Cảm ơn, Đường Tuấn nói một câu với Tiêu Hoàng. Sau đó anh gật đầu ra hiệu với Ngô Chí Khải. Anh mở cửa máy bay, cơn gió lạnh lẽo từ trên cao thổi tới, khiến cho đám người trong khoang đều phải dùng mình. Này, anh chàng này đừng nghĩ quẩn chứ, vừa rồi chúng tôi chỉ nói đùa mà thôi, anh đừng thật sự nhảy xuống chứ. Lòng dạ của Lục Tiểu Uyên cũng không xấu, cất tiếng nhắc nhở. Ông Vương, ông Lư, chúng ta đi thôi. Đường Tuấn nói hai người Vương Trọng Quang và Lưu Thế Giang. Hai ông lão khẽ gật đầu để mặc cho đường Tuấn túm lấy bả vai của mình. Đường Tuấn đột một dẫm một bước ra ngoài. A, à, Lục Tiểu Uyên sợ hãi hét lên, hai tay che mắt. Nhưng bên trong cabin lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Lục Tiểu Uyên nghi ngờ bỏ tay ra thì trông thấy một cảnh tượng khó quên trong đời này. Trường 1024, đây là mùi máu tươi. Ông ta chính là cao thủ thần cảnh trung kỳ, đối với ông ta mà nói việc đi bộ trên không thật sự quá đơn giản. Ưng ừ, ực, ừ, một lúc lâu sau khi bốn người Đường Tuấn rời khỏi, tiếng nuốt nước, nước bọt của ai đó vang lên mới phá vỡ được sự im lặng kỳ lạ trong cabin. Bí thư Tiêu, chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trang Minh Mẫn không khỏi mở miệng hỏi. Hành động của Đường Tuấn đã hoàn toàn lật đổ trí tưởng tượng của ông ta, vượt xa phạm vi hiểu biết của người thường. Đi bộ trên không đây chẳng phải là thần tiên trong tiểu thuyết hay thần thoại thường dùng sao? Sao có thể thật sự xuất hiện trong hiện thực vậy? Hóa ra anh chàng này là một vị cường giả võ đạo, thảo nào có thể đạt được thành tích như ngày nay. Tiêu Hoàng thầm thở dài trong lòng, lúc này mới nghiêm mặt nói với hai người trang minh mẫn và viên phi công, mọi người không được phép nói ra chuyện hôm nay mình đã nhìn thấy, các ông cứ coi như mình chưa từng nhìn thấy gì cả, biết chưa? quanh năm đều giữ chức vụ cao nên anh ta rất có kinh nghiệm xử lý những chuyện cấp bách. Trang Minh Mẫn vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Hoàng, chỉ đành đè lại nghi ngờ vào trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Hoàng nói, giáo sư Trang, mọi người không cần quá căng thẳng. Tuy, tuy rằng hội trưởng đường có năng lực phi phạm, nhưng y thuật là y thuật, hai người không có liên quan gì cả. Ông cứ thể hiện hết những gì mình học được, nếu như có thể xử lý tốt được chuyện lần này, tôi sẽ nói hộ ông mấy lời hay ho ở trước mặt bộ trưởng trang minh mẫn nghe vậy trong lòng cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút đúng vậy y thuật là y thuật cũng không phải là thứ giả thần giả quỷ cho dù anh ta biết bay thì đã làm sao có liên quan gì tới y thuật chứ vì sao tôi phải sợ nghĩ thông suốt mấy điều này trên khuôn mặt trang minh mẫn lại nở nụ cười đương tuấn suốt cuộc cậu đã phát hiện ra điều gì thế giữa không trung vương trọng quang không nhịn được hỏi vẻ mặt đường Tuấn nặng nề, nhìn về một nơi nào đó ở phía dưới, ở ngay trước mắt tôi, ông Vương chờ lát nữa ông tự mình xem. Chẳng mấy chốc, mấy người họ đã đáp xuống đất. Trước mặt là một khu rừng nhỏ, gió núi thổi lá cây xào xạc. Đây là mùi máu tươi. Vương trọng quang và Lưu Thế Giang cùng nhau hô lên. Đường Tuấn đi ở phía trước vạch đám cây cối ở trước người ra, lộ ra một mảnh đất trống trong khu rừng. Chỉ thấy trên mảnh đất trống có ba bốn đứa trẻ cả trai lẫn gái khoảng chừng 10 tuổi túm tụm lại với nhau, đang ăn thứ gì đó. Dưới chân chính là thức ăn của chúng, rõ ràng là một con hươu hoang dã vừa mới chết không lâu. Mấy người họ xé xác, không chỉ ăn thịt tươi còn dính máu mà ngay cả nội tạng của con vật đều nhai nuốt, thậm chí có người còn nhai cả xương trước khi nuốt chừng xuống. Nếu như không có hình dạng con người, trông họ không khác dã thú là bao. Trương 1025 đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của con người. Khi ông ta vừa dứt lời, bốn người đứa trẻ cả trai lẫn gái đang ăn xác con hươu kia đột ngột dừng lại, cùng nhau nhìn về phía mấy người họ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi đôi con ngươi xanh biếc trông vẫn cực kỳ chói mắt và ghê rợn. Nhất là ánh mắt của họ càng khiến người ta ớn lạnh trong lòng. Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của con người. Họ nhìn đám người Đường Tuấn không giống như đang nhìn đồng loại trái lại như đang nhìn thức ăn càng tươi ngon hơn trên thực tế quả thật mấy người đường tuấn đều bị coi là thức ăn chỉ liếc nhìn một cái bốn đứa trẻ cả trai lẫn gái lập tức tay chân chấm đất như dã thú lao về phía đường tuấn bọn họ móng tay cửa họ đã dài gần chục cm hàm răng sắc nhọn lởm chởm đan sen bén nhọn như răng sói giữa kẽ răng còn dính đầy máu tươi ngoại trừ hình dáng ra họ không khác gì dã thú thậm chí còn tàn bạo hung dữ hơn Bốn người họ ra tay vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ, móng tay sắc bén của họ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, có thể so sánh với những vũ khí đã được mài rúa, đủ để nhanh chóng cắt xé máu thịt. Dưới uy lực công kích của cả bốn người, gần như có thể sánh ngang với một vị cao thủ tông sư. Đáng tiếc là bốn người Đường Tuấn có mặt tại đây, trước không cần phải nhắc tới cảnh Đường Tuấn và Ngô Chí Khải hai vị cao thủ thần cảnh, ngay cả Vương Trọng Quang và Lưu Thế Giang đều đã đạt tới cảnh giới chân khí, Tuy tu luyện y võ cùng lúc, nhưng tu vi võ đạo của cảnh giới chân khí lại không phải là giả. Chỉ thấy Lư Thế Giang khẽ quát một tiếng, lúc thì như hạc bay trên trời, lúc lại hổ gầm trong núi, rõ ràng những chiêu thức võ thuật được đúc kết từ động vật. Một mình ông ta ra tay chặn lại đòn tấn công của bốn người kia. "Mau tỉnh lại đi, các người là con người." Lư Thế Giang vừa ra tay vừa khẽ hét lên. Nhưng đáng tiếc bốn người có con người màu xanh biếc kia không hề dao động thậm chí biểu cảm và cơ mặt của họ đều không hề thay đổi. Tuy Lưu Thế Giang ra tay nhưng không đành lòng giết họ, phòng thủ là chủ yếu. Trong mắt ông ta, bốn người này vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Phòng thủ lâu dài cũng có lúc sơ suất, chẳng mấy chốc áo choàng dài của Lưu Thế Giang đã bị xé rách một lỗ, suýt chút nữa thì móng tay của đối phương cắt vào thịt. Ông Lư họ đã chết rồi. Tiếng thở dài của Đường Tuấn vang lên phía sau ông ta. Anh vừa dứt lời lập tức bắn ra bốn cây ngân châm không nhìn thấy quỹ đạo bay dây tiếp theo trực tiếp cắm vào chán của bốn người đang chiến đấu với lư thế giang bốn người kia như bị thi triển thuật định thân đứng yên tại chỗ lư thế giang thấy vậy vẻ mặt buồn bã ông ta có thể quan sát mạch tượng bằng khí sao lại không biết bốn người này đã không còn sức sống đến nay chỉ thừa lại bộ da rỗng mà thôi chẳng qua không muốn tin sốt cuộc là người nào làm vậy chuyện gì đang xảy ra vậy nỗi buồn qua đi, trong mắt lư thế giang cuồn cuộn lửa giận. Đường Tuấn nhíu mày suy nghĩ, có thể khiến người chết vẫn hành động được, hơn nữa còn có thể tấn công giết người. Trước mắt anh mới chỉ thấy có võ công của hai nhà có thể đạt được trình độ này. Một trong số đó là cổ thuật của dân tộc mèo, còn lại là bí thuật khống thi của nhà họ ngôn ở tương Tây. Nhưng tình huống hiện tại lại có vẻ không giống với hai loại này lắm. Cổ thuật được hạ trên cơ thể người sống, nhưng tốc độ gặm nhấm ký chủ khá là chậm còn bí thuật khống thi cần phải tôi luyện xác chết hàng ngàn lần mới có thể kết nối được tinh thần với người khống thi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1026, làm thế nào mới có thể giải được độc của trùng vu? Là độc của trùng vu. Đúng lúc này, Ngô Chí Khải lên tiếng. Độc của trùng vu, tất cả mọi người đều cảm thấy hơi xa lạ với từ này, kể cả đường tuấn. Ngô Chí Khải tiếp tục nói, độc của trùng vu được vu môn tạo ra, nó được tạo ra bằng cách kết hợp cổ thuật của Miêu Cương và bí thuật khống thi của tương Tây hàng trăm năm trước. Tuy thỉnh thoảng có xuất hiện trên thế giới nhưng hoàn toàn không bị phát hiện, tự nhiên sẽ không có ghi chép. Các cậu không biết cũng là chuyện bình thường. Trong lúc nói chuyện, ông ta đi bước từ sau lưng đường Tuấn ra với vẻ mặt nặng nề, chậm rãi đi tới trước mặt một cậu bé trong số họ. Ông ta thở dài rồi rút cây ngân châm trên trán cậu bé kia ra khuôn mặt vốn dữ tợn như dã thú của cậu bé bỗng giống như quả bóng xì ra xì hơi, cả người mềm hoạt, đổ dạp xuống mặt đất. Tiếp theo đó khuôn mặt của cậu bé bắt đầu rúng gió, như thể đất sét liên tục bị nhào nặn không ngừng biến dạng. Cách, toàn bộ xương mặt của cậu bé vỡ vụn, cả gương mặt vỡ thành hai nửa, nhưng không hề có máu tươi chảy ra, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một con côn trùng giống như bọ rùa chui ra từ vết nước trên khuôn mặt, chiếc đầu nhọn hoắt và nhỏ không ngừng nhìn xung quanh, con người màu xanh biết lại lộ ra vẻ tham lam y hệt con người. Nó nhìn chằm chằm vào ngô trí khải đang đứng gần mình nhất, hai cánh khẽ run rồi đập cánh bay lên, trực tiếp nhào vào mặt ông ta. Hừ, ngô trí khải cười chế giễu một tiếng, lấy ngón tay vẽ một vòng tròn. Dùng chân khí làm thành chiếc lồng giam trói con côn trùng nhỏ ở trước mặt, khiến nó không thể nào dễ thoát. Đây chính là trùng vu, là thủ đoạn của trùng vu nhất mạch trong vu môn. Ngô Chí Khải nhìn con côn trùng nhỏ ở trước mắt, vẻ mặt hiện lên một chút sát khí rồi nói, loại trùng vu này ăn thịt người, chỉ cần bị nó ký sinh chắc chắn sẽ chết. Mà khi loại trùng này trưởng thành sẽ bị kẻ nuôi dưỡng nó triệu hồi, hấp thư tinh nguyên trong cơ thể nó để gia tăng chân khí. Không chỉ vậy vào giai đoạn mấu chốt, trùng vu còn có thể được coi là thủ đoạn chiến đấu. Tuy nhiên mỗi lần loại trùng này trưởng thành sẽ kéo theo rất nhiều sinh mạng, trong vu môn trùng vu nhất mạch bị kỳ thị ghét bỏ nhất nếu không phải tổ tiên của trùng vu nhất mạch là đệ tử của lão tổ vu môn thì họ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Ở thế giới này không có ai kiềm chế, người của trùng vu nhất tộc không cần phải cố kỵ điều gì nữa, vì để thúc đẩy trùng vu lại dám gây ra tội lỗi lớn như vậy. Bốn người trước mặt vẫn còn chưa trưởng thành đã bị giết chết bởi trùng vu, có thể thấy đối phương hành động hoàn toàn không màng tất cả. Trong mắt đường tuấn cuồn cuộn dâng trào sát khí, anh bắt trước ngô trí khải, ép ba con trùng vu chui ra khỏi cơ thể của ba người còn lại, hừ lạnh một tiếng nghiền nát cả ba con trùng vu. Làm thế nào mới có thể giải được độc của trùng vu? Đường Tuấn hỏi. Ngô Chí Khải lắc đầu nói, tôi không rõ chuyện này lắm, ấu trùng của trùng vu rất nhỏ chỉ to bằng con ấu trùng của mũi rất khó chú ý. Điều tôi lo lắng là nhỡ đâu người thả trùng vu trở nên điên cuồng, thả chúng vào nguồn nước, e rằng hàng trăm nhân khẩu của cả thôn thanh thủy này đều không ai có thể sống sót chương 1027 rất có thể sẽ nhầm lẫn mà bị trúng độc. Ngô Chí Khải không đáp lại, tuy trong vô môn cũng có người giống ông ta, nhưng hầu hết đều rất biến thái, có thể làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được mục đích. Đường Tuấn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng nói, xong rồi. Tiêu Hoàng và Trang Minh mẫn bọn họ đang gặp nguy hiểm. Nhóm người Tiêu Hoàng và Trang Minh mẫn ngồi trực thăng vội tới thôn Thanh Thủy, dưới tình huống họ còn chưa biết độc của trùng vu, rất có thể sẽ nhầm lẫn mà bị trúng độc mấy người lưu thế gian nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, rõ ràng cũng đã nghĩ tới khả năng này. tuy rằng trang minh mẫn rất giỏi trong việc nghiên cứu các dịch bệnh truyền nhiễm, nhưng chuyện chúng độc lần này lại liên quan đến trùng vu thần bí, đã nằm ngoài phạm vi học thuật của ông ta. đường tuấn ngưng tụ chân khí thành một quả cầu lửa, chia ra làm bốn rồi thiêu rụi bốn xác chết trên mặt đất. những xác chết này đã bị trùng vu từng ký sinh, để đề phòng chỉ có thể thiêu cháy, không có cách nào chôn xuống đất cho họ yên nghỉ hai người Lưu Thế Giang và Vương Trọng Quang thở dài thườn thượt, trong lòng vô cùng buồn bã. Tận mắt chứng kiến sinh mệnh tươi trẻ cứ biến mất như vậy, mà họ lại lực bất tòng tâm, loại chuyện này khiến họ cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình học được trong kiếp này. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Đường Tuấn liếc nhìn Ngô Chí Khải một chút. Sau đó anh túm lấy hai người Lưu Thế Giang và Vương Trọng Quang, lao nhanh về phía thôn Thanh Thủy, Ngô Chí Khải đuổi sát theo sau. Vẻ lo lắng tràn đầy trong mắt Đường Tuấn, trên đường đến đây, anh đã đọc qua tài liệu về thôn Thanh Thủy trong tay Tiêu Hoàng, tuy là nơi hẻo lánh và dân cư thưa thớt nhưng cũng có hơn 500 thôn dân. Nếu cả 500 người này đều bị trúng độc, ngay cả Đường Tuấn cũng không dám nghĩ tới hậu quả của nó. Trong lúc nhóm Đường Tuấn vẫn đang vướng bận với bốn đứa trẻ bị trùng ký sinh, đám người Tiêu Hoàng đã tới thôn Thanh Thủy. Thôn làng không lớn lắm, gần như những căn nhà đều được xây dựng bằng gỗ và đất sét, xung quanh đều là những ngọn núi lớn phần lớn mọi người ở đây cả đời đều không có cách thoát ly nơi này, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi cũng đều ở trong khe núi này. Họ trải qua một cuộc sống nhàn nhã không tranh với đời, ai ngờ được vận rủi lại từ trên trời giáng xuống. Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn đứng ở cổng thôn, nhìn ngôi làng nhỏ yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ cảm thấy lạnh lẽo sông lên từ đốt sống sau lưng. Không biết tại sao họ càng đứng ở cổng thôn càng lâu thì hai người đều có cảm giác như đang gặp ma bất giác muốn chạy trốn. Mấy vị học trò và trợ lý của Trang Minh Mẫn đã đi vào trong thôn, cố gắng tìm kiếm một vài người dân, sau đó hiểu biết một chút về nguồn gốc dịch bệnh qua lời kể của họ. Không lâu sau nhóm người Lục Tiểu Uyên bước ra khỏi thôn. Mấy người lắc đầu với Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn, bày tỏ họ cũng không tìm được gì cả. "Thầy ơi, chúng em đã tìm kiếm hơn chục căn nhà rồi nhưng đều không hề trông thấy một bóng người." Lục Tiểu Uyên có hơi thất vọng nói. Cô ấy vẫn luôn đi theo Trang Minh Mẫn học Tây y so với các bạn cùng trang lứa, kinh nghiệm của cô ấy rất phong phú, nhưng bản thân chưa từng trải qua những chuyện như sự cố virus ở thôn Thanh Thủy lần này. Cô gái trẻ vẫn đang mơ mộng về một câu chuyện đẹp đẽ trong chiếc tháp ngà, tràn đầy mong chờ và hào hứng cho chuyến đi này, cố gắng kiểm chứng những gì mình đã học được thông qua lần này. Nhưng đầu tiên cô ấy lại bị đường tuấn đả kích, hiện tại ngay cả việc điều tra đều cũng bắt đầu lâm vào tình thế khó khăn, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy mất mát. Trang Minh Mẫn cố nén sự lo lắng trong lòng cười nói, chúng ta chỉ mới bắt đầu hành động điều tra, không nóng vội được. Nếu như mọi việc suôn sẻ như vậy, còn cần chuyên gia tôi tới đây làm gì? Ha ha, lời bông đùa của Trang Minh Mẫn tạm thời giải tỏa được tâm trạng chán nản của mọi người. Trường 1028 đột nhiên một trận gió thổi qua. Sau khi Tiêu Hoàng nghe xong Lục Tiểu Uyên nói, nỗi bất an trong lòng của anh ta ngày càng mãnh liệt. Đối với lần hành động này, anh ta biết được nhiều bí mật trong chuyện này hơn Trang Minh Mẫn, nghe nói chuyện hàng loạt người chết ở thôn Thanh Thủy đã thu hút được sự chú ý của bộ môn thần bí kia của nước Việt Nam. Hơn nữa trước khi họ tới đây chắc chắn đã có nhân viên của bộ ngành liên quan tới thôn Thanh Thủy rồi, cho dù hiệu suất làm việc thấp hay kém cỏi đến đâu đi chăng nữa, lúc này cũng không thể nào còn chơi trò trốn tìm với bọn họ được. Thầy ơi, đây là nước em đã múc từ một miệng giếng trong thôn. Em cũng đã uống thử rồi vô cùng ngọt, còn uống ngon hơn nước khoáng nhiều. Thầy cũng nếm thử xem, lúc này lục tiểu uyên cầm một chai nước khoác đưa cho trang minh mẫn. Trang minh mẫn không khỏi bật cười nhận lấy chai nước khoáng rồi nói, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa chúng ta lại tiếp tục. Những người khác lần lượt gật đầu đồng ý. À, đúng lúc này, vẻ mặt lục tiểu uyên đột nhiên thay đổi, hét lên một tiếng bén nhọn. Chỉ thấy khuôn mặt trẻ trung sinh sắn dạng người của cô ấy nổi lên những đường gân xanh nhạt những đường gân đó như những con run trông vô cùng gớm ghiếc dữ tợn. Bộ móng tay được sơn bằng màu sắc tươi sáng trong nháy mắt đã mọc dài gấp đôi, ánh sáng sắc bén lập lòe. Một luồng khí băng giá toát ra từ trên người cô ấy. Tiểu lục, em làm sao vậy? Trang Minh mẫn giật nảy mình vội vàng hỏi. Thầy ơi, nước, nước, ai đó đột nhiên run lên rồi chỉ vào chai nước khoáng trong tay Trang Minh mẫn, mọi người nhìn qua chỉ thấy nước giếng ban đầu còn trong vắt giường như đột ngột xuất hiện mấy chấm đen nhỏ mà những chấm đen nhỏ này như thể còn sống không ngừng va chạm vào thành chai nước khoáng cảnh tượng này khiến những người có mặt tại đó đều cảm thấy da đầu tê dại nước này có vấn đề tiểu uyên uống xong nước này mới trở thành như vậy có người nghĩ đến điều gì đó đột nhiên hét lên trang minh mẫn dùng mình một cái chai nước khoáng trên tay rơi bịch xuống đất còn những người khác nhanh chóng cách xa lục tiểu uyên vì sợ bị lây nhiễm. Thậm chí tiêu hoàng còn rút ra một khẩu súng lục màu đen nhắm thẳng vào đầu cô ấy, chỉ cần đối phương có một chút hành động kỳ lạ nào anh ta sẽ lập tức nổ súng. Thầy ơi, em, lục tiểu uyên lộ ra vẻ mặt đau đớn, giọng nói run rẩy hét lên. Con người đen nhanh đang dần co rút lại, một chút ánh sáng xanh lục đột nhiên xuất hiện. Bí thư tiêu, mau nổ súng bắn cô ấy. Cô ấy đã không còn là lục tiểu uyên nữa rồi mấy vị học trò và trợ lý khác của trang minh mẫn đều túm tụm vào với nhau rồi hét lên tình trạng của lục tiểu uyên lúc này cũng giống hệt với những người bệnh mà họ đã nhìn thấy trong tài liệu trước đó vẻ mặt đều lộ ra sợ hãi và kỳ quái ánh mắt tiêu hoàng chợt ngưng trọng đang chuẩn bị tháo chốt xoạt đột nhiên một trận gió thổi qua cổ tay của tiêu hoàng đau nhói súng lục trong tay rơi xuống đất một bóng người chợt xuất hiện trước mặt lục tiểu uyên Người vừa vội tới chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ của Lục Tiểu Uyên, vẻ mặt nặng nề. Chương 1029, nhưng mà hội trưởng Đường đã chữa khỏi bệnh cho em rồi. Cô ấy vẫn còn có thể cứu được, Đường Tuấn không quay đầu lại, thẳng thắn nói. Nói xong, anh ngân Trâm đã nắm sẵn trong tay từ lâu vào đỉnh đầu của Lục Tiểu Uyên. Anh cắm kim liên tiếp, tốc độ cắm xuống cực kỳ nhanh, chỉ để lại tàn ảnh, khiến người ta hoa cả mắt. Không đến hai nhịp thở, tất cả 18 huyệt đạo quan trọng trên người của Lục Tiểu Uyên đều bị cắm đầy ngâm chân. "Xin lỗi." Đường Tuấn khẽ nói. Anh xé bỏ gần hết áo trên người của Lục Tiểu Uyên. Làn da trắng nõn như sữa bò và những đường cong đầy đặn quyến rũ của người con gái hiện ra trước mắt mấy người họ. Trong lòng Đường Tuấn không hề có những suy nghĩ mông lung nào, ngón tay anh khẽ rạch một đường trên bộ ngực trắng như tuyết của Lục Tiểu Uyên. "Ra ngoài cho tao." Đường Tuấn khẽ quát một tiếng chít, chít, chít. Một chàng âm thanh khẽ vang lên, trong âm thanh đó dường như lộ ra một chút sợ hãi. Dây tiếp theo bảy tám chấm đen nhỏ bò ra khỏi miệng vết thương trên ngực. Làn da trắng như tuyết của cô gái cùng với những chấm đen nhỏ phát ra những tiếng kêu bén nhón, cộng thêm vết thương đẫm máu tạo nên một cảnh tượng rợn tóc gáy. Lục tiểu uyên ngồi trên trụ đá ở cổng thôn, lấy bấm móng tay vẫn luôn mang theo bên mình ra cắt bỏ móng tay mọc dài từng chút một sau khi cô ấy cắt xong còn không ngừng gọt rũa, muốn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thỉnh thoảng cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về nơi cách đó không xa, chỉ thấy những người bạn học trước kia vô cùng thân thiết nay lại cách mình rất xa, quan sát cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ. Thầy Trang minh mẫn của cô bước đến đứng trước mặt cô ấy rồi nhìn xuống, cách cô ấy một khoảng ngắn an toàn. Thầy ơi, em, em thật sự đã khỏi rồi. Lục Tiểu Uyên đứng lên có hơi nóng lòng muốn giải thích. Trang Minh Mẫn đưa tay ra, như thể ngăn cản cô ấy đến gần ông ta. Lục Tiểu Uyên thấy vậy, vẻ mặt không khỏi tối sầm lại. Cô ấy là học trò đáng tự hào nhất của Trang Minh Mẫn, mối quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, có thể nói là như hai cha con. Nhưng bây giờ, cô ấy nhận ra rằng mối quan hệ này không hề bền vững như mình đã từng nghĩ trước đây. "Thầy biết, Trang Minh Mẫn nói, bây giờ quả thật trông em không có gì kỳ lạ vẫn giống như bình thường." Lục Tiểu Uyên nghe vậy mở miệng nói với giọng điệu gần như cầu xin, vậy thầy có thể để cho em tiếp tục theo thầy được không? Trang Minh Mẫn không hề do dự lắc đầu nói, không được, tuy rằng lần này thầy dẫn dắt đội ngũ, có thể quyết định chuyện đi hay ở, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm an toàn cho mọi người. Mặc dù bây giờ trông em đã không có gì khác lạ, nhưng trong tay chúng ta lại không có thiết bị liên quan, không có cách nào xét nghiệm máu cho em được, không thể chắc chắn được sức khỏe của em đã thực sự trở lại bình thường hay chưa nhưng mà hội trưởng đường đã chữa khỏi bệnh cho em rồi. chương 1030, không cần khách sáo. Cứ như vậy nhé, Trang Minh mẫn bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi. Các bạn học khác lập tức nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại và chế giễu. Trong lòng Lục Tiểu Uyên bỗng có một cảm giác kỳ lạ nhưng không biết diễn tả như thế nào, chỉ đành lại ủ rũ ngồi xuống. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. Thầy ơi, em, Lục Tiểu Uyên đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện người đang đứng trước mắt không phải là thầy Trang Minh Mẫn của mình, mà là anh chàng Đường Tuấn người lúc trước cô ấy còn cảm thấy hơi ghét bỏ. Anh đến đây làm gì thế? Lục Tiểu Uyên có hơi bực bội nhìn anh, mở miệng hỏi. Đường Tuấn không trả lời, chỉ đi thẳng ngồi xuống lên trụ đá kề bên Lục Tiểu Uyên. Anh, anh không sợ tôi lây nhiễm cho anh à? Lục Tiểu Uyên sững sờ dây lát rồi hỏi. Đường Tuấn khẽ cười rồi nói, "Cô đã được tôi chữa khỏi, nên tôi biết tình trạng hiện tại của cô. Nếu một bác sĩ không tin vào y thuật của mình thì lấy đâu ra can đảm chữa bệnh cho mọi người?" Nhưng, nhưng Lục Tiểu Uyên rất muốn nói lại những lời vừa rồi của Trang Minh Mẫn cho Đường Tuấn nghe, nhưng lời vừa đến bên miệng, cô lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Dù gì Đường Tuấn đã cứu cô ấy bằng kỹ thuật của y học cổ truyền, ngăn cô ấy biến thành quái vật. Đường Tuấn nhìn đám người Trang Minh Mẫn đang dẫn đi xa, Đột nhiên hỏi, vậy cô có bằng lòng tin tưởng tôi không? Nói một cách nghiêm túc, cô là người bệnh còn tôi là bác sĩ của cô, cô bằng lòng tin tưởng vào y thuật của tôi sao? Đường Tuấn nghiêm túc hỏi. Lục Tiểu Uyên sững sờ, trong thoáng chốc không biết nên trả lời ra sao. Cho dù là Đông y hay Tây y đều có một điểm tương đồng, người bệnh và bác sĩ cần phải tin tưởng lẫn nhau, đây là nguyên tắc cơ bản. Đường Tuấn không hề nóng vội thong thả nói. Lục Tiểu Uyên nhìn anh bỗng chốc cảm thấy hơi dối bời. Trước giờ Trang Minh Mẫn vẫn luôn dạy cô ấy những kiến thức chuyên môn về y học và cách nghiên cứu cấu trúc của virus, nhưng chưa từng nói với cô ấy những điều này cả. Cô ấy vẫn luôn tin rằng chỉ cần có y thuật giỏi, chuyên môn vững vàng thì chính là một bác sĩ giỏi. Tôi, tôi tin tưởng anh, giọng điệu của Lục Tiểu Uyên không phải rất kiên định. Đường Tuấn nhìn cô ấy mỉm cười, vậy bây giờ tôi nói cho biết, cô đã khỏi rồi không khác gì những người bình thường, không cần có bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Thật, thật sao? Đường Tuấn nghiêm túc gật đầu, nói chắc nịch đúng vậy. Cơ thể của Lục Tiểu Uyên bị trúng độc trùng vu trong thời gian ngắn, Đường Tuấn kịp thời xuất hiện, dùng ngân châm phong bế 18 huyệt đạo chính, sau đó lại ép trùng vu ra bằng chân khí, hoàn toàn loại bỏ độc của nó. Nhìn khuôn mặt của Đường Tuấn, vành mắt Lục Tiểu Uyên khẽ đỏ hồng. Sau đó cô ấy thu lại bấm móng tay rồi trịnh trọng nói với anh cảm ơn. Không cần khách sáo, Đường Tuấn nói. Anh đứng dậy, đi về phía thôn làng. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 1031 có đàn ông và phụ nữ, già trẻ đủ cả. Ba người Lưu Thế Giang đã vào thôn được một lúc, tranh thủ nhanh chóng tìm ra cơ thể mẹ của Trùng Vu và kẻ chủ mưu thả độc Trùng Vu, hoàn toàn giải quyết mối hỏa Trùng Vu này. Vậy tôi có thể đi cùng anh không? Giọng nói rụt rè của Lục Tiểu Uyên vang lên bước chân của đường tuấn khẽ dừng lại gật đầu nói tất nhiên có thể lục tiểu uyên nở nụ cười vui vẻ đi theo đường tuấn anh nhìn bầu trời phía trên thôn thanh thủy ánh mắt dần trở nên lạnh lùng bây giờ anh đã có thể chắc chắn rằng kẻ hạ độc đã giải chất độc của trùng vu xuống chiếc giếng cổ trong thôn kia mấy trăm người trong thôn e rằng đã gặp nạn rồi nghĩ tới đây sát ý trong lòng đường tuấn gần như không thể kìm nén mà trào dâng Tuy rằng thôn Thanh Thủy chỉ có mấy trăm người, nhưng lại chiếm diện tích không nhỏ do đó dân cư tương đối phân tán. Lúc này ở đầu bên kia của thôn Thanh Thủy, trong một căn hầm tối tăm dưới lòng đất. Tia sáng yếu ớt xuyên qua khe nứt của ván gỗ trên đầu vừa khéo chiếu lên một người. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi chạc 30 tuổi. Người đàn ông mặt mày tái nhợt, không biết có phải vì quanh năm thiếu ánh sáng mặt trời hay không. Anh ta không mặc quần áo hiện đại mà là một chiếc áo choàng màu xám kỳ lạ che gần hết cơ thể. Lúc này, chiếc áo choàng xám được điểm xuyết một chút ánh sáng màu xanh lục. Nếu nhìn sát gần, những đốm sáng xanh đó thực chất là mắt của những con côn trùng. Những con côn trùng này có chiếc đầu nhọn hoắt mắt như mắt rắn, ánh sáng xanh biết được được tỏa ra từ con ngươi của chúng. Những con côn trùng này chính là trùng vu mà mấy người đường tuấn gặp phải, chỉ có điều xét từ kích thước to bé của chúng, còn to hơn gấp hai lần, bằng bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh. Đám côn trùng này chui rúc khắp nơi trong áo choàng của người đàn ông, một số con trực tiếp chui thẳng vào da thịt của anh ta, luồn lách trong mạch máu như thể một cục lớn. Nhưng dường như người đàn ông không hề cảm giác gì, thậm chí vẻ mặt còn tỏ ra rất thoải mái và mãn nguyện. Ha ha, thế nhưng có người dám đến đây tìm chết. Người đàn ông chợt mở mắt, rõ ràng là một đôi con người hình tam giác ngược của rắn, chỉ có điều ánh sáng trong con người đó lại là màu trắng bạc anh ta nhìn trước người mình, khóe miệng tái nhợt nở một nụ cười, lẩm bẩm nói, gần một tháng thời gian cuối cùng cũng luyện thành rồi. Trường 1032 kẻ lên tiếng là Tiêu Hoàng. Người đàn ông liếm môi một cái, hai tròng mắt ánh lên màu trắng bạc tỏ vẻ tham lam, nói quả nhiên thế giới bên ngoài không tồi, tuy nguyên khí trời đất không sánh được với cảnh giới tổ tiên của vu môn chúng ta, nhưng tài nguyên cung cấp cho việc tu luyện của mình lại dồi dào, những gã trong vu môn chỉ muốn cướp đoạt ngọc trụ để có thể được cụ tổ ban thưởng, thật đúng là ý tưởng buồn cười. Có thằng cha biến thái vu chấn linh ở đó, dù bọn họ có cố gắng đến đâu, chẳng phải cuối cùng cũng trở thành vật lót đường cho anh ta sao. Thay vì như vậy chi bằng nhân cơ hội này tu luyện cho thật tốt. Trùng vu nhất mạch của mình, ngay cả cụ tổ năm đó cũng khen không hết lời, thế mà mấy năm nay lại bị chèn ép như vậy, phải rơi vào tình cảnh thê thảm. Hừ, nhưng tánh mạng của kẻ phàm phu tục tử thì có là gì, có gì khác với gia súc không? Nay trùng vu chỉ mới hấp thu được huyết tinh của 600 người, đủ để mình tiến vào thần hải cảnh trung kỳ. Nếu hấp thu đủ mấy ngàn người, ngay cả cái tên vu chấn linh đó mình cũng đủ sức đánh bại. Trùng nhất của mình thế nào cũng phải bước chân lên đỉnh võ đạo. Gã chậm rãi đứng dậy, toàn bộ những con vu trùng đều chui vào trong da mặt gã, dung hợp với máu thịt. Nhìn vào hơn 500 thi thể lạnh băng trước mắt, trên mặt gã lộ ra một nụ cười đắc ý, tựa như họa sĩ đang thưởng thức tác phẩm của mình. Gã vừa nghĩ xong, hơn 500 thi thể đang nhắm chặt hai mắt đồng loạt mở ra, đôi mắt rắn màu lục sẫm hình tam giác ngược lóe lên ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm. Gã cười to, nói có 500 thi thể ký sinh này, tương đương với một lá chắn bằng thịt của hơn 500 người. Ánh bạc trong mắt gã trở nên đậm hơn, mang theo đôi chút ác liệt như muốn giết người, nói, dám tới quấy giày tôi tu luyện, dù anh có là cha ông trời tôi cũng dám giết. Ở trong Vu môn, thuật trùng vu của gã bị hạn chế không thể phát huy, thực lực không thể xem là mạnh mẽ cho lắm. Nhưng hơn 500 thôn dân của thôn Thanh Thủy cùng với mấy võ giả của Nghịch Luân này đã đủ để gã thăng cấp cho thuật trùng vu lên đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Khoảng thời gian này, gã đang trốn để tu luyện bí thuật của tộc trùng vu. Đường Tuấn và Lục Tiểu Uyên đang đi khắp nơi trong thôn Thanh Thủy, tinh thần lực của Đường Tuấn tản ra khắp bốn phía cảm nhận được một luồng âm hưởng khác thường trong thôn. Lúc này, thôn Thanh Thủy yên tĩnh như một đầm nước sâu, tất cả thôn dân đều biết mất một cách kỳ lạ, chỉ để lại một ngôi làng trống không. Nhưng càng như thế, nỗi bất an trong lòng đường Tuấn càng thêm mãnh liệt. Ngài Trung, sao ngài lại tới đây? Chính vào lúc này, từ phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Kẻ lên tiếng là Tiêu Hoàng. Đường Tuấn hơi biến sắc, dẫn Lục Tiểu Huyên đi đến phía trước. Lúc này, đám người tiêu hoàng và trang minh mẫn đang đứng trên quảng trường giữa thôn. Bấy giờ, vị thư ký trưởng của bộ vệ sinh là tiêu hoàng đang khom lưng chào một người trước mặt, vẻ mặt vô cùng cung kính. Đó là một người đàn ông trung niên độ tứ tuần, người đàn ông diện Âu phục gọn gàng, đeo gọng kính vàng, tóc tai trải chuốt đầy kỹ lưỡng, chắp hai tay sau lưng, tác phong đầy vẻ lãnh đạo. Vẻ mặt đường Tuấn hơi thay đổi, anh cảm nhận được chân khí trên cơ thể người đàn ông đó, sức mạnh đã đạt đến đỉnh cao nhất của cảnh giới chân khí, cách thần hải chỉ còn một bước. Ba người Lưu Thế Giang, Vương Trọng Quang và Ngô Chí Khải cũng từ ba hướng đi đến quảng trường, đứng cùng một chỗ với Đường Tuấn. Tiêu Hoàng, anh tới sớm hơn tôi, có thu hoạch gì không? Ngài Trung hỏi. Tiêu Hoàng thoáng đứng thẳng người dậy, vẫn giữ vẻ cung kính, đáp, Ngài Trung, ban đầu chúng tôi kết luận, chuyện lần này là do vi rút nào đó gây nên, có tính lây lan vô cùng lớn chương 1033, không biết vì sao lần này ngài đường lại đến đây. Anh ta chỉ vào Trang Minh Mẫn đứng bên, nói, vị này là giáo sư Trang Minh Mẫn, chuyên nghiên cứu về virus. Về suy đoán này, chúng tôi đã có được những chứng minh sơ bộ. Trang Minh Mẫn, tôi đã từng nghe tên của ông, quả là chuyên gia về y học virus hạng nhất nhì. Ngài Trung thản nhiên nói, nếu ông cũng nói thế rồi, vậy chuyện này nhờ ông vậy. Có điều, chuyện này dính líu đến một bí mật, trước đó ngành chúng tôi có cử vài người tới điều tra, cũng lần lượt mất tích, cho nên lần kế tiếp tôi sẽ tham gia. Tiêu Hoàng, hẳn là anh không ngại nhỉ. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Tiêu Hoàng trở nên nghiêm nghị, liên tục lắc đầu. Trang Minh Mẫn vẫn còn đôi chút chưa rõ nguyên do. Tiêu Hoàng là bí thư của Cục Vệ sinh, với anh ta mà nói, thân phận này đã rất cao quý, nhưng bây giờ Tiêu Hoàng lại vô cùng cung kính ngài chung trước mặt này, đương nhiên là thân phận của đối phương cao hơn anh ta nhiều. Tiêu Hoàng thấy thế, thầm than một tiếng, thấp giọng ghé tai Trang Minh Mẫn nói, ngài trung tới từ nghịch luân, thân phận và địa vị vô cùng đặc biệt, bàn về chức vị thì cao hơn tôi một bậc. Tuy Trang Minh Mẫn hãy còn chưa hiểu, dù vậy với ông ta mà nói, phía nghịch luân đó quá mức xa vời. Nhưng điều đó cũng không ngăn ông ta quen biết ngài trung, chỉ bằng mấy câu cao hơn Tiêu Hoàng một bậc là đủ để ông ta coi trọng anh ta. Xin ngài trung yên tâm, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi nhất định có thể nghiên cứu ra biện pháp giải quyết thích hợp. Trang Minh Mẫn vội vàng bảo đảm, nói xong, ông ta còn cố ý liếc Đường Tuấn một cái, khá là đắc ý, tựa như đang mượn việc này để khoe khoang. ngu ngốc, Đường Tuấn cười một tiếng. sắc mặt cả đám Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn lập tức trở nên khó coi. ngài chung, thằng cha họ Đường đó tới làm loạn. Lục Tiểu Huyên bên cạnh anh ta vốn là học trò của tôi, nhưng vào mười mấy phút trước đã bị nhiễm loại virus đó vì để an toàn tôi đã để con bé ở ngoài thôn một mình không ngờ anh ta lại dẫn nó vào trang minh mẫn nói với giọng điệu không thân thiện tới lúc đó nếu mà có chuyện gì xảy ra ai sẽ chịu trách nhiệm tôi đề nghị ra mấy người họ lại trước sau đó chờ tới lúc tôi nghiên cứu ra phương án giải quyết loại virus này rồi hắn xử trí bọn họ ngài trung vừa định gật đầu nhưng khi tầm mắt anh ta rơi vào khuôn mặt đường tuấn cả người lại hơi run rẩy sau đó lại đi đến chỗ đường tuấn dưới ánh mắt không khỏi kinh hãi của đám người tiêu hoàng và trương minh mẫn cung kính gọi ngài đường ừ đường tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói anh là người của nghịch luân à ngài trung đáp đúng vậy tôi tên trung lâm là người bên phía nghịch luân cử đến phụ trách lần này đường tuấn nói chuyện lần này quả thực có hơi kỳ lạ nghịch luân tham gia cũng phải thôi trung lâm chợt nói không biết vì sao lần này ngài đường lại đến đây câu trước vẫn còn mang theo đôi chút cung kính, nhưng rõ ràng câu sau đã mang vẻ không thân thiện. Trường 1034 hòa thượng câm bị thương rồi. Anh đang đe dọa tôi à? Đường Tuấn Như đang cười nói. Trung Lâm lắc đầu, đáp chẳng qua tôi nói sự thật mà thôi. Không chỉ chúng ta, mà còn rất nhiều người cũng không muốn thấy ngài đường tiếp tục như thế. Hy vọng ngài đường tự mình hiểu được, rất nhiều thế gia và tông phái ở ẩn không phải không dám đối địch với anh, mà là không muốn. Tôi cũng nói hết những lời cần nói rồi, hy vọng anh đừng có thể suy tính thêm. Đôi khi có sức mạnh cũng không nhất định là chuyện tốt. Hiện tại anh có mọi thứ, xem như mạnh đấy, nhưng trong mắt vài người, chờ tay là có thể diệt. Trung Lâm ung dung nói. Đám người Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn đã xem đến nở người ra được một lúc lâu, hoàn toàn chẳng hiểu rốt cuộc giữa Đường Tuấn và Trung Lâm có mối quan hệ ra sao. Sau khi nghe anh ta nói xong, Đường Tuấn không kìm được bèn lắc đầu bật cười cho dù tôi quá ngạo mạn và rốt nát thì sao nào? Ngay cả Tống Hữu Đức tôi còn dám giết, lẽ nào không dám giết anh? Trong giọng nói của Đường Tuấn mang theo vẻ lạnh lùng và sát ý. Vẻ mặt Trung Lâm lập tức cứng đờ. Dù có rốt nát đến đâu đi nữa, anh ta cũng không cho rằng thân phận của mình quan trọng và cao quý hơn Tống Hữu Đức. Vút, tiếng xé gió vang lên. Trên con đường núi xa xa của thôn Thanh Thủy xuất hiện vòi rồng đầy bụi bặm màu vàng tựa như có một bóng người đang chạy bên trong vòi rồng khiến người khác cảm nhận được tốc độ vô cùng điên cuồng chỉ trong vài cái chớp mắt vòi rồng bụi bặm kia đã thổi đến trước mặt đám người đường tuấn dừng lại một cách ngang ngược hòa thượng câm đường tuấn nhìn tiểu hòa thượng mặt mũi hiền lành người mặc áo tăng màu vàng nhạt trước mặt có hơi ngạc nhiên và nghi ngờ gọi anh ta tiểu hòa thượng chắp hai tay vẻ ngoài bình thường mang đến cho người ta một cảm giác chất phác đôi môi của anh ta mím lại thật chặt không nói được. Trên áo tăng cũ kỹ màu vàng nhạt nhuộm đầy vết máu đỏ thấm. Tuy rằng khí tức của anh ta nhìn thì mạnh mẽ đấy, nhưng đường tuấn vốn nhạy cảm đã nhận ra trong sự mạnh mẽ đó ẩn chứa sự suy yếu. Hòa thượng câm bị thương rồi. Hòa thượng câm đi theo sư phụ là thiền sư Long Quy để tu luyện cơ thể đại kim cương của nhà Phật. Nghe nói sức mạnh của cơ thể này chỉ thua kém đạo thể, nhưng anh ta lại bị thương. Anh ta và thiền sư Long Quy thân thiết như cha con, gắn bó như hình với bóng hóa thượng cầm ở đây, còn thiền sư Long Quy ở đâu? Đường Tuấn chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, anh đã lập tức biết được câu trả lời. Chỉ thấy sau khi hòa thượng cầm đến đây không lâu, phía sau anh ta không xa đã vang lên tiếng sấm đùng đùng. Tiếng sấm rền vang đó đến từ tiếng bước chân người. Tiếng bước chân của một người không thể tạo ra âm thanh lớn như thế, nhưng nếu của 500-600 người thì sao? Trường 1035, trùng nhất là ai? sau lưng hòa thượng câm, có một đội ngũ đông nghịt có chừng 5-600 người tràn đầy khí thế, hung hăng tiến đến. Bọn họ trai gái già trẻ đều có, quần áo trên người gần như giống hệt nhau, đều là quần áo cố kỹ được chắp phá. Trông bọn họ rất đối bình thường, nhưng mỗi một bước đạp trên mặt đất cũng có thể phát ra những tiếng rền nhỏ, bước chân lên xuống gần như là cùng lúc, tạo thành tiếng sấm rền cuồn cuộn. Ánh mắt đường Tuấn dần đông lại, điều bất ngờ là 5-600 người này đều là võ giả nội kinh thấp nhất là mới luyện nội kinh, cao nhất chẳng qua là nội kinh hậu kỳ. Nhưng lúc này, âm thanh do bọn họ tạo ra không thua gì cao thủ của cảnh giới thần hải. Đôi mắt của hơn 500 người rút lại thành một điểm xanh sẫm, tụ chung vào một chỗ, tựa như những con đom đóm màu xanh biếc. Trùng vu, đường tuấn nhỏ giọng tự thì thầm, sát ý điên cuồng hiện lên. Hơn 500 người này đều đã bị trùng vu ký sinh. Đã thế, thân phận của những người này đã không còn khó đoán chính là người dân ban đầu của thôn Thanh Thủy. Toàn bộ hơn 500 thôn dân đều gặp nạn, không sót một ai. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Trung Lâm theo bản năng lùi về sau một bước. Xảy ra chuyện gì thế này? Trung Lâm ngơ ngác, hỏi bằng giọng nghẹn ngào. Kha, hòa thượng thối, anh dám chạy hả? Một tiếng hét đầy sự khinh thường tuy xa mà gần truyền đến. Một lát sau, một người đàn ông với sắc mặt tái nhợt, mặc trường bào kỳ lạ xuất hiện phía sau đám người, Gã ngồi trên cái thúng được làm từ vài thanh gỗ thô sơ, cái thúng được gánh trên đầu vai của bốn người. Khí tức của bốn người nọ mạnh hơn nhiều so với 500 thôn dân của thôn Thanh Thủy, có thể cũng là cao thủ tông sư của cảnh giới chân khí. Nhưng lúc này, đôi mắt của bốn người họ cũng hiện lên ánh sáng màu xanh biếc. Sơ thắng, khiếu nhật, minh kế, thiện thước, thấy bốn người nọ, Trung Lâm lại kêu lên từng tên một. Bốn người đó chính là nhân viên mà Nghịch Luân đã sai đến điều tra chuyện của thôn Thanh Thủy lúc trước. Đó là, trùng nhất, Ngô Chí Khải nhìn gã đàn ông ngồi trên thúng, cứ như một vị hoàng đế mặt mày trắng bệch đang ngự giá thân trinh, gọi to lên. Trùng nhất là ai? Lư Thế Giang hơi biến sắc, không nhịn được hỏi. Ngô Chí Khải giải thích, một mạch của trùng vu lấy, trùng, làm họ, lấy số làm tên, số càng xếp trước thì năng lực càng mạnh, trùng nhất chính là người đứng đầu trong lứa trẻ tuổi của một mạch trùng vu, có thể xếp vào trong số 20 người trẻ tuổi và mạnh nhất của vu môn. Giáo sư Trang, ông có chắc chắn không? Tiêu Hoàng nhìn vào đôi con ngươi xanh biếc ấy, hỏi nhỏ. Da đầu của Trang Minh mẫn tê dại, lấy hết dũng khí của cơ thể ra để cất lời, phải nghĩ cách để bọn họ bình ổn trở lại, chỉ cần cho tôi nửa tháng. Tôi có thể nghiên cứu ra kháng thể thích hợp, để bọn họ trở lại bình thường. Audio điện tử võ tấn bền chương 1036, sao anh ta dám giết người như thế? Đương nhiên anh biết mưu kế của trùng nhất, nhưng anh cũng hết cách. Có thể trong đám cư dân thôn Thanh Thủy thật sự có mấy người có thể cứu được, nhưng lúc này anh vốn không có thời gian. Cho dù y thuật hiện tại của anh có thể gọi là may mắn, nhưng cũng chẳng thể làm được. Nếu gặp phải loại người như trùng nhất, thế thì anh sẽ không bỏ qua, chỉ có thể dùng việc giết ngăn lại việc giết. Nếu như hôm nay không ra tay giết người, e rằng đám người trang minh mẫn cũng không trốn thoát khỏi thôn thanh thủy được. Bị đường Tuấn quét mắt sang, đám người lập bị dọa phải lùi lại mấy bước, trong phút chốc thật sự không dám nói nữa. Đường Tuấn nhìn vào hòa thượng cầm bên cạnh, hỏi tiểu hòa thượng, có biết đậu người không? Hòa thượng cầm thoáng sửng sốt, sau đó đã biết ngay đường Tuấn muốn làm gì. Anh ta trầm ngâm một lát, sau đó nặng nề gật đầu. Anh ta chỉnh lại áo tăng, ngồi xếp bằng xuống, chắp hai tay, khuôn mặt nghiêm nghị y như Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay, tôi giết người, anh đậu người. Đường Tuấn thấp giọng thì thầm. Lên. Thấy thế, trùng nhất vội vàng thúc giục thôn dân bắt đầu ra tay. Hơn 500 vị võ giả nội kinh, đủ cho đường Tuấn giết đến cạn chân khí. Kinh khủng hơn đó là nghiệp sát xanh khổng lồ sẽ sinh ra tâm ma, tâm ma sẽ phá hủy ý chí võ đạo của đường Tuấn. Dưới sự khống chế và chỉ huy của trùng nhất, Chừng 10 người hoặc 30 người trong hơn 500 thôn dân thành lập thành một tiểu đội, hợp thành một sát trận nhỏ, thay nhau tấn công phòng thủ, đủ sức phát huy sức mạnh lên gấp mấy lần. Đặc biệt là bốn nhân viên làm việc của Nghịch Luân đó cũng hợp thành một sát trận, dưới sự phối hợp ấy, mỗi một đòn tấn công đều đủ sức khiến cao thủ chân khí cảnh hậu kỳ bị thương. "Giết." Vẻ mặt Đường Tuấn bình tĩnh, thốt ra một chữ từ trong miệng. Bừng bừng sát ý. Lần này, Đường Tuấn gần như đã dốc toàn lực mà ra tay. Tựa như bạo long cổ xưa vậy. Vào lúc anh xông vào giữa đám người, nguyên khí bùng nổ, mỗi một đòn đánh ra cũng có thể đánh tan một sát trận, mấy thôn dân bị đánh lìa tay lìa chân, đầu cũng bị đánh tan nát. Chỉ có như thế mới có thể ngăn chặn tận gốc việc bọn họ sẽ lại bị trùng nhất khống chế lần nữa. 10, 50, 100 người. Đường Tuấn hợp với thiên nhân, dường như sức mạnh đã hoàn toàn nở rộ, hà hơi cũng có thể giết người. Gần như mỗi một giây đều có thôn dân lìa đời số lượng người chết đang tăng lên với tốc độ đáng sợ. Mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, dịch máu hầu như đã tụ thành một dòng suối nhỏ. Đường Tuấn tắm máu chiến đấu, vô số máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo anh, giống như một ma thần đang giết người vô số. Đây, đây, đám người tiêu hoàng và trung lâm như chẳng dám tin tưởng, nhìn vào đường Tuấn giữa đám người như đang nhìn ma quỷ. Trường 1037 kết thúc rồi. Ngay cả Lưu Thế Giang và Vương Trọng Quang cũng biến sắc theo, cuối cùng than thở một tiếng, nhắm hai mắt lại, tựa như không đành lòng nhìn cảnh tượng đó. Tuy Ngô Chí Khải cũng là cao thủ thần hải, tính tình kiên định không giống người thường, nhưng lúc này tâm trạng vẫn run rẩy. Nói và làm là hai việc khác nhau, ông ta nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng không ngờ rằng cách làm của Đường Tuấn lại dứt khoát và tàn bạo đến thế. Mặc dù ông ta biết như vậy mới là cách tốt nhất, nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận nổi. Lục Tiểu Uyên và mấy cô gái khác đã liên tục nôn mửa, sau cùng không nôn nổi nữa, sụi lơ ra đất. Trong những người ở đây, chỉ có mỗi Hòa Thượng Câm là giữ được sắc mặt bình tĩnh. Miệng anh ta mấp máy như đang đọc kinh văn. Trong trời đất vang vẳng tiếng phạn, như là khúc quân hành, lại như khúc thơ tụng, khiến người khác sinh lòng chắc ẩn. Cùng với tiếng phạn vang lên, trong đất trời dường như có một sức mạnh vô hình vô chất rơi xuống, gia tăng phòng thủ lên người Hòa Thượng Câm trên cơ thể anh ta hiện lên từng đốm sáng cuối cùng càng lúc càng nhiều thêm cơ thể hòa thượng câm như được mạ một lớp bụi vàng như kim thân của phật trong miếu thờ sắc mặt anh ta càng tỏ ra nghiêm nghị trong ánh mắt như chỉ có đại từ đại bi và không biết sợ anh ta và đường tuấn tạo thành hai thái cực trái ngược đường tuấn như ma đầu giết người như ngóe còn hòa thượng câm lại như phật tử siêu độ chúng sinh gã họ đường kia anh không sợ bị nghiệp sát xanh quấn lấy người sao Lẽ nào tim của anh là sắt đá sao? Sau khi đường Tuấn đã giết hơn 300 người, âm thanh hơi sợ hãi của chúng nhất lại vang lên lần nữa. Gã xuất thân từ vu môn, tuy rằng giết người cũng nhiều, nhưng chưa từng giết giống kiểu của đường Tuấn. Dù là gã cũng sẽ có đôi chút sợ hãi. Nghiệp sát xanh quấn lấy người. Ha ha, đối với việc này, đường Tuấn chỉ cười lạnh một tiếng. Sau khi số người bị giết vượt qua 100, bồ đề tâm của anh thật sự đã sinh ra cơn chấn động dường như có xu hướng sụp đổ. Đây là điểm báo cho việc tâm ma được sinh ra, nhưng rất nhanh, ý chí tâm ma đã tạm thời bị ý chí võ đạo của anh áp chế. Tuy rằng như thế có thể sẽ cản trở sự tu hành võ đạo của anh, nhưng anh đã không còn đường lui. Đường Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy máu tươi đã tạo thành dòng suối nhỏ chạy dọc trên con đường. Vô số tay chân bị đứt lìa xếp thành một ngọn núi nhỏ, hòa thượng câm ngồi xếp bằng ở tiết bên kia, ánh vàng bao phủ, mặt mày trang nghiêm. Hòa thượng, thân thể đại kim cương của anh chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, hôm nay tôi tặng công đức độ người cho anh, giúp anh đạt được kim thân." Đường Tuấn nhỏ giọng thì thầm. Trên khuôn mặt trang nghiêm của Hòa thượng câm lộ vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. "Tốt," Đường Tuấn nói. "Kết thúc rồi." Đường Tuấn nhắm mắt, cả người trở nên lơ lửng, nguyên khí toàn thân dâng lên như nước lớn, như thái dương rực rỡ, trên người anh nở rộ ra tia sáng vô cùng chói mắt chương 1038, thiên nhân hợp nhất. Đến cuối cùng, vào lúc cả người đường tuấn chìm trong tia sáng chói mắt, anh dùng tư thái vô cùng hung hãn đập xuống từ không trung. Âm, um, luồng ánh sáng nện xuống giữa đám cư dân ở thôn Thanh Thủy, những thôn dân cùng lắm chỉ ở nội kinh hậu kỳ chẳng chống chịu nổi dù chỉ một giây, đã bị chìm ngập trong nguyên khí dữ tợn. Ánh sáng ấy là nguyên khí của đường tuấn biến thành, mỗi một chùm sáng không nặng như núi thì cũng sắc bén như kiếm thần mỗi một chùm đều đủ sức xiết cả tông sư đám người trang minh mẫn bị tia sáng trói mắt làm cho mù tạm thời chờ khi ánh sáng tản đi vào lúc bọn họ khôi phục lại thị lực cuối cùng cũng trông thấy cảnh tượng trước mắt chỉ thấy trong đống thi thể tạo thành từ những cái xác lìa tay lìa chân đường tuấn đang đứng chắp tay ngạo nghễ chẳng biết có phải là ảo ảnh hay không ai nấy đều lờ mờ trông thấy có một cầu vồng màu máu quấn quanh người anh bao chặt lấy anh nhưng khi mọi người nhìn lại lần nữa cầu vồng máu đã biết mất không còn tăm hơi. Mà ở một phía khác, hòa thượng câm tựa vào không khí trôi nổi lên, ngồi trên khoảng không, cơ thể tỏa ra ánh vàng bất tận, tiếng phạn hát vang quanh người anh ta. Anh ta mở mắt, trong con người không vui không buồn, nhìn cả người đường tuấn nhuộm đỏ máu tươi, nặng nề hành lễ rồi sau đó cưỡi không khí rời khỏi. Kết thúc rồi sao? Mấy học trò của Trang Minh Mẫn vốn vẫn cầm điện thoại muốn thu lại mọi cử động của Đường Tuấn, xem như là bằng chứng tố cáo anh nhưng cũng không biết từ khi nào, dụng cụ thu hình trong tay bọn họ đều đã rơi xuống đất, có vài người còn sợ hãi đến độ không kiềm chế được sinh lý. Nhưng chẳng có ai lên tiếng chế nhạo, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả cảnh tượng trước mắt này, chỉ có tận mắt chứng kiến mới biết cảnh tượng này kinh khủng đến nhường nào. E rằng trong những ngày dài sau này, cảnh tượng ấy sẽ trở thành ác mộng của bọn họ, nửa đêm tỉnh giấc nghĩ đến sẽ không thể chợp mắt nổi. Anh ta không phải là người, Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói. A, à, lúc này, một âm thanh thê lương chẳng biết vì sao lại vang lên. Trong biển máu với núi thi thể như bãi tu la, từng con trùng với đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh sẫm từ khắp nơi bỏ ra, sau đó tụ lại một chỗ, hợp thành một cơ thể người. Nhìn dung mạo, chính là trùng nhất trước đó. Chẳng qua vào lúc này, người trẻ tuổi đứng đầu của trùng vu nhất mạch mặt mày vô cùng tái nhợt, khí tức huệ oải vô cùng, chỉ còn sức để tiến vào đầu cảnh giới thần hải, trong đôi mắt trắng bạc lộ ra vẻ hoảng sợ vừa nãy khi đường tuấn bùng nổ chiêu cuối phát ra vầng chân khí đại nhật đó trung nhất đã cảm nhận được sự nguy hiểm không gì sánh bằng chủ động giảm bớt sự khống chế đối với những thôn dân ấy dự định khống chế vô trùng để chạy trốn thế nhưng dưới sự chiếu rọi bởi vầng chân khí đại nhật gã như bị trời đất gạt ra ngoài dường như mọi thủ đoạn chạy trốn cũng mất hết tác dụng không thể né tránh thiên nhân hợp nhất trung nhất như không dám tin đọc ra những từ này đường tuấn không đáp quay đầu lại hỏi Ngô Chí Khải, "Trùng mẹ có ở đây không?" Ngô Chí Khải hơi nghi ngờ, sức mạnh và cảnh giới của Đường Tuấn chỉ mạnh chứ không hề thua kém ông ta, sao lại không cảm nhận được trùng mẹ nhỉ? Nhưng ông ta không nghĩ nhiều nữa, cảm ứng với trùng nhất một lát rồi nói, "Trùng mẹ ở trên người gã. "Ừ," Đường Tuấn thấp giọng đáp. Chương 1039 Trung Tâm Thức Hải. Trùng nhất nhanh chóng cảm nhận được xung quanh cơ thể như biến thành một tấm sắt vô cùng cứng rắn mà vào lúc này, tấm sắt đang liên tục áp sát. Âm, um, âm, um, âm, um. từng con vô trùng nổ tung, liên tục vang lên như tiếng pháo dây. Đến cuối cùng, trùng nhất chỉ kịp phát ra một tiếng kêu không cam lòng, cả đầu cũng bị nổ tung. Đường Tuấn vẫn giữ nguyên động tác túm trong không khí, ánh mắt nhìn trời hơi mờ mịt. Tinh thần lực vốn có màu trắng ngà như đã nhuốm một vầng máu đỏ lờ mờ, mỗi giây mỗi phút đều có tiếng kêu la và oán niệm không ngừng vang lên trong đầu anh. Trung tâm Thức Hải. Ngọc trụ thần bí lơ lửng ở phía cao cao, phóng to ra vô số lần, tựa như cột chống trời. 99 chữ cổ khó hiểu rộ lên ánh sáng, quấn quanh ngọc trụ. Nếu không có hai loại vật thần đó, lúc này hẳn là đầu của anh đã bị sát niệm kinh khủng bao trùm lấy đến mức vỡ tung. Nhưng dù là thế, Bồ đề tâm của anh đã rơi vào vũng bùn mà trước kia chưa từng có, cảm nhận về nguyên khí trời đất cũng bị đình trệ so với trước đây, ngay cả việc khơi thông nguyên khí cũng hơi khó khăn đã không còn cách để đạt đến cảnh giới thiên nhân giao cảm nữa. Đây cũng là hậu quả, hậu quả của việc anh giết hơn 500 người cùng lúc. Cho dù những người đó đều đã bị trùng vô ký sinh, nhưng những oán niệm và sát niệm đều do anh gánh vác. Ôi, đường Tuấn nhẹ nhàng than một tiếng, chậm rãi rút tay về. Cảnh giới của anh bây giờ rất tệ hại, đây cũng là nguyên nhân khiến anh vừa nãy phải nhờ ngô trí khải. Bí thư tiêu, ngài chung, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vào lúc đường Tuấn nhìn lại, cả người Trang Minh Mẫn đang run lên, như rơi vào hầm băng. Ông ta chợt nhớ đến thái độ thù địch của mình đối với đường Tuấn trước đó, lại hơi lo sợ đường Tuấn sẽ thẳng thừng ra tay giết ông ta. Tiêu Hoàng lắc đầu, nhìn về phía Trung Lâm. Trung Lâm cũng lạnh lẽo cả người giống vậy, nhưng suy cho cùng cũng đã từng tập luyện võ đạo, trạng thái tốt hơn hai người kia rất nhiều. Anh ta nhìn kỹ đường Tuấn rồi nói, chuyện này quá nghiêm trọng rồi, đã không phải việc tôi có thể làm chủ được mang những thứ đã thu hình vừa nãy giao lại cho tôi tôi muốn giao lên trên để cho người bên trên ra quyết định anh ta nói với đường tuấn ngài đường chuyện này vừa mới bắt đầu trước đó tôi từng khuyên anh hy vọng anh đã chuẩn bị tốt để gánh vác hậu quả nói xong anh ta lấy điện thoại ra lại chụp thêm vài tấm hình sau đó thì dẫn người rời khỏi trước khi rời đi tiêu hoàng lạnh lùng nhìn đường tuấn ánh mắt tràn đầy díu cợt và lạnh lùng Trường 1040 anh ta chỉ dùng một tay đã đánh bại được Mục Văn Phong. Trên khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt lộ ra vẻ do dự, lẳng lặng nhìn về phía đường Tuấn. Đường Tuấn cười nói cô về với ông ta đi. Lúc này Lục Tiểu Uyên mới gật đầu đồng ý. Chờ sau khi đám người Tiêu Hoàng và Trung Lâm rời khỏi. Hai người là Lưu Thế Giang và Vương Trọng Quang không nhịn được hỏi, Đường Tuấn, cậu không sao chứ? Trạng thái của cậu hình như có chút không ổn. Ngô trí Khải nhíu mày, muốn nói lại thôi. Lư Thế Giang và Vương Trọng Quang chỉ là cảnh giới chân khí, đến cả bọn họ cũng có thể nhận ra Đường Tuấn có vấn đề, có thể thấy vào lúc này, trạng thái của Đường Tuấn kém đến nhường nào. Đường Tuấn lắc đầu, vẫn nhìn vào đống cánh tay bị đứt đầy thảm bại tạo thành bãi tu la trước mặt, nhẹ giọng nói, không sao, ông ngô, phiền ông dẫn bọn họ về trước nhé. Hai người Vương, Lư muốn hỏi thêm nhưng bị ngô trí khải dùng ánh mắt cản lại. Cậu tự mình cẩn thận đấy. Ngô Chí Khải nhắc nhở. Trong lòng ông ta có một loại dự cảm, dường như chuyện ở thôn Thanh Thủy vẫn chưa kết thúc. Ngô Chí Khải đã nhanh chóng dẫn hai người vương, lưu rời khỏi, chỉ chưa lại đường tuấn cùng với bãi địa ngục Tu La trước mặt. Giết người trong một ý nghĩ, cứu người trong một ý nghĩ. Một lúc lâu sau, đường tuấn thở dài, lẩm bẩm với chính mình. Âm, um, núi thi thể của gần 600 người tạo thành đột nhiên phực cháy, ngọn lửa cháy hừng hực, tự bành trướng mà chẳng cần đến gió, trong chớp mắt đã lập tức lan ra, cuốn phanh mọi vết máu tanh tưởi. Dòng suối từ máu và dịch bị bốc hơi thành sương máu, vô số đoạn tay chân đứt lìa bị thiêu rụi, điều quỷ dị chính là ngọn lửa tựa như bị một cái lồng vô hình kiểm soát ở một phạm vi nào đó nên không hề lan ra bên ngoài thôn Thanh Thủy. Trận lửa thiêu kéo dài hai ngày hai đêm, cuối cùng, thôn Thanh Thủy biết mất không dấu vết, chỉ sót lại di chỉ của một địa phương bị thiêu rụi. Không biết có phải do nơi đây là vùng hoang vu không, tuy rằng ánh lửa trong trận hỏa hoạn rực sáng cả bầu trời đêm nhưng lại chẳng có ai đến cứu hỏa mà trong suốt hai ngày này hành vi của đường tuấn ở thôn thanh thủy đã bị truyền ra những đoạn thu hình bởi mấy người học trò dưới chướng trang minh mẫn đã trở thành chứng cứ có hiệu lực nhất được nộp lên trên đầu tiên bởi vì tính nghiêm trọng của chuyện này trung lâm đã bảo họ giữ mồm không cho phép lưu truyền và phát tán tin tức lên mạng xã hội nhưng chuyện này vẫn thông qua vài ngõ bí mật mà bị rất nhiều người biết đến trong đàn tràng của cổ hồng lĩnh, ầm, um, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, cơ thể như một con diều giấy bị đứt dây mà rơi xuống đất, liên tục ói máu. Người này chính là mục văn phong của cổ hồng lĩnh, anh ta đã tiến vào thần hải vào mấy tháng trước. Đối diện với anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi có diện mạo tuấn tú, mắt sáng như sao, vát ra một vẻ tà mị. Người đàn ông trẻ tuổi chắp một tay sau lưng, một tay đặt trước người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Anh ta chỉ dùng một tay đã đánh bại được Mục Văn Phong. Quá yếu, đây chính là thiên tài mà mấy người gọi đó sao? Không chịu nổi một đòn, người đàn ông trẻ tuổi khinh thường nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1041, sư thúc, lẽ nào anh ta nói thật sao? Ha ha, anh đang nói đến cái vị hậu thiên đạo thể chứ gì? Người đàn ông trẻ tuổi như nhìn thấu tâm tư của Mục Văn Phong. Cười khẩy nói, tiếc là bây giờ anh ta khó có thể tự bảo vệ mình rồi. Cái gì? Mục Văn Phong và Huyền Long Tử đồng thời nói bằng giọng kinh ngạc. Tuy rằng gã đã giết trùng nhất, nhưng thân cũng mang mấy trăm nghiệp sát sanh nợ máu, giờ phút này e rằng đã rớt khỏi cảnh giới thiên nhân giao cảm rồi, có thể duy trì cảnh giới thần hải được hay không đã là chuyện khó nói. Ánh mắt người đàn ông trẻ tuổi trở nên thâm thúy, tựa như có thể nhìn xuyên qua bầu trời minh mông anh ta cười nói, cái tên trùng nhất đó tuy bất tài nhưng dù gì cũng là thiên tài của trùng vu nhất mạch, sao có thể bị giết dễ dàng như vậy? Không thể nào, Mục Văn Phong và Huyền Long Tử không nhịn được hỏi, rốt cuộc anh là ai? Người đàn ông trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng, nói tôi tên Vu Trấn Linh. Nhớ ký tên này, lần gặp kế tiếp, cái tên này sẽ vang danh khắp giới võ đạo ở nước Việt Nam. Không chỉ cổ hồng lĩnh mà tất cả môn phái võ đạo và thế gia đều phải cúi đầu dưới chân tôi sau đó, tôi sẽ giết chết anh ta, lấy lại đồ của tộc tôi. Vu Trấn Linh, Mục Văn Phong và Huyền Long Tử thều thảo nói. Khi bọn họ nhìn lại lần nữa, người đã không còn tâm hơi. Sư Thúc, lẽ nào anh ta nói thật sao? Mục Văn Phong hỏi. Ánh mắt Huyền Long Tử lóe lên rồi nói, lấy, Vu, làm họ, theo như hiểu biết về thủ đoạn của trùng Vu Nhất Mạch, có lẽ anh ta là hậu duệ của Vu Môn. Thân phận như vậy không cần phải nói dối với chúng ta. Mục Văn Phong lại hỏi, vậy còn Đường Tuấn? Huyền Long tử thở dài không nói tiếp, dưới dòng chảy lớn của thời đại này, cổ hồng lĩnh của ông ta chẳng là gì cả. Trên một ngọn núi nhỏ tại biên giới nước Việt Nam, ba người đàn ông với tuổi tác sắp xỉ, ước chừng đều độ 30 tuổi đang ngồi ở ba hướng khác nhau. Một kẻ âm u quỷ khí, khí tức lạnh như băng từ bên trong gã khuếch tán ra ngoài. Một kẻ vóc người thẳng tắp, khiến người khác cảm nhận được năng lực tiềm tàng trên đầu gối của anh ta có đặt một thanh kiếm dài mà kẻ cuối cùng thì trường y phấp phới tóc dài ngang vai mang đến cho người khác một cảm giác rộng rãi phóng khoáng không ngờ rằng trời đất này vẫn có thiên tài được sinh ra thật giọng nói đầy quỷ khí âm u của người đàn ông như hai khối băng lạnh đang ma sát nhau lộ ra cảm giác chói tai quả nhiên không hổ là cậu long của nghịch luân lại có thể ngang tài ngang sức với hai người chúng tôi đến cả tôi cũng không thể không nể phục người đàn ông tóc dài đến vai cười nhẹ rồi nói đất trời này to lớn và diệu kỳ hơn tưởng tượng của các anh đấy các anh một là quỷ tử của phe phái huyền minh quỷ một là kiếm đài thiên sinh của kiếm môn tài năng xuất chúng dĩ nhiên là thành tựu trong tương lai không thua kém tôi nếu không phải cần thiết tôi thật sự không muốn đối địch với các anh con đường võ đạo minh mông tôi cần phải có người đồng hành mới không thấy cô đơn người này được gọi là sao kim rực sáng của nghịch luân cậu long Quỷ tử hư lạnh một tiếng, sắc mặt không hòa nhã nói, nếu tất cả mọi người ai cũng biết thước thời giống anh thì tốt thật. Lúc trước, giới võ đạo các anh có một người tự xưng là hậu thiên đạo thể còn dám giết cả tạ nam của tuyết hồng thảo đường, hơn nữa còn nói năng bậy bạ rằng muốn khiêu chiến với các đại thế gia và tông phái chúng tôi, xúc phạm uy nghiêm của chúng tôi. Nếu như anh thật lòng muốn chung sống hòa bình với chúng tôi, vậy hãy đưa thi thể kẻ đó đến đây, chúng tôi đưa anh ta về không chừng có thể làm dịu đi lửa giận của các đại thế gia và tông phái. Chương 1042, muốn tôi tự phế tu vi ư? Cảnh tượng đó cũng xuất hiện ở các thế gia võ đạo và các môn phái của nước Việt Nam. Nhà họ Vũ ở Tây Bắc, nhà họ Trình ở phía Nam, nhà họ Tôn ở Đông Bắc, Thiên sư đạo. Sau chuyện xảy ra ở thôn Thanh Thủy thì tất cả mọi người đều đang chờ xem chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Mặc dù nhiều người trong bọn họ đều phát hiện ra manh mối từ chuyện này, ví dụ như từ lúc xuất đạo đến nay tuy đường Tuấn đã giết không ít người nhưng mà chưa bao giờ giết oan người vô tội, vì sao lần này lại biến thành tu la giết sạch 600 mạng người chứ? Nhưng những câu hỏi này không có cách nào giải thích được, chỉ có thể chìm xuống trong vô số nghi vấn trái chiều khác. Đa số những ai biết chuyện này đều hận không thể lóc xương xẻ thịt đường Tuấn, còn về sự thật trong đó lại chẳng mấy ai muốn tìm hiểu. Tập đoàn Thiên Thanh và Hiệp hội Y học cổ truyền bị rất nhiều thế lực âm thầm cản trở hoạt động, cho nên rơi vào tình trạng khó khăn, tuy rằng không đến mức phải đóng cửa nhưng đã không còn được tôn trọng như trước nữa. Thậm chí còn có nhiều y sư của hiệp hội mắng chửi đường Tuấn, dứt khoát muốn rời khỏi hiệp hội. Trận hỏa hoạn ở thôn Thanh Thủy không chỉ thiêu dụi những thi thể kia mà còn đốt luôn những chứng cứ chứng minh đường Tuấn trong sạch. Tuy rằng Ngô Chí Hải, Vương Trọng Quang và Lưu Thế Giang đã không ngừng giải thích nhưng mà lại không đưa ra được bằng chứng nên nói gì cũng không ai tin sau đó giáo sư Tây Y nổi tiếng Trang Minh Mẫn còn vì những cống hiến không nhỏ trong sự kiện thôn Thanh Thủy mà được mời vào một viện nghiên cứu nào đó. Đường Tuấn đợi ở tàn tích thôn Thanh Thủy 5 ngày, sau khi thiêu dụi tất cả thì vận chân khí mang bùn đất từ ngọn núi gần nhất tới đắp lên cả thôn. Cuối cùng thì gần nửa ngọn núi kia đã bị anh san bằng, còn tàn tích thôn Thanh Thủy thì có thêm một sườn núi nhỏ, giống như một ngôi mộ làm xong xuôi hết thảy thì tinh thần và thể xác của đường tuấn đều mệt mỏi anh ngồi nghỉ ngơi bên đồi núi nhỏ đã khô lộc cộc tiếng bước chân liên tục vang ra từ trong núi vài giây sau bỗng có năm người xuất hiện ở phía sau cách đường tuấn không xa người ở giữa đi lên mà nói anh đường chúng ta lại gặp nhau rồi người đến là trung lâm mà anh đã gặp mấy hôm trước có chuyện gì giọng đường tuấn có hơi khàn không quay đầu lại mà hỏi mặc dù anh đã cảm nhận được bốn người đi chung với Trung Lâm đều là võ giả thần hải cảnh. Trung Lâm thấy thế thì lạnh lùng nói, anh Đường, để tôi giới thiệu. Bốn người này là nhân viên chấp pháp của nghịch luân, lần lượt tên là Cùng Kỳ, Thiên Cẩu, Tranh và Phì Di. Giọng Trung Lâm lạnh lẽo vang lên, bọn họ theo lệnh của cậu Long tới đưa anh về nghịch luân để tiếp nhận điều tra. Lại tới nữa à, Đường Tuấn chậm rãi đứng dậy. Quay lại nhìn bọn họ rồi cười nói, muốn tôi tự phế tu vi ư. Trung Lâm nhìn thấy dáng vẻ này của Đường Tuấn thì trong lòng không kiềm chế được hoảng sợ. Quần áo trên người anh đầy những vết máu khô tạo thành từng đốm đỏ, trong ánh mắt trong veo lại có sự khát máu, trông rất không bình thường. Tuy gương mặt Đường Tuấn không có biến hóa lớn nhưng lại khiến người ta cảm thấy như anh đã già thêm mười mấy tuổi vậy. Chương 1043 anh lại di chuyển, lần nữa đánh vỡ âm chướng. Nếu anh tự phế tu vi là tốt nhất, chúng tôi đỡ phải tốn sức lực cùng kỳ khẽ nhíu mày rồi nói bây giờ trạng thái của anh rất tệ tinh thần không ổn không phải là đối thủ của bốn người chúng tôi huống chi anh cho rằng lần này chỉ có bốn người chúng tôi ra tay thôi sao cùng kỳ vừa nói xong thì giữa nghi tâm và tim của đường tuấn xuất hiện hai chấm màu đỏ đây là đội bắn tỉa đang ngắm bắn bao vây anh là hai tay súng thiện xạ nhất của nghịch luân chúng tôi đều có tu vi thần hải cảnh đạn họ dùng là loại có tính chất đặc biệt cho dù là võ giả thần hải cảnh bị bắn chúng cũng sẽ bị thương. Cùng kỳ nói một cách hài hước, ánh mắt anh ta giống như nhìn con ngồi đang rơi vào bẫy vậy. Đúng vậy, sáu người chúng tôi đã cùng ra tay thì anh không cần trốn làm gì. Tôi khuyên anh nên tự phế tu vi, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, để chúng tôi khỏi khó xử. Giọng phi di ồm ồm vang lên. Cậu Long nói anh có tội vậy thì anh có tội, phải theo chúng tôi về. Tranh nói. Cậu Long, Đường Tuấn lầm nhầm cái tên này, sau đó bỗng nhiên cười lớn, anh ta nói tôi có tội thì tôi có tội ư. Nếu vậy thì sao anh ta không tự mình đến đây, sợ bị tôi đánh chết gà. To gan, một tên tội phạm thấp kém cần gì đến cậu Long ra tay. Thiên cầu hét lên the thế. Hay cho câu tội phạm, Đường Tuấn cười lạnh, nói, vậy thì, chờ đến lúc tôi vùi thi thể của các người xuống núi mộ này thì để xem anh ta còn nói tôi có tội nữa hay không. Vừa dứt lời thì Đường Tuấn đã ra tay một đám mây màu trắng xuất hiện giữa không trung đường tuấn đánh vỡ âm trướng trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cùng kỳ anh đánh ra một quyền mang theo chân khí màu máu đánh nát phòng ngự của cùng kỳ sau đó xuyên thẳng qua tim một quyền giết chết cùng kỳ đến lúc chết cùng kỳ cũng không tin nổi rõ ràng trạng thái của đường tuấn đã rất kém vì sao còn có thể mạnh đến vậy chứ lùi lại ba người thiên cầu hoảng hốt thấy cùng kỳ bị một quyền đánh chết thì lập tức lùi lại phía sau bọn họ phản ứng không hề chậm nhưng tốc độ của đường tuấn còn nhanh hơn anh lại di chuyển lần nữa đánh vỡ âm trướng trung lâm chỉ kịp nhìn thấy ba bóng người đồng thời xuất hiện trước mặt thiên cầu tranh và phi di sau đó là ba quyền vừa đơn giản vừa thô bạo giống như lúc nãy không trung nổ tung ba tiếng nổ đồng thời vang lên đồng tử ba người thiên cầu tranh và phi di co rụt lại sự sống trong ánh mắt dần dần tan rã cả ba người không ai đỡ được một quyền của đường tuấn đùng, đùng. Đúng lúc đó lại đồng thời vang lên hai âm thanh trầm thấp. Trường 1044 Trung Lâm chỉ có thể cắn răng nói ra hết. Đường Tuấn cúi đầu nhìn hai viên đạn kia. Hai viên đạn này tất nhiên không phải làm từ kim loại bình thường, nhưng thứ chân chính có thể làm anh bị thương lại là hoa văn khắc trên viên đạn bạc kia. Vậy mà những hoa văn đó lại có thể liên kết với nguyên khí, tăng thêm tốc độ và lực bắn cho viên đạn nếu như cơ thể anh không có tu vi hơn xa người thường thì có lẽ đã bị viên đạn kia bắn nổ tung rồi. Đến Trung Lâm nhìn thấy còn hoảng sợ, kêu lên, không thể nào. Đây là đạn săn ma cơ mà. Đạn săn ma, ha ha, đường Tuấn cười nhạt lấy hai viên đạn ra, tinh thần lực trải rộng, cảm ứng một chút rồi anh lại di chuyển. Sau hai nhịp thở thì ở một nơi ngoài 500 mét vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sau năm nhịp thở thì nơi ngoài 1.500 mét lại có tiếng kêu thảm thiết sau bảy hơi thở thì đường Tuấn lại xuất hiện trước mặt Trung Lâm, toàn thân anh đều là máu, nhìn không khác gì ma quỷ. Trung Lâm nhìn đường Tuấn đang đi từng bước về phía mình, cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương sông thẳng lên não. Bốn người cùng kỳ, tranh, thiên cầu và phì di đều là cao thủ thần hải cảnh, cộng thêm hai tay thiện xả thần cảnh ngắm bắn từ xa, đây đã là đội chấp pháp có quy cách cao nhất hiện nay của nghịch luân rồi. Nếu cao hơn nữa thì phải dùng vũ khí hạng nặng hoặc là điều động tới cường giả cấp 1 ở chỗ cậu Long. Nhưng những người đó liên quan rất sâu với nội bộ nghịch luân, rất khó để bọn họ ra tay, nếu họ xảy ra chuyện gì thì sẽ là thiệt hại không thể nào lường được. Dù là vậy thì hôm nay tổn thất 6 cao thủ thần cảnh cũng đã đủ khiến cho nghịch luân tổn thương gân cốt. Dù sao thì để bồi dưỡng ra một cao thủ thần hải cảnh cũng cần phải tốn một lượng tài nguyên khổng lồ. Vì sao đường Tuấn lại trở nên mạnh như vậy? Trung Lâm cảm thấy khó hiểu chẳng phải cùng kỳ nói trạng thái hôm nay của đường Tuấn rất tệ ư, sao còn có thể mạnh như vậy? Vậy nếu vào lúc đường Tuấn mạnh nhất thì cao thủ cấp 1 của cậu Long có thể đánh bại anh ta không? Trung Lâm không nhịn được tự hỏi. Trong lúc anh ta suy nghĩ miên man thì đường Tuấn đã đi tới, chân anh cách mặt đất 3 mét, từ trên cao nhìn xuống Trung Lâm. Còn muốn đánh không? Đường Tuấn bình tĩnh hỏi. Hai chân Trung Lâm mềm nhún, run rẩy nói, anh, anh là ác ma. Đường Tuấn nghe vậy chỉ cười khinh thường, có câu lương y như từ mẫu, nhưng anh cũng không phải người ngu. Lúc giết 600 thôn dân bị vu trùng ký sinh là giết, giết người của nghịch luân cũng là giết. Nếu không giết thì anh sẽ chết. Cậu Long đang ở đâu? Đường Tuấn hỏi. Trung Lâm ngẩn ra, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ. Nói, Đường Tuấn không đợi Trung Lâm do dự suy xét thì đã hét thẳng vào tai anh ta. Ở trảm mã đài, cuối cùng Trung Lâm vẫn nói. Trảm Mã Đài, đó là chỗ nào?" Đường Tuấn nhíu mày mà hỏi. Chương 1045 Tiêu Bân nói không sai. Nghe nói năm đó lúc cậu Long gần như hết phương cứu chữa thì tìm được vài quyển bí điển truyền thừa võ đạo ngàn năm trước trong Trảm Mã Đài, từ đó mà thực lực tăng mạnh, giúp cho căn cơ võ đạo của cậu Long trở nên rất vững chắc. Sau đó cậu Long càng ngày càng mạnh, cậu ấy lấy Trảm Mã Đài làm căn cứ bí mật nhất của Nghịch Luân. Nguyên khí trong Trảm Mã Đài nồng đậm hơn ở bên ngoài. Rất nhiều người ở Nghịch Luân đều phải vào trong đó tu hành mới đột phá, đây đều là công của cậu Long. Bây giờ cậu Long có địa vị lừng lẫy ở Nghịch Luân như vậy không thể không kể tới công của Trảm Mã Đài. Anh ta đến Trảm Mã Đài để làm gì?" Đường Tuấn hỏi. Nói ra chắc anh Đường cũng biết, Vu Môn cùng các đại thế gia và tông môn bí ẩn đã xuất hiện trở lại. Lần này cậu Long mở cửa Trảm Mã Đài, mời truyền nhân của Vu Môn và tông môn thế gia đến. Cậu Long định dùng cách tỉ thí để đàm phán với bọn họ giải quyết đợt rối loạn lần này. Trung Lâm nặng nề nói, cậu Long có phẩm đức và võ đạo hiếm có, lòng mang thiên hạ, không giống anh đường đây giết người lung tung đâu. Dầm! Đường Tuấn vừa phất tay lên thì Trung Lâm lập tức bị một luồng sức mạnh đánh bay ra ngoài. Tuy rằng không bị thương nặng nhưng rất thảm hại. Tôi làm gì không cần anh nhận xét, Đường Tuấn lạnh nhạt nói. Anh, Trung Lâm lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt u ám. Suy nghĩ thật buồn cười. Đường Tuấn cười châm chọc, lười quan tâm đến Trung Lâm. Đúng là cậu Long rất mạnh, nhưng nghĩ rằng có thể dùng sức một người ép phu môn và các thế gia tông môn cúi đầu thỏa hiệp thì tuyệt đối không thể nào. Vì dù sao những người đến trảm mã đài lần này cũng chỉ là người kế thừa của các tông môn thôi chứ không phải chủ tông môn, họ không có quyền quyết định hướng đi của gia tộc. Sự kiện trời đất xoay chuyển đã bắt đầu, ai có thể cam tâm rời bỏ nơi phồn hoa này chứ? Suy nghĩ của cậu Long thì người như anh làm sao hiểu được? trung lâm không phục mà nói anh đường tuy rằng hành động lần này của chúng tôi thất bại nhưng chờ đến lúc cậu long ra khỏi trảm mã đài thì cậu ấy đã áp đảo rất nhiều thiếu niên thiên tài rồi anh thật sự dám chống lại sao ha ha đến lúc đó tôi sẽ tự đi đến trảm mã đài đường tuấn cười nhạt anh đã muốn gặp cậu long trong truyền thuyết kia lâu lắm rồi lai châu hiệp hội y học cổ truyền bây giờ hiệp hội y học cổ truyền đã sắp loạn thành nồi cháo heo rồi tuy rằng sự kiện thôn Thanh Thủy đã bị phong tỏa nhưng vẫn bị dò dỉ thông tin ra ngoài thông qua nhiều đường. Ví dụ như đường Tuấn giết rất nhiều người, đã bị một tổ chức đặc biệt giam lại, chẳng hạn như đường Tuấn và cục vệ sinh làm trái lại tổ chức nên khó giữ lấy thân. Lúc đầu mọi người nghe tin đồn cũng không cảm thấy gì, nhưng dần dần theo sự mất tích của đường Tuấn và hoạt động của Hiệp hội Y học Cổ truyền cũng bị phía trên cản trở thì bắt đầu có người tin những lời đồn đại đó. Trợ lý lý, Tôi đề nghị hiệp hội lập tức hủy bỏ chức hội trưởng của Đường Tuấn. Hiệp hội y học cổ truyền chúng ta tuyệt đối không có thể chỉ vì sai lầm của một người mà sụp đổ được." Một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi nói, ánh mắt anh ta sáng quắc, giọng điệu khi nói chuyện rất có khí thế. Tiêu Bân nói không sai, tuy rằng hiệp hội y học cổ truyền là do một tay Đường Tuấn sáng lập nhưng bây giờ Đường Tuấn đã là tội phạm rồi, không thể để cả hiệp hội y học cổ truyền rớt đài với cậu ta được. Liên tiếp có người đứng ra hùa theo lời Tiêu Bân, đa số đều đồng ý cắt chức hội trưởng của Đường Tuấn, càng quá đáng hơn là còn có người muốn cắt luôn chức trợ lý của Lý Ngọc Mai. Ha ha, vậy các ông cảm thấy ai có thể gánh nổi cái chức hội trưởng này? Lý Ngọc Mai cũng không giận mà bình tĩnh cười nói, "Chương 1046, anh, sao anh còn sống?" Tôi cảm thấy anh Tiêu Bân rất thích hợp." Trong đám người hùa theo có một người đứng ra cười nói, "Tiêu Bân Lý Ngọc Mai nhìn người đàn ông kia rồi nói, những tin tức kia chắc đều là do bí thư Tiêu nói cho ông biết phải không? Hình như hai người là bà con thì phải. Lúc đầu ông được vào hiệp hội y học cổ truyền hình như cũng là do bí thư Tiêu giới thiệu nhỉ. Tiêu Bân ngơ ngác rồi nói tiếp, nếu trợ lý Lý đã biết hết rồi thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Đúng là bí thư Tiêu nói cho tôi biết những tin tức đó, những điều đó đều là do tận mắt anh ta nhìn thấy, hơn nữa lệnh bên trên cũng sắp truyền đạt xuống rồi nếu trợ lý lý không tin thì có thể hỏi ông lư và ông vương có lẽ bọn họ còn biết rõ hơn tôi nữa đấy lý ngọc mai nhíu mày nhìn về phía vương trọng quang và lư thế giang thấy sắc mặt hai người khó coi thì biết không cần phải hỏi nữa trợ lý lý chấp nhận sự thật đi tiêu bân lộ ra vẻ đắc ý cười nói hiệp hội y học cổ truyền cũng là tâm huyết bấy lâu nay của cô tôi nghĩ cô cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh nó sụp đổ đâu ba ngày nữa thôi là đại hội giao lưu bắt đầu rồi nếu cô vẫn chưa quyết định xong thì đến lúc đó chúng tôi sẽ không tham gia đâu. E rằng trợ lý Lý cũng không gánh nổi trách nhiệm đó đâu. Lý Ngọc Mai chìm vào im lặng. Còn đám người Tiêu Bân thì khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đắc ý như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu các người không muốn đi vậy thì khỏi đi. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ vang lên từ ngoài cửa. Lý Ngọc Mai vừa nghe giọng nói quen thuộc thì lập tức mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Còn mặt mày đám người Tiêu Bân thì trở nên xanh mét. Cửa phòng làm việc mở ra, Đường Tuấn bước vào, phía sau là Hàn Bảo Long cầm kiếm đi theo. "Anh, sao anh còn sống?" Tiêu Bân nhìn Đường Tuấn đang đứng trước mặt mình, thất thanh kêu lên. "Hôm nay đám người Tiêu Bân làm khó dễ nhưng cũng không phải là hành động bộc phát nhất thời mà là đã trải qua kế hoạch tính toán kỹ lưỡng. Đầu tiên là tung tin đồn khắp hiệp hội y học cổ truyền để càng có nhiều người phản đối Đường Tuấn." Mà theo lời Tiêu Hoàng nói với ông ta thì Đường Tuấn đã bị người của một tổ chức đặc biệt theo dõi, chết là cái chắc rồi, cho nên hôm nay Tiêu Bân mới theo kế hoạch hát tuồng, bước vua thoái vị, này. Nếu như là lúc danh tiếng của Đường Tuấn còn như mặt trời ban trưa thì anh ta nào dám có ý nghĩ cướp quyền. Nhưng bây giờ, Đường Tuấn vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt anh ta. Đường Tuấn nhìn lướt qua Tiêu Bân, nói, bây giờ tôi chính thức thông báo, anh đã bị đuổi khỏi Hiệp hội Y học cổ truyền, Tiêu Bân ngẩn ra, vội vàng nói, cậu dựa vào cái gì mà đòi đuổi tôi. Anh họ tôi là Tiêu Hoàng đấy, cậu dám làm vậy không sợ tôi nói với anh ấy ư. Hơn nữa bây giờ thân phận của cậu đã không còn như xưa, cấp trên sẽ không để cho cậu làm đại diện cho Hiệp hội Y học cổ truyền nữa đâu. Không tin anh có thể gọi điện thoại kiểm tra. Đường Tuấn chào hỏi với vài người quen chào đón mình về, sau đó nói. Tiêu Bân nghe vậy, lập tức lấy di động ra gọi điện cho Tiêu Hoàng chương 1047 cầu xin cậu tha cho tôi đi. Khốn nạn, tiêu hoàng ở đầu bên kia mắng tới tấp, mày muốn chết thì cũng đừng liên lụy tới tao. Tao ra lệnh cho mày lập tức xin lỗi hội trưởng, nếu không sau này đừng gọi tao là anh họ nữa. Nhưng, nhưng mà, tiêu bân nghiệt ra. Tiêu hoàng thở dài, nói chuyện này dừng ở đây. Sự việc ở thôn Thanh Thủy đã được điều tra rõ ràng là do Trang Minh mẫn lạm quyền cố ý bẻ cong sự thật, hội trưởng đường chỉ là người chịu tội thay thôi công đầu của vụ án thôn Thanh Thủy thuộc về hội trưởng đường đấy. Sao có thể như vậy được, Tiêu Bân không thể tin nổi. Dù anh ta không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng biết vụ án thôn Thanh Thủy rất nghiêm trọng chắc chắn rất khó giàn xếp, huống chi mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi. Là nhà hoàng phủ ở Hà Nội, giọng Tiêu Hoàng run nhẹ nhẹ, người phụ nữ nhà hoàng phủ kia đúng là điên rồi. Cô ta lại có thể bỏ ra số tiền hàng trăm triệu và dùng mạng lưới quan hệ khổng lồ mời tới hơn 10 chuyên gia nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới về, còn lợi dụng tài nguyên của nhà hoàng phủ mang thi thể từ trong nghịch luân ra khám nghiệm tử thi. Trải qua 3 ngày 3 đêm nghiên cứu cuối cùng đã chứng minh được 600 người dân ở thôn Thanh Thủy là bị một loại trùng có độc tính cực mạnh ký sinh, chứ không phải là virus như lời Trang Minh Mẫn nói. Mẹ nó, Trang Minh Mẫn đúng là bị điên, lần này suýt nữa đã bị ông ta kéo xuống nước rồi. Tiêu Hoàng lớn tiếng mắng chửi, có thể thấy anh ta đang tức giận đến mức nào. Lại nói tiếp, Đường Tuấn có thể chứng minh bản thân trong sạch, đối với anh ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nếu không sự kiện thôn thanh thủy nghiêm trọng đến vậy mà anh ta còn là một nửa người tham gia nữa, chắc chắn không giữ nổi cái ghế dưới mông. Nhưng bây giờ chứng minh được Đường Tuấn trong sạch thì chẳng những không bị mất chức mà còn có thể được thăng chức nữa, trong lòng anh ta thậm chí còn có hơi biết ơn Đường Tuấn. Tiêu Bân nghe vậy trong lòng run rẩy rốt cuộc đường tuấn này là ai mà lại có thể khiến nhà hoàng phủ tốn công sức bảo vệ như vậy? Chẳng lẽ là con rể nhà hoàng phủ? Phải biết rằng, từ lúc sự kiện thôn thanh thủy xảy ra đến nay còn chưa đến 6 ngày, nếu muốn trong thời gian ngắn như vậy làm ra nhiều việc như vậy thì quan hệ và số tiền bỏ ra có thể nói là khổng lồ, đủ làm dung chuyển nhà hoàng phủ. Mà làm tất cả những việc đó đều là để chứng minh một người trong sạch. Lập tức xin lỗi cậu đường ngay, nếu không mày không cần về nữa hai ngày nữa tao sẽ tự mình đến hỏi thăm cậu đường, mày đừng có gây chuyện cho tao nữa đấy. Tiêu Hoàng ném lại hai câu xong thì cúp máy. Tiêu Bân nghe âm thanh, tút tút, trong điện thoại vang lên mà đờ cả người, trên gương mặt Tiêu Bân hiện lên sự mờ mịt, không biết phải làm thế nào. Thế nào rồi, Đường Tuấn lạnh lùng hỏi. Đường Tuấn thở dài trong lòng, trước khi trở về anh đã biết những chuyện Hoàng Phủ Ngọc làm, lần này thiếu cô ta một món nợ lớn đến nổi anh không biết làm thế nào trả lại tiêu bân nghe thấy như bị xét đánh cả người run lên sau đó bỗng phịch một tiếng quỳ xuống liên tục xin tha hội trưởng tôi sai rồi cầu xin cậu tha cho tôi đi tiêu bân vừa nói vừa ôm lấy đùi đường tuấn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trông rất đáng thương đường tuấn chán ghét liếc tiêu bân đã anh ta vang ra nói anh đã không còn là người hiệp hội y học cổ truyền chúng tôi nữa bàn giao hết công việc là có thể đi khi nghe vậy vẻ mặt tiêu bân giống như nghe tin cha mẹ chết vậy. chương 1048, chồng chưa cưới. Sau khi xử lý tiêu bân xong đường Tuấn cũng không được rảnh rỗi, Hoàng Phủ Ngọc cùng với một cô bé cô tóc đuôi ngựa đã tới Hiệp hội Y học cổ truyền. Hoàng Phủ Ngọc trang điểm xinh đẹp, đôi mày cao cao, xinh đẹp như nữ thần nhưng trên khuôn mặt đẹp đẽ đầy vẻ mệt mỏi. Chiếc đầm body ôm sát thân hình quyến rũ gần như hoàn mỹ của cô ấy, làm lộ ra những đường cong đầy đặn anh không sao thì tốt rồi đó là câu đầu tiên hoàng phủ ngọc nhìn thấy đường tuấn nói đường tuấn thở dài cô không cần phải làm như vậy hoàng phủ ngọc hít mắt lại giống như con cáo nhỏ nói tôi thích anh nợ tôi cô bé buộc tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh nghe đã tức giận nãy giờ mặc dù biết bây giờ thân phận và tu vi của đường tuấn đã khác xưa nhưng cô ta vẫn không hề thay đổi thái độ mấy ngày nay hoàng phủ ngọc đã trả giá như thế nào e rằng chỉ có cô ta là hiểu rõ nhất Đường Tuấn mỉm cười không biết nói gì. Hoàng Phủ Ngọc thấy thế cũng cười khẽ, nhưng nụ cười vừa mới nở rộ thì cơ thể mảnh mai của cô ấy lung lay. Nếu Đường Tuấn không đỡ kịp thì Hoàng Phủ Ngọc đã ngã xuống đất rồi. Cô có sao không? Đường Tuấn vừa truyền chân khí cho cô ta vừa hỏi. Không sao mới là lạ đấy. Hoàng Phủ Ngọc đang chóng mặt nên không trả lời được. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa la lên. Cô Ngọc nhà chúng tôi vì chuyện của anh mà đã ba ngày ba đêm không ngủ đấy liên lạc được với những nhà khoa học và tổ chức chuyên nghiệp đó khó khăn bao nhiêu anh có biết không hả sau khi nghe nói anh đã trở về thì cô ngọc càng không nghỉ ngơi bỏ mặc nhà hoàng phủ và tập đoàn yên hòa dối tung lên để chạy đến đây làm việc với cường độ cao như vậy sao có thể không xảy ra chuyện được đường tuấn nhìn hoàng phủ ngọc trong giây lát bỗng không biết nên nói gì không sao đâu nghỉ ngơi một lúc là khỏe thôi hoàng phủ ngọc yếu ớt nói lúc này di động của hoàng phủ ngọc bỗng reo lên Cô bé cột tóc đuôi ngựa nhìn lướt qua tên người gọi thì nhíu mày nói, "Cô Ngọc, là Lý Hùng Cường." Hoàng phủ Ngọc lắc đầu, cô bé cột tóc đuôi ngựa tắt điện thoại. "Lý Hùng Cường là ai?" Đường Tuấn hỏi. Tóc đuôi ngựa nhìn Đường Tuấn, nói, "Là chồng chưa cưới của cô Ngọc." "Chồng chưa cưới?" Đường Tuấn cau mày, không hề giống với phong cách của Hoàng phủ Ngọc. Người phụ nữ này có tính cách cứng rắn, còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông, lại còn có đầu óc kinh doanh vượt xa người thường. Cô ấy có khuôn mặt khuynh nước khuynh thành, hơn nữa sau lưng còn có dòng họ Hoàng phủ và tập đoàn Yên Hòa. Nhìn khắp cả nước Việt Nam, có mấy người đàn ông dám tự tin nắm tay cô ấy đi hết quãng đời còn lại. Chương 1049 anh đã nợ hai cô gái này quá nhiều. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng chính là Phi Nguyệt ấm ức nói: "Cô chủ, cô đã vì anh ta mà chịu bao nhiêu ấm ức rồi. Nếu không phải vì anh ta thì cô không cần phải đính hôn với tên Lý Hùng Cường đáng ghét đó." Đường Tuấn càng không nói nên lời, tại sao việc đính hôn của Hoàng phủ Ngọc lại có liên quan đến mình chứ, nghe có vẻ như là do chính mình đã gây ra vậy. Có chân khí của Đường Tuấn bồi bổ cơ thể, cảm giác mệt mỏi của Hoàng phủ Ngọc đã giảm đi rất nhiều, lúc này gương mặt cô ấy đã ửng hồng. Cô ấy chống tay ngồi dậy giải thích, không liên quan gì đến anh. Dù anh không xuất đầu lộ diện thì sớm muộn gì tôi cũng tìm người kết hôn. Tập đoàn Yên Hòa không thể bị biến mất trong tay tôi được. Cô chủ sao bây giờ cô còn nói thay anh ta chứ? Phi Nguyệt nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hoàng Phủ Ngọc mà không khỏi cảm thấy đau khổ, đôi mắt cô ta đỏ bừng và giọng nói không thể kìm nén được sự tức giận. Anh ta đã giết Phạm Trung, cô đã thay anh ta xử lý các sự việc sau đó, lại còn hoàn toàn ủng hộ tập đoàn Thiên Thanh mà bỏ ngoài tai sự phản đối của các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn chúng ta. Anh ta bị thương bởi con dao găm của phù thủy, cô đã chi rất nhiều tiền để thu thập nhiều dược liệu quý báu cho anh ta bây giờ lại là chuyện của thôn thanh thủy nếu không phải cô âm thầm giúp sức thì anh ta đã bị đám người của nghịch luân bắt đi mất rồi cô chủ cô vì anh ta mà làm nhiều chuyện như vậy anh ta lại không biết gì và coi như chuyện đương nhiên lý hùng cường là tên đục nước béo cò thật là vô cùng ghê tởm nhưng y thuật của anh ta cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân cũng không phải là một người tốt gì đủ rồi khuôn mặt xinh đẹp của hoàng phủ ngọc bao trùm một lớp băng giá quát lên mặc dù phi nguyệt là một võ đạo tông sư nhưng vào lúc này cô ta đã bị những lời nói của hoàng phủ ngọc làm cho sửng sốt lúc này đường tuấn cũng dần dần hiểu ra nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của hoàng phủ ngọc mà trong lòng tràn đầy áy náy xin lỗi đường tuấn khẽ thở dài hoàng phủ ngọc giật mình lắc đầu tôi đã nói rồi tôi thích anh nợ tôi cô không thể lấy lý hùng cường được đường tuấn kiên quyết nói vậy thì tôi phải lấy ai lấy anh sao dù gì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, tôi cũng muốn một ngày nào đó sẽ lập gia đình và mặc váy cưới. Hoàng Phủ Ngọc nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Đường Tuấn giật mình, há hốc mồm, nhưng không biết nên nói gì. Ở phương Bắc, đã có một cô gái đang đợi anh. Nhưng bây giờ, ngoài Lý Ngọc Mai, còn có thêm một Hoàng Phủ Ngọc. Anh đã nợ hai cô gái này quá nhiều. Mặc dù anh và Lý Ngọc Mai đã vượt qua khoảng cách nam nữ, nhưng cả hai đều hiểu rằng sự thân thiết chỉ là tạm thời. Hừ, sắc mặt của Phi Nguyệt cực kỳ khó coi, như thể chỉ muốn đánh người. Hoàng phủ Ngọc nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ buồn bã, trong lòng càng thêm thất vọng. Ông nội đã nói đúng, có những người đã bỏ lỡ một lần thì sẽ là cả đời, có làm bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể cứu vãn được. Cô ấy nở một nụ cười quyến rũ, khéo léo che giấu cảm giác mất mát này, tôi nói đùa thôi, cô gái nhà họ Mộ Dung kia hợp với anh hơn so với tôi. Lúc này điện thoại di động của Hoàng Phủ Ngọc lại vang lên. Xem màn hình điện thoại, lại là Lý Hùng Cường. Hoàng Phủ Ngọc cau mày, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn nhận điện thoại từ Lý Hùng Cường. Alo, chương 1050, thứ anh muốn ở ngay trên bàn. Hoàng Phủ Ngọc, chúng ta sắp đính hôn, sắp là người một nhà rồi. Đừng nói năng cứng rắn như vậy đâu, anh nghĩ ông nội của em biết em lạnh nhạt với anh như vậy sẽ không vui đâu ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy chế giễu. Có chuyện gì? Thế mà giọng của Hoàng phủ Ngọc lại thực sự dịu dàng đi một chút. Anh biết em đang ở Lai Châu, tối nay anh sẽ tham dự một bữa tiệc rượu ở Lai Châu, hy vọng em sẽ đến. Nếu tôi nói không thì sao? Em không có quyền từ chối. Người đầu dây bên kia cười giễu cợt nói, lát nữa anh sẽ gửi thời gian và địa chỉ vào điện thoại của em. Đúng rồi, nhớ ăn mặc đẹp nhé. Ha ha ha. Bụp. Hoàng Phủ Ngọc cúp luôn điện thoại. Cô có muốn tham gia buổi tiệc rượu kia không? Đường Tuấn hỏi, cuộc nói chuyện vừa rồi của Hoàng Phủ Ngọc và Lý Hùng Cường không thể giấu giếm được đôi tai của anh. Hoàng Phủ Ngọc nở một nụ cười khổ khó có thể phát hiện, gật đầu, ừ. Tập đoàn Yên Hòa cần sự giúp đỡ tài chính của Lý Hùng Cường. Bao nhiêu? Đường Tuấn bèn hỏi. Hoàng Phủ Ngọc không khỏi mỉm cười, ít nhất hiện tại anh không làm được trừ khi anh bằng lòng bán tập đoàn thiên thanh và hiệp hội y học cổ truyền để lấy tiền mặt mới có thể miễn cưỡng vừa đủ cô ta nhìn đường tuấn nếu anh thực sự muốn giúp tôi thì buổi tối hãy đi tham gia buổi tiệc rượu với tôi đường tuấn hơi ngạc nhiên sau đó đã đồng ý cô ở đây nghỉ ngơi một lát đi bây giờ sức khỏe của cô vẫn còn quá yếu đường tuấn nói hoàng phủ ngọc lắc đầu nói đầy ẩn ý đây không phải đất của tôi buổi tối tôi sẽ cho người tới đón anh sau khi tiến hoàng phủ ngọc và phi nguyệt đi, đường tuấn trở lại hiệp hội y học cổ truyền với vẻ mặt ảm đạm. Lý Ngọc Mai đứng trước khung cửa sổ cao kiểu Pháp, cầm một ly rượu vang trong tư thế tao nhã, khẽ nhếch miệng. Đôi môi đỏ mọng tô son môi gợi cảm khẽ mở ra khiến người ta động lòng. Thứ anh muốn ở ngay trên bàn, Lý Ngọc Mai nói mà không quay đầu lại. Đường Tuấn hơi dừng lại, nghĩ thầm rằng mình còn chưa mở miệng mà sao cô đã biết mình muốn hỏi gì. Tuy nhiên, Đường Tuấn vẫn bước tới cạnh bàn, cầm tài liệu đã được đặt trên bàn lên. Sau khi nhanh chóng xem qua tài liệu, trong mắt Đường Tuấn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Trong tài liệu, hầu hết đều là những thông tin về hoàn cảnh khó khăn của nhà họ Hoàng phủ và tập đoàn Yên Hòa. Sau khi ba lần bị Hoàng phủ Cửu Huyền điều động số lượng lớn tài nguyên và tài chính thì nhà họ Hoàng phủ và tập đoàn Yên Hòa gặp vấn đề lớn về nguồn tài chính, giá cổ phiếu của một số công ty niêm yết đã giảm mạnh. Ngoài ra, còn có thông tin cá nhân của Lý Hùng Cường. Lý Hùng Cường, cậu cả của tập đoàn Đại Hùng của nhà họ Lý ở Hàn Quốc, là một trong những ứng cử viên hứa hẹn sẽ kế thừa gia tộc và tập đoàn trong tương lai với khối tài sản mấy trăm nghìn tỷ. Với khả năng kinh doanh cực tốt, lại có được sự hậu thuẫn của dòng họ Lý, anh ta đã độc chiếm 70% thị trường dược liệu Hàn Quốc và tạo nên một huyền thoại trong giới kinh doanh. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1050